Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 1121, Oản Oản tiểu thư uống rượu. Tư Dạ Hàn hướng về phía con trai nhìn một cái. Cậu nhóc mới vừa rồi còn đang tố cáo ba ba không có nguyên tắc, giờ phút này rốt cuộc mới nhận ra được là chính mình quên mất chính sự, mấp máy môi, tựa hồ có hơi ảo não. Bất quá, vừa nghĩ tới mới rồi gọi điện thoại cùng mẹ, nghe được âm thanh của mẹ, lại vui vẻ. Cậu bé thần sắc nghiêm túc mở miệng, mẹ đã nói chỉ uống một chút xíu, mẹ sẽ có chừng mực. Trong sách có nói, uống lượng rượu vừa phải thì cũng không sao. Tư Dạ Hàn ê đầu, thả văn kiện trong tay xuống. Nàng tự nhiên là không sao. Có sao, là người khác. Một lát sau, đám người Hứa Dịch, Phong Huyền Diệp, Thập Nhất, còn có một đám phân đội trưởng như thường lệ báo cáo tiến độ nhiệm vụ hàng tuần cho Tư Dạ Hàn. Đợi mọi người báo cáo xong xuôi, chuẩn bị lui ra, Tư Dạ Hàn lại gọi bọn họ lại. Tư Dạ Hàn, chờ một chút. Đám người Hứa Dịch, Thập Nhất nhất thời đều dừng bước. Hứa Dịch hỏi, cửu gia, ngài còn có gì phân phó? Các cậu chờ lát nữa theo tôi đi đón Oản Oản. Tư Dạ Hàn mở miệng. Vâng, cửu gia, Hứa Dịch nói, vâng, xong, lại sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ đều chú ý tới, mới vừa rồi Tư Dạ Hàn nói là các cậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Dịch, cần phải đi mấy người? Tư Dạ Hàn, tất cả mọi người. Hứa Dịch kinh ngạc, mọi người chúng tôi đều đi. Tư Dạ Hàn, ừm. Hứa Dịch, các ám vệ trố mắt nhìn nhau, nhiều người như vậy cùng đi đón, có phải là có hơi khoa trương rồi hay không? Bất quá, đối với phân phó của gia chủ, trong lòng bọn họ mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ coi là gia chủ quá sủng Diệp tiểu thư mà thôi. Lúc này, tiếng bước chân bạch 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 vang lên, Đường Đường vội vã từ trên lầu đi xuống, cha, con cũng phải đi đón mẹ. Mặc dù trước khi tới, Hứa Dịch đã dặn dò cùng mọi người chuyện của đứa bé này, bất quá mọi người vừa chợt nghe đến tiếng, cha, này, vẫn không nhịn được yên lặng lau mồ hôi. Trong đám người, Phong Huyền Diệp ung dung thản nhiên hướng về phía tiểu nãi oa nhìn một cái, nghe được tiếng, cha kia, chân mày dường như hơi hơi nhướn lên một chút. Tư Dạ Hàn nhìn cậu bé, quên mẹ dặn gì à? Đường Đường rũ đầu nhỏ, mẹ dặn Đường Đường ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng mà tối nay mẹ uống rượu. Mẹ là một cô gái, uống rượu về nhà không an toàn. Đường Đường muốn đi đón mẹ. Các ám vệ đang đợi ở một bên, sau khi nghe được lời này của tiểu nãi oa, cơ hồ đều đồng loạt cùng nhau ngẩng đầu lên, mặt không cách nào tin nổi. Quát! Oản Oản tiểu thư, uống rượu. Căn phòng lớn như vậy trong nháy mắt dường như đón nhận một cơn địa chấn mà chao đảo, tất cả mọi người mặt đầy khiếp sợ. Hứa quản gia, chuyện gì xảy ra? Oản Oản tiểu thư làm sao lại được uống rượu? Ông chủ không phải là không cho nàng uống rượu sao? Nàng làm sao được uống rượu nữa vậy? Thập Nhất vội vàng hạ thấp giọng hỏi Hứa Dịch bên cạnh. Đúng vậy Hứa quản gia, Diệp tiểu thư làm sao lại uống rượu chứ? Ông chủ làm sao lại để cho Diệp tiểu thư uống rượu? Tất cả mọi người đều như kiến bò trên chảo lửa, hướng về Hứa Dịch nhìn lại, mà chính bản thân Hứa Dịch cũng mộng bức rồi, làm sao tôi biết? Tôi chỉ biết Oản Oản tiểu thư tối nay đi tham gia một bữa tiệc cùng đoàn làm phim thôi. Làm sao biết được cửu gia lại sẽ cho phép nàng uống rượu? Khó trách cửu gia phải dẫn nhiều người như vậy đi đón nàng. Đây là sợ Oản Oản tiểu thư vạn nhất uống nhiều rồi lại say khướt, không ai ngăn được. Cho nên mới mang theo nhiều người một chút để phòng ngừa vạn nhất. Xin can, bọn họ cũng không ngăn được, có được hay không? Có đi cũng là đi nạp mạng đấy. Cuối cùng, Đường Đường vẫn vì ngại cam kết với mẹ, ngoan ngoãn lên lầu đi ngủ. Về phần đám người Hứa Dịch, Thập Nhất, Phong Huyền Diệp, chỉ có thể hồn phi phách tán đi theo ông chủ nhà mình đi ra cửa đón người. Chương 1122, đốt cháy trái tim tôi. Cùng lúc đó, bên trong một phòng ăn ở một quán nhậu nào đó tại Đế Đô. Cạn ly, ly thứ nhất mừng chúng ta quay phim thuận lợi, cạn ly. Ly thứ hai vì tiểu gia tôi tương lai sắp sửa ám chọn giải ảnh đế vinh quang. Cạn ly. Cung Húc tối nay hưng phấn vô cùng, rất nhanh một bình rượu lớn lập tức bị hắn cạn sạch. Nhưng riêng mình hắn uống thì thôi đi, còn nhất định phải kéo theo Diệp Oản Oản cùng uống. Bên cạnh, Hàn Thiên Vũ thấy vậy cau mày, cầm ly rượu đi tới, Cung Húc, có gì để tôi uống cùng cậu, Diệp Bạch không biết uống rượu. Không nên, tôi muốn Diệp ca ca uống cùng tôi cơ. Cung Húc vừa nói vừa tiến tới trước mặt Diệp Oản Oản,
Diệp ca, tôi có thể hỏi anh vài câu không? Cậu muốn hỏi gì? Trong tay Diệp Oản Oản đung đưa ly rượu, chống cằm nhìn Cung Húc. Mặc dù Diệp Oản Oản uống không được nhiều, vẫn chưa say, bất quá, trong ánh đèn mờ, làm nổi bật đôi mắt ươn ướt long lanh, quả thật là mê người đến phạm quy. Cung Húc nhìn một chút, không biết tại sao mặt càng ngày càng đỏ, ngây người đứng như phỗng ở chỗ đó. Diệp Oản Oản, nói chuyện đi. Mãi đến khi Diệp Oản Oản thúc giục, Cung Húc mới hồi phục lại tinh thần, say khướt hỏi, Diệp ca ca, anh. Anh có lửa hay không? Diệp Oản Oản không hút thuốc lá, đương nhiên không có lửa, vì vậy trả lời, không có. Cung Húc nhất thời lầu bầu, nói bậy, vậy tại sao anh lại đốt cháy trái tim tôi? Diệp Oản Oản nhất thời sạm mặt lại. Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Diệp ca ca, tôi có một siêu năng lực siêu lợi hại. Anh biết là cái gì không? Cung Húc lại hỏi. Diệp Oản Oản nhíu mày, cái gì? Cung Húc, siêu cấp thích anh. Diệp Oản Oản cùng với mọi người. Cung Húc tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, Diệp ca ca, cuối cùng. Một câu hỏi cuối cùng, anh biết tôi thấy cái gì ngon nhất không? Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, cậu ăn gì cũng thấy ngon. Cung Húc, không đúng, tôi thích, si ngốc ngắm nhìn anh, ngon, nhất. Diệp Oản Oản, cái tên này, say đến đầu óc mê muội rồi đi, lại có thể coi nàng là nữ nhân mà trêu ghẹo. Mọi người thấy Cung Húc ở đó say khướt, tất cả đều cười vang, huyên náo cả căn phòng. Trong góc, Phí Dương cũng phì cười không dứt, ngồi ở bên cạnh Hàn Thiên Vũ ói hỏng bét, Cung Húc cái tên tiểu tử này, không biết còn tưởng rằng hắn cong nữa nha. Hàn Thiên Vũ căn bản là không hề nghe được người đại diện nhà mình đang nói gì, mà lại trực tiếp đứng lên, hướng về phía của Cung Húc và Diệp Oản Oản đi tới. Cung Húc tiểu tử kia uống đến lung la lung lay, cả người đều muốn dính ở trên người Diệp Oản Oản rồi. Hàn Thiên Vũ ung dung thản nhiên một tay đem Cung Húc đỡ lấy, Cung Húc, chỉ bằng cùng tôi uống một ly. Thiên Vũ ca, uống đi, tới đây chiến, Cung Húc lảo đảo giơ ly, thân hình thoát một cái, mắt thấy đã sắp té vào người Diệp Oản Oản bên kia. Hàn Thiên Vũ lần nữa đưa tay đỡ hắn, rõ ràng cho thấy sợ hắn đụng phải người Diệp Oản Oản. Sau đó, lại ngồi ở giữa Cung Húc và Diệp Oản Oản, tách hai người ra. Sau khi cùng Cung Húc uống mấy chén, Hàn Thiên Vũ thần sắc ôn nhu, mở miệng nói với Diệp Oản Oản ở phía còn lại, uống ít chút, dù sao anh cũng là con gái. Lúc này, Phí Dương mới vừa rồi còn đem Cung Húc ra trêu, bỗng đờ mất mấy giây. Chuyện này, đây là tình huống gì? Làm sao hắn lại có cảm giác giống như Hàn Thiên Vũ đang chiếu cố cho Diệp Bạch? Hơn nữa giọng nói của cậu ta đối với Diệp Bạch lại còn ôn nhu hơn nói với bất kỳ ai. Bên này, Cung Húc thấy Hàn Thiên Vũ đoạt đi vị trí của mình, nhất thời lại muốn ồn ào, thật may Diệp Mộ Phàm vừa đi vệ sinh xong, kịp thời chạy tới. Chương 1123, tử lượng tôi không tốt lắm. Diệp Mộ Phàm mới vừa từ phòng vệ sinh quay trở lại, đã thấy Cung Húc đang muốn quậy, nhất thời xốc hắn lên, sau đó đặt mông đẩy hắn ra, làm gì vậy? Say rồi thì đi sang một bên mà nằm, đừng dính đến Diệp Bạch nhà ta. Thấy Diệp Mộ Phàm trở về rồi, Hàn Thiên Vũ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cung Húc, nói bậy, Diệp ca ca rõ ràng là người nhà tôi đấy. Diệp Mộ Phàm, phi, cái con yêu tinh nhà cậu nghĩ hay thật? Cung Húc suy nghĩ một chút, tém tém lại mà cầu việc khác vậy. Tôi đây là của nhà Diệp ca ca đấy. Diệp Mộ Phàm, cái tên này, làm sao lại có thể mặt dày đến như vậy? Thiệt tình, vừa nghĩ tới sau khi giải thưởng Kim Lan kết thúc, Oản Oản phải nói cho hắn biết chân tướng liền muốn đứng tim. Oản Oản bây giờ còn là nam nhân đã như vậy, nếu như hắn biết nàng là nữ nhân, còn sẽ như thế nào đây? Diệp Oản Oản mới đầu còn khắc chế không uống nhiều, nhưng sau đó trong bầu không khí hân hoan này, không cẩn thận dường như đã vượt qua phạm trù, một chút xíu. Bất quá, có vẻ như là, một chút xíu, chút ít, số lượng vừa phải, mấy loại từ này vốn là không có giá trị định lượng cụ thể à nha, tùy tiện nói thế nào cũng đều được. Diệp Mộ Phàm nghĩ hiếm có dịp vui như lúc này, hôm nay lại đều là người mình, lại còn có một người anh ruột như hắn ở đây, sẽ không xảy ra chuyện, cho nên cũng tùy ý để cho Diệp Oản Oản uống thỏa thích. Cung Húc bám dính như keo con voi. Diệp ca ca, tới, uống. Tiếp tục uống, 100%. Diệp Oản Oản vào lúc này đã hơi say rồi, nhướng mày, trên mặt nhuộm lấy men say, lười biếng mở miệng, Húc bảo bảo, tôi khuyên cậu đừng đâm đầu tự tử nữa, nghe nói. Tửu lượng tôi không tốt lắm,
uống nhiều rồi sẽ thích đánh người. Hàn Thiên Vũ, ho khan, tửu lượng không tốt, điểm này tôi có thể làm chứng. Cung Húc tỏ vẻ không thèm để ý, vậy thì tốt quá. Tôi liền thích bị anh đánh. Quần chúng hóng hớt Phí Dương. Hắn cực kỳ hoài nghi, Cung Húc thật sự cong rồi. Bất quá coi như là sự thật, cũng khó trách nha, cái tướng mạo này của Diệp Bạch, chậc chậc. À mà, Thiên Vũ nhà hắn đối với Diệp Bạch đặc biệt ôn nhu như vậy, sẽ không phải là cũng. Phí Dương trong nháy mắt nổi hết cả da gà. Không được, không được, trở về nhất định phải giáo huấn cậu ta thật tốt. Không thể phạm sai lầm nha. Cùng lúc đó, xe Tư Dạ Hàn đã đậu sát ở dưới lầu, cách quán nhậu không xa. Tư Dạ Hàn cùng Hứa Dịch, còn có Thập Nhất, ngồi ở trong chiếc xe phía trước, hai chiếc xe phía sau là các ám vệ đang ngồi. Trong đó một người thanh niên thân hình cao gầy lén lén lút lút xuống xe chạy đi siêu thị Tiện Lợi, một lát sau vội vàng chạy trở lại. Mua được chưa, mua được chưa? Mọi người vội vàng hỏi. Mua được rồi, mua ba chén. Ông chủ nói đây là loại trà giải rượu hiệu quả cực kỳ tốt đấy. Thanh niên cao gầy vội vã mở miệng nói. Thích, chỉ có trà giải rượu có ổn không? Tôi nghe nói sữa bò cũng có thể giải rượu. Mua sữa bò chưa? Đúng rồi, còn có mật ong. Tôi mới tra trên mạng, nói là cái gì mà cà chua, nho, dưa hấu cũng được, không bằng đều mua mỗi thứ một ít đi. Mọi người năm mồm bảy miệng đưa ra chủ ý, sau ót của mỗi người đều đổ đầy mồ hôi. Quả thật cứ như sắp sửa tham gia một trận chiến sống còn vậy. Đúng lúc này, Phong Huyền Diệc lắp ba lắp bắp mở miệng, vô. Vô dụng, những thứ này không giải rượu, chỉ có thể hóa giải triệu chứng nhức đầu choáng váng khi say rượu. Không thể giải rượu. Mọi người, tất cả mọi người nhất thời cảm thấy trời long đất lở. Không muốn, chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Ổn định, đừng hoảng hốt, có cửu gia ở đây. Cửu gia sẽ quản đấy. Chúng ta sẽ không có việc gì. Thanh niên cao gầy an ủi. Phong Huyền Diệc, cửu gia, quá sủng Oản Oản tiểu thư. Tôi cảm thấy, ngài ấy đứng một bên nhìn Oản Oản tiểu thư đánh chúng ta. Độ khả thi, tương đối lớn. Chương 1124, má ơi cứu mạng. Mọi người, đội trưởng thật thà. Đội trưởng, ngài chớ nói nữa có được không? Hãy cho chúng tôi một chút hy vọng sinh tồn tiếp đi mà. Vì sao lại có cảm giác như bọn họ bị gọi tới làm bao cát? Phòng VIP của quán nhậu, tối nay mọi người vui vẻ thả lỏng một chút, bữa tiệc mừng bộ phim quay xong rốt cục cũng kết thúc. Mọi người lần lượt cáo từ rời đi, đám người Diệp Oản Oản, Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, Diệp Mộ Phàm đang đứng ở ven đường chờ xe tới đón. Cung Húc đã hoàn toàn say khướt, cái tên này càng uống càng dính chặt. Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ hai người hợp lực lại mới đối phó nổi với hắn. Diệp ca, tới PK sao đi? Tới đánh một trận nào? Không đánh nhau không thành huynh đệ, chính là không phải là huynh đệ chân chính. Anh không phải đã nói anh uống nhiều rồi sẽ thích đánh nhau sao? Sao thuật ngữ game, player killer, trạng thái đổ sát đánh nhau giữa các người chơi với nhau. Con chó săn nhỏ nào đó giờ phút này hoàn toàn không biết mình sắp chết. Diệp Oản Oản dựa vào bả vai Diệp Mộ Phàm. Còn người nhuốm men say phát sáng thêm vài phần, lấp lánh, nhà ngươi. Muốn cùng ta đánh nhau. Đúng, tới đây, hiện tại ta vô cùng lợi hại đó nha. Cung Húc đắc ý không thôi. Thằng này, uống rượu xong liền cậy mạnh, nhất thời thoát ra khỏi gọng kiềm của Lạc Thần cùng Hàn Thiên Vũ, liền hướng Diệp Oản Oản nhào tới. Diệp Oản Oản mặc dù say khướt đi đứng đều không vững, nhưng trong nháy mắt khi Cung Húc lao tới, thân thể lại linh hoạt không tưởng tượng nổi. Chẳng qua chỉ lắc mình một cái, liền tránh được công kích của Cung Húc. Cung Húc chỉ cảm thấy mắt hoa lên, bóng người của Diệp Oản Oản đã không còn thấy tăm hơi, nhất thời thở hổn hển, ngoá, muốn chửi thề. Không tính, là ta uống nhiều nên hoa mắt. Cung Húc tiếp tục tung quyền. Nhưng Diệp Oản Oản cứ như có thể đoán trước được chiêu kế tiếp của hắn, mỗi một lần đều có thể tránh trước. Một lèo mấy chục chiêu, Cung Húc ngay cả vạt áo của Diệp Oản Oản cũng đều không đụng được. Ngược lại chính mình mệt đến thở hồng hộc. Diệp Mộ Phàm vốn còn muốn can Cung Húc lại, thấy Cung Húc hoàn toàn không chiếm được thượng phong, liền dứt khoát đứng ở nơi đó xem trò vui. Trước đây Oản Oản có luyện qua thân thủ, hơn nữa còn không tệ, tránh được đòn tấn công của Cung Húc hắn coi như là chuyện đương nhiên. Trên mặt của Lạc Thần thoáng qua vẻ kinh ngạc, bởi vì bình thường Diệp Bạch nhìn qua quá lịch thiệp, giống như một công tử cao quý 10 ngón tay không nhiễm khói bụi trần gian,
hắn chưa bao giờ biết thân thủ của Diệp Bạch lại có thể tốt đến vậy. Cung Húc mặc dù uống say, nhưng khoảng thời gian này tham gia đặc huấn, thuật cận chiến của cậu ta dùng để đối phó với người bình thường cũng đã đủ, vậy mà ngay cả một chiêu cũng không chạm tới được Diệp Bạch. Cung Húc mặt đầy vẻ không cam lòng, gào lên, gào, ta không tin. Nhà ngươi xem sự lợi hại của tiểu gia ta đây. Sau một hồi đánh nhau, Diệp Oản Oản dường như cảm thấy đánh với Cung Húc có chút buồn chán, dần mất kiên nhẫn, thấy Cung Húc lại đánh tới, bĩu môi, lần này, nàng không thèm né nữa, mà trong nháy mắt đánh ra một quyền. Một giây kế tiếp, uỳnh, một tiếng vang thật lớn. Quả đấm của Diệp Oản Oản lướt qua thân thể của Cung Húc, lấy thế như chớp giật nện ở trên chiếc siêu xe Việt dã Land Rover to lớn sau lưng Cung Húc. Nắp động cơ xe Việt dã trong nháy mắt bị bàn tay trắng nõn tươi non kia đập ra một lỗ to, bỗng một luồng khói đen bốc lên, thậm chí ngay cả động cơ cũng đều đã bị đập bể. Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, Diệp Mộ Phàm, cái mịa gì thế này? Nghe được tiếng vang ầm ầm, Cung Húc theo bản năng xoay người lại. Cung Húc ngơ ngác nhìn chằm chằm nắp động cơ xe bị đập ra một cái hố to đang bốc khói, hoàn toàn tỉnh rượu. Một giây, hai giây, ba giây sau, Cung Húc y như một con mèo xù lông kêu gào, bạch 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 chạy đến sau lưng của Lạc Thần, cả người đều ôm chặt lấy hắn. Má ơi, cứu mạng! Chương 1125, coi cho cậu một quẻ. Cùng lúc đó, cách đó không xa, ngồi ở đằng sau Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch trên ghế tài xế, Thập Nhất, Phong Huyền Diệp, các ám vệ Tư gia nhìn xuyên qua cửa sổ xe, cứ như vậy trơ mắt nhìn hình ảnh Diệp Oản Oản đập ra một cái hố to ở trên chiếc xe xấu số nọ. Các ám vệ, Phật tổ phù hộ. Vào giờ phút này, bầu không khí vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Lạc Thần nhìn chằm chằm vào cái lỗ to kia, cũng sợ ngây người, thậm chí cũng quên cả đem Cung Húc đẩy ra. Hắn tối nay không uống bao nhiêu rượu, cái hố to trên chiếc xe kia hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không phải là ảo giác. Đây là thân thể máu thịt có thể làm được sao? Biểu tình của Hàn Thiên Vũ cũng hoàn toàn tương tự, hắn chỉ biết Diệp Bạch uống rượu vào sẽ thích trêu chọc không phân biệt nam nữ, nhưng không ngờ lại sẽ bạo lực như vậy. Diệp Mộ Phàm nhìn cái lỗ to kia, lại nhìn một chút em gái nhà mình đang lắc lư lảo đảo, điên cuồng dụi dụi đôi mắt. Cung Húc đã hoàn toàn không dám đến gần Diệp Oản Oản rồi, co vòi tránh ở phía sau Lạc Thần cầu xin tha thứ. Diệp ca ca, em sai rồi. Diệp ca ca, em một chút cũng không muốn bị đánh, hoàn toàn không thích bị đánh, anh đừng nên hiểu lầm. Một quyền này đánh xuống, hắn còn có thể còn toàn mạng không? Mẹ nó, tình huống gì thế này? Diệp Mộ Phàm rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng vọt tới trước mặt Diệp Oản Oản, Oản. Ặc, Diệp Bạch, cậu không sao chứ? Hàn Thiên Vũ cũng vội vàng đi tới, hạ thấp giọng hỏi Diệp Mộ Phàm, cô ấy lúc trước uống rượu xong cũng như vậy sao? Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức, chuyện này, nếu là uống nhiều rồi, thường sẽ say khướt, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy à. Quả thật là muốn điên rồi, có lẽ nào đây không phải là muội muội của hắn, là giả sao? Diệp Oản Oản thấy Diệp Mộ Phàm lại gần nói chuyện với mình, hai con người híp lại, trong ánh mắt tràn đầy khát khao muốn thử. Sao vậy, nhà ngươi cũng muốn đánh cùng ta? Xuất phát từ bản năng cầu sinh, Diệp Mộ Phàm liền vội vàng khoát tay, không không không, ta không muốn. Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phàm một chút, cảm thấy mặt của hắn vẫn khá thuận mắt, vì vậy lại đến gần Lạc Thần. Vậy, ngươi thì sao? Bởi vì Diệp Oản Oản đột nhiên ép tới gần, Lạc Thần đón lấy ánh mắt đẹp không tưởng tượng nổi kia, trong nháy mắt hít thở không thông, thở mạnh cũng không dám, chứ đừng nhắc tới việc nói chuyện. Tôi, nhìn chằm chằm vẻ mặt của thanh niên tuấn giật mà luống cuống kia, Diệp Oản Oản trong nháy mắt lùi lại, bĩu môi nói, được rồi, dung mạo nhà ngươi rất đẹp mắt, không đánh ngươi. Lạc Thần, nghe nói như vậy, Cung Húc thiếu chút nữa đã khóc ngất đi, Diệp ca ca, em cũng có dáng dấp đẹp mắt nhà hoa hoa hoa, vì sao lại đối xử với em dữ dội như vậy, xe Việt dã của em, xe của em đó, anh đánh vào nó lòng em đau à. Diệp Oản Oản không thèm phản ứng lại Cung Húc. Nhìn về phía cái người cuối cùng chưa bị hỏi Phí Dương, quan sát kỹ hắn một chút, sau đó quyết định, vậy thì chọn ngươi đi. Ngươi khó coi. Hả? Phí Dương cũng sắp khóc, không? Không kỳ thị tôi như vậy chứ? Tôi không phải chỉ là hơi hơi khó coi một chút xíu thôi à? Không đúng, tôi cũng rất tuấn tú đấy, có được hay không? Chẳng qua là bị mấy tên này làm lu mờ vẻ đẹp trai của tôi mà thôi. Phí Dương mới vừa rồi xem như đã nhìn ra rồi. Diệp Bạch sau khi uống say xong đặc biệt chú trọng nhan sắc. Ở đây,
mấy người này bao gồm cả Diệp Mộ Phàm tất cả đều là đại soái ca, dáng dấp hắn liền trở nên phổ thông, nhưng cũng không thể chỉ vì vậy liền kỳ thị hắn, muốn đánh hắn như vậy chứ. Phí Dương tỏ vẻ đã chịu đến 10.000 điểm thương tổn. Cứu, cứu mạng, nhìn chằm chằm lỗ thủng lớn trên xe, Phí Dương bị dọa đến đái ra quần. Lúc này, Hàn Thiên Vũ vội vã lắc mình tiến lên, Diệp Bạch. Nhìn thấy Hàn Thiên Vũ, ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời phát sáng thêm vài phần. Nam nhân ôn nhuận như ngọc, khí chất ôn nhu, khiến cho người ta như gặp được gió xuân ấm áp. Diệp Oản Oản, tiểu ca ca, muốn tôi coi cho cậu một quẻ nhân duyên không? Tôi coi quẻ đặc biệt đúng. Hàn Thiên Vũ. Chương 1126, có thể có vợ. Hàn Thiên Vũ nghe nói như vậy, nhất thời ho khan một trận. Lại là coi quẻ. Liền không thể đổi chiêu khác sao? Chống lại đôi mắt lấp lánh như sao của cô gái, thần sắc Hàn Thiên Vũ hơi có chút mất tự nhiên mở miệng, ho khan, không cần đâu. À, tại sao lại không cần? Diệp Oản Oản chưa từ bỏ ý định, truy hỏi. Hàn Thiên Vũ, bởi vì, anh đã từng tính qua cho tôi. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời mặt đầy tiếc nuối, hích. Có thật không, vậy không bằng tôi coi lại cho cậu một quẻ. Mệnh của cậu thiếu. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, Hàn Thiên Vũ lại nhìn chằm chằm phía sau của nàng, con người bỗng co rút lại, vội vàng trước khi nàng mở miệng đánh gãy lời nàng định nói, ho khan, Diệp Bạch, quay đầu lại. Hửm. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn sang. Sau đó liền thấy, một người đứng ở cạnh chiếc xe màu đen sau lưng nàng cách mấy bước, sắc mặt rõ ràng còn đen hơn cả bầu trời đen đêm nay. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt thêm một cái. Tầm mắt hoàn toàn dính vào trên mặt người nam nhân nọ. Nhìn chằm chằm gương mặt điên đảo chúng sinh kia, lời đã ra đến khóe miệng nhất thời biến thành, mệnh của cậu. Thiếu canxi. Hàn Thiên Vũ. Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, hoàn toàn không rời nổi bước chân rồi. Mỹ nhân, cậu nhìn qua rất quen mắt, tôi có phải là ở nơi nào gặp qua cậu? Một bên, Hàn Thiên Vũ. Có nhiều đó bài cứ lặp đi lặp lại nhiều đó thôi sao? Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này, liền sẽ quên hết tất cả mọi người, ánh mắt tất cả đều dán ở trên người của hắn. Ánh mắt Tư Dạ Hàn đảo qua hướng về phía Hàn Thiên Vũ nhìn một cái, sắc mặt rõ ràng vẫn là rất khó coi. Nếu như không phải là hắn tới, người có số mệnh thiếu nàng, có phải liền muốn đổi người rồi hay không? Diệp Oản Oản nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, tiếp tục kiên nhẫn, không ngừng truy hỏi, mỹ nhân, cậu có vợ rồi sao? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm tiểu nha đầu, nào đó, khiến cho hắn cắn răng nghiến lợi, mặt như phủ băng mở miệng nói có. Trong nháy mắt khi lời này của Tư Dạ Hàn phát ra, sắc mặt của Diệp Oản Oản cơ hồ trong nháy mắt liền lạnh đi. Một giây kế tiếp, ánh mắt của Diệp Oản Oản giống như lưỡi dao sắc bén như vậy lườm Thập Nhất ở sau lưng Tư Dạ Hàn, là hắn sao? Thập Nhất trợn to hai mắt, đưa một ngón tay ra chỉ vào mũi của mình, hích. Tôi. Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh lẽo. Từng chữ một mở miệng chính. Là, ngươi, rồi. Thập Nhất nhất thời rét run cả xương sống, cái gì? Không, không phải là tôi mà. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao nằm không cũng trúng đạn? Diệp Oản Oản căn bản không thèm nghe Thập Nhất giải trình, thân hình lóe lên, đã nhanh chóng trực tiếp lao tới tấn công Thập Nhất. Diệp Oản Oản ra chiêu ác liệt, tràn đầy sát khí, cứ như thể đối phương đoạt lão bà của mình. Thập Nhất vừa tránh vừa kêu thảm, không phải. Thật không phải là tôi mà. Phía sau, bên cạnh chiếc xe kia mấy vị phân đội trưởng ám vệ giờ phút này cũng đều nhìn trợn tròn mắt. Mẹ nó, vậy mà cũng có thể đánh nhau. Chuyện này, đây gọi là chuyện gì chứ? Còn có thiên lý hay không? À, Thập Nhất bị một cước đá vào trên chân, chân chó đều thiếu chút nữa đã bị đạp gãy. Cửu gia, cứu mạng. Ngài giải quyết dùm đi mà. Bất đắc dĩ Cửu gia nhà mình mới vừa rồi trơ mắt nhìn thấy Oản Oản tiểu thư kêu nam nhân khác là tiểu ca ca, lại còn khen nam nhân khác đẹp mắt, đã sớm ở trong trạng thái địa ngục, căn bản cũng không hề nghe hắn cầu cứu. Cùng lúc đó, trạng thái của Oản Oản tiểu thư sau khi uống rượu say lại càng là địa ngục, hắn đã hoàn toàn không chống đỡ được. Cứ như vậy nữa, không khéo mất mạng thật. Thập Nhất quả thực không có biện pháp nào, mắt thấy Diệp Oản Oản đã càng lúc càng điên cuồng, từng chiêu đều muốn đoạt mạng. Nhất thời hắn nắm tay lại, chỉ về hướng chiếc xe của mình một cái, không phải là tôi, thật sự không phải là tôi. Là họ, là bọn họ. Chương 1127, có phải là uống rượu giả rồi hay không? Bọn họ.
bọn họ tất cả đều là vợ. Lại có thể nhiều như thế sao? Trong nháy mắt khi tiếng nói của Thập Nhất rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn âm trầm của Diệp Oản Oản quả thật đã tràn ngập sát khí. Trong đám, một tên phân đội trưởng ám vệ hồn phi phách tán giống to, miệng nó. Thập Nhất, ngươi thực sự quá thiếu đạo đức rồi đi. Thập Nhất thấy Diệp Oản Oản rốt cuộc tạm ngừng công kích đối với mình, thở hồng hộc ôm lấy chân, căn bản không hề để ý tới tiếng gào thét bi thương lên án của các đồng đội, không ngừng cố gắng mở miệng nói với Diệp Oản Oản, thật vậy, chính là bọn họ. Tôi không lừa ngài. Là huynh đệ thì phải có nạn cùng chịu có được không? Dựa vào cái gì chỉ có mình hắn bị ăn đòn? Rất tốt. Vậy thì tất cả cũng đều không tốt rồi. Âm thanh Diệp Oản Oản phảng phất như là âm thanh đến từ địa ngục vậy. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản trong nháy mắt hướng về đám người Phong Huyền Diệp tấn công, bên kia nhất thời lại là một trận người ngã ngựa đổ. Mà ông chủ nhà bọn họ Tư Dạ Hàn, hoàn toàn giống như Phong Huyền Diệp dự liệu, thật sự trơ mắt nhìn bọn họ bị đánh a. Vẻ mặt của Diệp Oản Oản hoàn toàn là, có một cái giết một cái, có một đôi giết một đôi. Luồng sát khí này, quả thật là hù chết người. Còn nữa, chẳng lẽ là ảo giác của bọn họ sao? Tại sao cảm thấy lực sát thương của Oản Oản tiểu thư lại tăng lên không ít? Cách đó không xa, đám người Cung Húc đã hoàn toàn nhìn đến trợn tròn hai mắt. Nếu như nói một quyền đập thủng xe mới rồi là kinh sợ một, hiện tại hoàn toàn là kinh sợ 10. Cung Húc trợn mắt há mồm lẩm bẩm, Diệp ca ca có phải là uống rượu giả rồi hay không? Lạc Thần, Diệp Mộ Phàm càng lúc càng có cảm giác mình có một muội muội giả. Mặc dù hắn biết em gái nhà mình có thiên phú không tệ, rất nhiều huấn luyện viên đã từng khen nàng, nhưng cũng không đến mức đáng sợ như vậy. Một thân một mình đấu với nhiều người như vậy, hơn nữa những người kia nhìn qua thật giống hộ vệ riêng, có vẻ có thân thủ rất tốt. Lúc này, chỉ nghe được, phút tê tê, một tiếng xé gió vang lên, Diệp Oản Oản tung một cước nặng tựa ngàn cân, hướng về phía thanh niên cao gầy vừa mua trà giải rượu mới rồi đánh tới. Thanh niên cao gầy ánh mắt đảo qua lỗ thủng trên chiếc xe Land Rover trước mặt mình, nhất thời mặt vàng như nghệ. Lực đạo này, nếu là một cước đánh xuống, đầu của hắn đều muốn nở hoa. Không, không đúng, không phải là tôi, thế ngàn cân treo sợi tóc, ám vệ cao gầy nhất thời giống to một tiếng, tay tùy tiện chỉ đại về một phương hướng khác, là hắn. Là hắn. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Oản Oản, theo hướng chỉ tay của ám vệ cao gầy nhìn lại. Cung Húc. Cung Húc đột nhiên bị chỉ đến mặt đầy mộng bức, muôn ngàn mũi tên băng lạnh buốt đâm xuyên con tim của hắn. Ôi con tim nhỏ bé, lúc này đã tê tái đóng băng. Miệng nó. Nếu như sớm biết Diệp ca uống rượu xong sẽ đáng sợ như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không dám khăng khăng ép Diệp ca uống rượu đâu. Diệp Oản Oản ánh mắt xâm lạnh, nhìn về phía Cung Húc. Cung Húc bị nhìn chằm chằm dựng đứng cả lông tơ, sau khi mộng bức đủ 3 giây, quả quyết một tay đem Lạc Thần ôm lấy, không. Không phải là tôi đã có vợ rồi. Vợ của tôi chính là cậu ấy. Lạc Thần. Lạc Thần bị ôm lấy ghét bỏ không thôi, theo bản năng liền muốn đem Cung Húc đẩy ra. Cung Húc như chết đuối vỡ được cọc, liều mạng ôm lấy hắn không thả, cậu dám đẩy tôi liền nói là cậu. Lạc Thần, bất động. Thời khắc mấu chốt, sự thiếu liêm sỉ của Cung Húc đã cứu hắn một mạng. Vì vậy, Diệp Oản Oản tiếp tục hướng về mấy tên ám vệ công kích, hơn nữa càng lúc càng đáng sợ hơn nữa bất kể bọn họ rốt cuộc có phải hay là không, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Không phải là tôi, thật không phải là tôi. Đúng vậy, thật không phải là chúng tôi mà. Chính là cô đấy, có được hay không a? Hai vợ chồng nhà cô cãi nhau, sao lại ném chúng tôi ra ôm quả lựu đạn này? Quả thật là tai bay vạ gió mà. Chương 1128, người đau lòng. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Động tác của Cung Húc quả thật như là một ngọn đèn chân lý soi đường trong đêm tối. Ám vệ cao gầy nhất thời cặp mắt sáng lên, khom người, thở hồng hộc hướng về phía Thập Nhất ở bên cạnh nhìn lại, Thập Nhất. Thập Nhất phân đội trưởng, anh thấy đấy, ở đây vừa hay không có em gái nào. Hay là hai chúng ta kết thành một đôi đi, tôi sẽ miễn cưỡng cong một lần. Thập Nhất nghe vậy. Sắc mặt đen lại như đít nồi, tôi thà bị Oản Oản tiểu thư đánh chết cũng phải làm trai thẳng. Quả nhiên, thao tác vô liêm sỉ của Cung Húc cũng không phải là thứ mỗi một người đều làm được. Tư Dạ Hàn vốn là mang một bồn lửa giận mà tới, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nhỏ của cô nàng giận đến nổ tung, đằng đằng sát khí chạy đi tiêu diệt hậu cung của hắn, lửa giận ban đầu như muốn đốt hắn thành cho bụi, cũng bất chi bất giác liền hòa hoãn lại.
Hứa Dịch mắt thấy Oản Oản tiểu thư đánh người càng ác, biểu tình của ông chủ nhà mình càng hòa hoãn, thậm chí nhìn qua còn có vài phần vui vẻ, lặng yên thắp một nén nhang siêu độ cho đám người thập nhất. Hiếm thấy Oản Oản tiểu thư lại ghen vì chủ nhân, còn ra tay đánh nhau, xem bộ dáng này đừng hy vọng chủ nhân cứu người. Hứa Dịch đang giúp những người khác siêu độ, thoáng qua liền thấy một cái bóng đang nhanh chóng xông tới phương hướng của hắn. Hứa Dịch sợ đến thiếu chút nữa đặt mông té xuống đất. Chính cung là nhà ngươi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Hứa Dịch, sát khí trong con ngươi đại thịnh. Hứa Dịch quả thật là mộng bức, không, không phải là tôi, không quan hệ với tôi, là cô đấy. Diệp Oản Oản vào lúc này làm sao có thể nghe lọt bất kỳ câu nào, ánh mắt đều đã đỏ quặp lại rồi, thở phì phò liền muốn trực tiếp lao lên đánh người. Cửu gia, Hứa Dịch sợ đến hồn phi phách tán. Trong nháy mắt khi quả đấm của Diệp Oản Oản sắp hạ xuống, Tư Dạ Hàn đưa tay giữ cổ tay của nàng lại, ngăn cản công kích của nàng. Hứa Dịch nhìn quả đấm chỉ cách mình có 1 cm, chợt thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì tèo rồi. Diệp Oản Oản nhìn chòng chọc đầy bất mãn Tư Dạ Hàn cứu Hứa Dịch, quả thật là muốn nổ tung tại chỗ rồi, hung tợn mở miệng, ta đánh hắn, người đau lòng. Cái quỷ gì? Hứa Dịch thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, lắc đầu lia lịa như ông địa, không đúng, không đúng, tuyệt đối không đúng mà. Trời ơi, đây là cái logic gì? Quỳ rồi, quả thật là hắn đã muốn quỳ thật rồi. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ đã tức muốn sắp điên, một điểm tức giận cuối cùng trong lòng cũng đã bị dập tắt, bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của thiếu nữ, con người đen nhánh phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn nộ khí trùng thiên của nàng, âm thanh khàn khàn chậm rãi chảy xuôi ở trong màn đêm, lòng anh đau vì em, tay không đau sao? Mới vừa rồi ngay cả xe hơi cũng bị nàng đập cho thủng một lỗ, nhưng phía trên bàn tay nhỏ trắng nõn núc ních của cô nàng, ngay cả một chút da cũng không chảy. Diệp Oản Oản cơ hồ là trong nháy mắt bị mỹ sắc của Tư Dạ Hàn làm mê muội, thần sắc hơi có chút chần chờ, anh muốn trèo tường, về đội của em sao? Âm thanh Diệp Oản Oản nãy giờ vẫn như hung thần ác sát, muốn sống chớ gần, nhưng giờ phút này, lại khôi phục lại âm thanh ôn nhu mềm mại của thiếu nữ. Cũng còn may thanh âm nàng không lớn, cộng thêm đám người Cung Húc đều lẩn tránh xa xa, cho nên cũng không nghe được. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn mênh mông như biển, vốn chính là em. Diệp Oản Oản nhất thời trợn to hai mắt, thật sao, lúc nào, làm sao em không biết. Khóe miệng Tư Dạ Hàn là một nụ cười không dễ gì phát giác, chờ em tỉnh rượu sẽ biết ngay thôi. Diệp Oản Oản có chút bất mãn, tại sao phải chờ tỉnh rượu. Em cảm thấy em như bây giờ tốt vô cùng. Hứa Dịch và các ám vệ, không hề tốt đẹp gì, có được không? Bữa tiệc này, quả thực là bị đánh mà không hiểu tại sao. Bất quá, thật kích động, ông chủ rốt cuộc cũng chịu đi ra vuốt lông rồi. Lần đầu tiên, bọn họ ăn thức ăn cho chó mà cam tâm tình nguyện đến vậy, đây là thức ăn chó có thể cứu mạng đấy. Chương 1129, về nhà của chúng ta. Tư Dạ Hàn xoa xoa đầu của cô gái, về nhà nhé. Ánh mắt của Diệp Oản Oản sáng lấp lánh, về nhà của anh sao? Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn hơi đen lại, dáng nhịn trước sự vọng động của nàng, của chúng ta. Diệp Oản Oản quả thật là cầu mà không được, véo, một cái đã liền chui vào trong xe rồi. Cách đó không xa, trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản lên chiếc xe màu đen kia, Diệp Mộ Phàm rốt cuộc đã phục hồi lại tinh thần. Mẹ nó, hỗn đản, ngươi xuống cho ta, ngươi làm sao xe của ai cũng đều leo lên vậy? Diệp Mộ Phàm khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng đuổi theo. Ngoài cửa xe, Diệp Oản Oản nghiêng đầu ra nhìn hắn, ngươi là ai? Diệp Mộ Phàm giận đến gần chết, phi, ta con mẹ nó là anh của ngươi. Ta không quen biết ngươi. Diệp Oản Oản nói xong, trực tiếp nghiêng đầu vào lại trong xe. Gió lạnh vắng lặng. Diệp Mộ Phàm, nhà đầu chết tiệt, lại có thể, lại còn nói không quen biết hắn. Có bạn trai rồi, liền đem người anh này đều đã ném ra ngoài 9 tầng mây rồi đúng không? Ánh mắt của Tư Dạ Hàn dừng lại ở trên người Diệp Mộ Phàm một giây, một tay che chở đỉnh đầu của Diệp Oản Oản, cũng cùng theo lên xe. Rất nhanh, hai chiếc xe màu đen trước sau biến mất ở trong màn đêm. Đám người Cung Húc từ trong, hầm trú ẩn, ló đầu chạy ra. Cung Húc cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước mặt đi. Đi rồi hả? Lạc Thần cơ hồ là ngay lập tức đem tay của Cung Húc kéo ra. Diệp Mộ Phàm thở hổn hển tức giận tóm lấy cổ áo Cung Húc.
hỗn đản, cậu rốt cuộc cho cậu ấy uống thứ đồ chơi gì? Cung Húc vẻ mặt đưa đám, tỏ vẻ ngây thơ vô tội, rượu. Chính là rượu nha, lá pi, còn có whisky, tôi cũng uống mà, các cậu ai cũng đều uống mà. Diệp Mộ Phàm tức giận ném Cung Húc ra. Cung Húc run lẩy bẩy, a, biết bao đau thương. Khó trách Diệp ca chưa bao giờ uống rượu, tôi thề lần sau không dám khuyên Diệp ca uống rượu nữa. Còn có lần sau, Diệp Mộ Phàm trực tiếp nổi giận đùng đùng ra lệnh, sau này ai cũng không được phép để cho Diệp Bạch uống rượu, lập tức thêm điều này vào trong quy chế công ty cũng như sổ tay giới thiệu công ty cho người mới. Còn đang ẩn núp phía xa xa, Phí Dương gật đầu liên tục phụ họa, điều này có thể có. Nhất định phải có. Đây là lần đầu tiên Diệp Mộ Phàm nhìn thấy bạn trai của Diệp Oản Oản. Nhớ lại tiểu nha đầu này trước đây một mực đều nói ca ca đẹp trai nhất, sau lại nói với hắn, bạn trai nàng đẹp trai hơn hắn gấp trăm lần, khi đó hắn còn khinh thường kia mà. Hiện tại, con mẹ nó, không thể không thừa nhận, quả thật giống như cái con nha đầu chết tiệt kia nói vậy. So với hắn đẹp trai hơn gấp trăm lần. Chẳng trách, khó trách nha đầu chết tiệt đột nhiên liền phớt lờ không để ý tới Cố Việt Trạch, thậm chí một chút lưu luyến cũng không có. Trước đây có nghe Oản Oản nói. Tên kia là nhân viên của tập đoàn Tư Thị. Nhìn tư thế kia, ra ngoài lại còn mang theo vệ sĩ riêng, chẳng lẽ còn nắm giữ vị trí lãnh đạo. Còn trẻ như vậy đã có thể tại lăn lộn tại tập đoàn Tư Thị đến vị trí có thể có hộ vệ riêng, không phải là dựa vào gương mặt mà lên trước đấy chứ. Lúc này, Phí Dương từ trong góc len lén tiến tới bên tai Hàn Thiên Vũ này, có đôi lời, tôi không biết có nên nói hay không. Hàn Thiên Vũ cái gì? Tôi cảm thấy. Cậu sau này vẫn là nên cách xa Diệp Bạch một chút đi. Phí Dương thần sắc nghiêm túc nhắc nhở. Cậu ấy chẳng qua chỉ là uống nhiều nên mới như vậy. Hàn Thiên Vũ mở miệng. Phí Dương vội vàng lắc đầu nói, không không, tôi không phải có ý này, là tôi phát hiện xu hướng giới tính của Diệp Bạch không quá bình thường. Đừng nói là cậu ta ưa thích nam nhân đấy chứ. Coi như là bởi vì uống nhiều rồi say khướt, nhưng uống nhiều rồi đi trêu ghẹo chính là nam nhân. Làm sao mà không nghi ngờ cho được chứ? Hàn Thiên Vũ nghe vậy. Phí Dương hiểu rất rõ Hàn Thiên Vũ, nhìn biểu hiện của Hàn Thiên Vũ một cái, nhất thời phát hiện ra không đúng, mẹ nó. Thật đúng là thích nam nhân à? Thiên Vũ, cậu sẽ không phải là đã sớm biết rồi chứ? Thiên Vũ à, cậu còn tương lai. Đừng, đừng cong chứ. Chương 1130, không phải là vì ngủ chung. Sau một phen náo loạn, đoàn người rốt cuộc đã hộ tống được chủ mẫu tương lai của nhà mình về đến nhà. Tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận, lẩn tránh ra xa Tư Dạ Hàn, rất sợ lại bị vạ lây. Hứa Dịch mới vừa xuống kéo xong cửa xe, lập tức trốn ra ngoài 3 mét, ngay cả ánh mắt cũng không dám liếc nhìn ông chủ nhà mình. Nếu như nói cửu gia nhà bọn họ ghen chính là một, bình dấm, vậy thì Oản Oản tiểu thư quả thật chính là một, biển dấm. Hơn nữa nồi niêu xong chảo bay loạn xạ. Bạn sẽ vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ ăn phải một cái dĩa lên đầu đâu. Thật đáng sợ. Diệp Oản Oản được Tư Dạ Hàn đỡ, đang đi về phía trước, đi được một nửa, đột nhiên quay đầu lại. Tư Dạ Hàn, sao vậy? Diệp Oản Oản con người đen nhánh trừng trừng dòm về những ám vệ ở sau lưng, khẽ mở miệng, không yên tâm, vẫn là nên đánh chết hết thì hơn. Tư Dạ Hàn, các ám vệ, xin đừng như vậy mà. Chúng tôi đã làm gì sai? Diệp Oản Oản lại suy nghĩ một chút, khoát khoát tay, được rồi, thôi không đánh nữa. Các ám vệ nhất thời vui mừng, quá tốt rồi, Oản Oản tiểu thư rốt cuộc bỗng thấy áy náy lương tâm sao. Các ám vệ còn đang nghĩ như thế, liền nghe được Diệp Oản Oản mở miệng, sẽ lãng phí thời gian, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Các ám vệ, toàn bộ đều chết sạch, hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị chết no thức ăn cho chó. Sau khi nghĩ như vậy. Diệp Oản Oản cuối cùng cũng không lãng phí thời gian đi quản mấy tên phía sau nữa, thật vui vẻ mà đi theo Tư Dạ Hàn vào phòng. Vào lúc này, tóc giả của Diệp Oản Oản đã bị nàng tháo ra khi ở trên xe, áo khoác cũng kéo lung ta lung tung. Vừa mới vào nhà, cửa vừa đóng lại, nàng lập tức nhào tới, định ép chặt Tư Dạ Hàn ở trên cánh cửa. Bất quá, mới nhào tới một nửa liền bị Tư Dạ Hàn đè lấy đầu, không được quậy, uống trà giải rượu trước. Nếu không đợi ngày hôm sau tỉnh rượu sẽ còn đau đầu hơn. Cho tới bây giờ còn chưa chừa mà. Thời điểm Tư Dạ Hàn đi đón nàng cũng đã để cho người nấu xong trà giải rượu, giờ phút này liền bày ra ở trên bàn phòng khách. Tư Dạ Hàn đi qua, dùng tay sờ bát sứ một cái, vào lúc này nhiệt độ vừa đủ.
Uống thôi, Tư Dạ Hàn đem trà giải rượu chuyển đến trước mặt cô gái. Diệp Oản Oản ngơ ngác nhìn chằm chằm cái chén trong tay Tư Dạ Hàn, quả thật vô cùng chấn kinh, anh dẫn em về không phải là vì muốn ngủ chung, mà là vì muốn uống trà chung sao. Tư Dạ Hàn thấy cô nàng tỏ vẻ vô cùng đau đớn như thể bị lừa, sắc mặt đen lại một chút. Tên lường gạt, ta không uống, Diệp Oản Oản phát hiện bị lừa vào trong, tỏ vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Uống đi, nếu không sáng mai sẽ nhức đầu. Ta không, ta cũng không phải là tới uống trà đâu. Ta biết rồi, người gạt ta hay là nên đem bọn họ đánh chết đi. Diệp Oản Oản đầu tóc rối bời, ném áo khoác, liền lại muốn đi ra ngoài đánh nhau. Tư Dạ Hàn quả thật là nhức đầu không thôi, một tay đem người kéo trở về, giữ nàng ngồi ở trên ghế, gần như cắn răng nghiến lợi mở miệng, uống rồi ngủ chung. Diệp Oản Oản soạt một cái nghiêng đầu nhỏ nhìn sang, chớp chớp, thật sao? Tư Dạ Hàn, thật. Nói xong, múc một muỗng đút tới miệng của cô nàng. Diệp Oản Oản cuối cùng cũng yên tĩnh, ngoan ngoãn bắt đầu uống. Trà giải rượu cũng không biết nấu cách nào, chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất tốt, cô bé uống một hớp, liền như con mèo nhỏ híp mắt lại. Tư Dạ Hàn đút từng muỗng, Diệp Oản Oản uống một hớp liền hướng về Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn. Sau đó, Diệp Oản Oản dường như hơi mất kiên nhẫn, xoẹt một cái đoạt lại cái chén trong tay Tư Dạ Hàn, tiếp đó ngước đầu ực ực hai ba ngụm liền uống xong. Uống xong trà giải rượu, cô nàng đem chén không đưa cho Tư Dạ Hàn, uống xong, được chưa? Đã có thể ngủ chung chưa? Tư Dạ Hàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1131, em thích gì? Con người của Tư Dạ Hàn giống như hầm băng sâu không thấy đáy, nhìn về phía cô gái mở miệng nói, qua đây. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời dùng tốc độ ánh sáng nhào qua. Tư Dạ Hàn bị cô nàng đè ngửa người về sau, thoát cái chiếc áo sơ mi đã bị cởi mất hai cúc áo. Đón lấy hai con người lấp lánh của thiếu nữ, Tư Dạ Hàn đưa một tay ra, chậm rãi ôm lấy vòng eo của nàng, ngữ khí ôn hòa vô cùng tán gẫu cùng anh một chút. Diệp Oản Oản nhất thời nhướng mày một cái, anh nói uống xong là được ngủ chung mà. Ừ, anh có nói. Trước tiên anh hỏi em một vấn đề. Giọng nói của Tư Dạ Hàn như mang theo mê dược. Chiêu này hiển nhiên rất hữu hiệu, Diệp Oản Oản ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, ngay sau đó mở miệng khẽ hỏi, em thích anh, hay là ưa thích khuôn mặt của anh? Mặt của anh, Diệp Oản Oản không chút do dự trả lời. Hai con ngươi nhỏ bé của Tư Dạ Hàn bỗng híp lại thành một đường chỉ, một giây kế tiếp, không nhanh không chậm đóng cúc áo sơ mi lại, em tự ngủ một mình đi. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Tư Dạ Hàn phát ra, Diệp Oản Oản quả thật là giống như nghe thấy sấm sét giữa trời quang, sững sờ tại chỗ. Tại sao u? Tư Dạ Hàn trực tiếp cất bước đi lên lầu, ngay cả bóng lưng cũng đều lộ ra vẻ tức giận. Diệp Oản Oản sau khi sững sờ một lát, bạch 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 đuổi theo. Mắt thấy cặp chân dài săn chắc kia của Tư Dạ Hàn đi quá nhanh theo không kịp, cánh tay Diệp Oản Oản bám vào thành cầu thang một cái, trong nháy mắt phi thân nhảy lên, trực tiếp nhảy đến đằng trước Tư Dạ Hàn, chặn lấy đường đi của anh. Diệp Oản Oản, tại sao? Tư Dạ Hàn, tự mình nghĩ. Tư Dạ Hàn mặt lạnh như băng, trực tiếp lạnh lùng đẩy cửa đi vào trong, sau đó không nói một lời liền tiến vào phòng tắm. Một tiếng, Diệp Oản Oản bị cánh cửa đóng sập lại nhốt ở bên ngoài. Quả thật là ủy khuất tột cùng, giận đến mức nhào thẳng lên trên giường, ôm lấy chăn. Nàng thích anh ấy đẹp trai thì đã sao? Tại sao phải tức giận? Tại sao lại muốn đem nàng nhốt ở bên ngoài? Tại sao cả khi nàng đuổi theo còn không chịu theo nàng đi ngủ? Diệp Oản Oản đang điên cuồng, giận cá chém, chăn, dưới người đột nhiên có đồ vật gì đó mềm mại núc ních rụi rụi rụi, rúc vào người nàng. Diệp Oản Oản sợ hết hồn, vội vàng bò dậy. Một giây kế tiếp, liền thấy một tiểu nãi hoa mềm mại trắng nõn từ trong chăn chui ra. Cậu bé mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt, thời điểm nhìn thấy Diệp Oản Oản, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó nháy mắt một cái. Chờ sau khi thấy rõ nàng là ai, cậu bé nhất thời hoàn toàn tỉnh ngủ, trong con người phản chiếu ngàn vạn ánh sao vui sướng, nhất thời bò dậy liền nhào vào trong ngực của Diệp Oản Oản. Mẹ! Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tiểu nãi hoa đột ngột từ trong chăn chui ra ngoài. Lại nhảy vào trong ngực mình gọi mình là mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn ngây dại. Tư Dạ Hàn đang ở trong phòng tắm xối nước để giữ cho mình tỉnh táo, đột nhiên nghe được phía ngoài truyền tới tiếng hét thê thảm chói tai của cô gái. A a a! Tư Dạ Hàn nhất thời tái mặt,
soạt một tiếng đẩy cửa chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tư Dạ Hàn mặt đầy lo lắng. Một giây kế tiếp, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạc của Diệp Oản Oản, kinh hoàng thất thố nhìn chằm chằm tiểu nãi hoa trong ngực, cái này là vật gì? Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vô cùng bất đắc dĩ day day chán, một hồi lâu sau mới mở miệng, con của em. Diệp Oản Oản trực tiếp mộng bước lùi lại, nhìn một chút tiểu nãi hoa, lại nhìn một chút Tư Dạ Hàn, ai sinh? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn đen lại mấy phần, em. Nếu không chẳng lẽ còn có thể là do anh sinh sao? Diệp Oản Oản, không, có, khả, năng, tại sao chúng ta còn chưa ngủ chung mà đã có con trai? Chương 1132, con đáng yêu, con nói cái gì cũng tốt. Diệp Oản Oản, chuyện này không khoa học đâu. Tư Dạ Hàn sắc mặt đen đi, thật hiếm thấy, sai thành như vậy lại còn biết không khoa học. Anh lại gạt em không có sinh, Diệp Oản Oản kiên quyết tỏ vẻ không tin. Đường đường bảo bối mới vừa tỉnh ngủ quả thật là giống như nghe sấm sét giữa trời quang. Mẹ nói không có sinh ra hắn. Gương mặt nhỏ của đường đường trắng bệch, rưng rưng muốn khóc mẹ. Mẹ không cần đường đường nữa sao? Cậu nhóc phấn điêu ngọc trác, trên người còn mặc quần áo ngủ hoạt hình lông xù, gương mặt trắng nõn mềm mại, khiến cho người ta nhìn thấy liền muốn nhào tới nhéo nhéo, hôn cho một cái. Diệp Oản Oản không khỏi cảm thấy ngứa tay một trận. Thiếu chút nữa không khống chế được đã nhào tới ôm nhóc, bẹo má nhóc. Diệp Oản Oản sụ mặt, nhìn chằm chằm tiểu nãi hoa, sắc mặt kiên định nói, nhưng mà... Ngươi không phải là do ta sinh ra. Đường đường đưa cánh tay ngắn ngủn ra, liền nhào tới trong ngực của Diệp Oản Oản, ngước đầu nhỏ, thương tâm không dứt, mẹ. Đường đường là do mẹ sinh, đường đường là bảo bảo của mẹ, mẹ từng nói. Tiểu bao sữa cứ như vậy ôm chặt, dính ở trong ngực mình, cảm giác vô cùng ấm áp. Mềm mại núp ních. Diệp Oản Oản, ta cảm thấy, không ngủ chung cũng có thể sinh con, thật ra là chuyện bình thường. Tư Dạ Hàn, mẹ, Diệp Oản Oản rốt cuộc không nhịn được, liền đem tiểu nãi hoa ôm vào trong ngực nhào nặn, sau đó con mắt lấp lánh như sao nhìn về phía Tư Dạ Hàn xác nhận, oa, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. Đây thật là em sinh sao, em lợi hại như vậy sao, có thật không, có thật không? Diệp Oản Oản và Đường Đường, hai con mắt cùng lấp lánh ngàn sao nhìn Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn, thật. Diệp Oản Oản trong nháy mắt kích động không thôi, a a a. Thật là vui vẻ, em vô cùng yêu thích bé. Nghe được mẹ nói thích mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường bảo bối trong ngực nàng cuối cùng cũng khôi phục lại huyết sắc. Bất quá, Đường Đường vẫn như cũ lo lắng nhìn chằm chằm mẹ, thần sắc nghiêm túc mở miệng, mẹ, sau này mẹ không nên uống rượu nữa, có được hay không? Mẹ uống rượu xong cũng không nhận ra nhóc. Diệp Oản Oản dù muốn hay không cũng liền gật đầu, được được được, con đáng yêu, con nói cái gì cũng tốt. Đường đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, tiếp đó tất cả sự chú ý của Diệp Oản Oản liền đều bị tiểu nãi hoa hấp dẫn, hoàn toàn đem cha của tiểu nãi hoa quẳng ngay vào lãnh cung. Sau một hồi náo loạn, một lớn một nhỏ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Tư Dạ Hàn giúp Diệp Oản Oản lau người, thay đổi y phục. Ngay sau đó chính mình nằm ở bên cạnh đường đường, chỉ có thể tự mình cảm thấy buồn bực không thôi. Nằm một hồi, nam nhân lặng lẽ thở dài một tiếng, phát hiện sao mình lại ngây thơ như thế. Thật ra thì, hắn không nên giận, mà hẳn là nên vui mừng. May mắn có gương mặt này, được nàng yêu thích. Đêm khuya, trong bóng tối, Tư Dạ Hàn mới vừa nằm xuống không bao lâu, đột nhiên phát hiện ra cánh tay của mình tựa hồ bị cái gì đó chọt chọt. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, mở mắt. Sau đó liền đối mặt với một đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, dọa hắn giật cả mình. Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ nâng trán, em không ngủ, còn đang làm gì? Trong con ngươi của Diệp Oản Oản tràn đầy hưng phấn, nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ giữa hai người, a cửu, a cửu. Em nhớ ra rồi, vật nhỏ này, tiểu nãi hoa này, thật sự là do em sinh. Tư Dạ Hàn vừa than thở, vừa đắp lại chăn cho nàng, vâng, là do em sinh. Âm thanh Diệp Oản Oản tựa hồ có hơi khẩn trương, ấp úng mở miệng, a cửu, anh không tức giận sao? Tư Dạ Hàn, tức giận chuyện gì? Diệp Oản Oản, em len lén sinh nha, anh không tức giận sao? Vẻ mặt Tư Dạ Hàn nghẹn ngào không nói nên lời, nàng đây là đã quá say, lại còn nằm mộng nữa hả? Nghe được nàng gọi mình là a cửu, còn tưởng rằng nàng đã tỉnh rượu một chút. Tư Dạ Hàn phụ họa, không tức giận, nhanh ngủ đi. Diệp Oản Oản lộ ra biểu tình thở phào nhẹ nhõm,
cuối cùng mới an tâm, quay đầu lại, trong nháy mắt khò khò ngủ say. Chương 1133, Thảo Nguyên trên đầu, ngựa có thể phi. Sáng ngày hôm sau, Diệp Oản Oản bị ác mộng đánh thức. Diệp Oản Oản mồ hôi lạnh nhễ nhại, chợt ngồi dậy. Nàng mơ một cơn đại ác mộng, đáng sợ vô cùng. Ồ, Tư Dạ Hàn đâu? Đường Đường cũng không có. Tư Dạ Hàn và Đường Đường đại khái là đều đã rời giường rồi, hai người đều không ở đây. Diệp Oản Oản mặt đầy kinh hoàng, chờ mình một cái bỏ dậy, giày cũng không kịp mang liền lao xuống dưới lầu. Ôi chao! Bởi vì chạy quá mau, khi đạp bậc thang cuối cùng liền đạp hụt, cả người liền nhào tới phía trước. Mắt thấy đã sắp ngã sấp mặt xuống đất, cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng lại không xuất hiện, mà lại rơi vào một vòng ngực săn chắc. Tất cả tài liệu trong tay Tư Dạ Hàn đều rơi trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, đi chậm thôi. Chạy cái gì? Thấy nàng còn đi chân trần, sắc mặt Tư Dạ Hàn càng khó coi hơn, giày đâu? Diệp Oản Oản bị mắng rụt cổ lại một cái, mặt tỏ vẻ đáng thương, hích. Em gặp ác mộng. Bên cạnh, Hứa Dịch đang cùng Tư Dạ Hàn báo cáo công việc. Thấy vậy vội vàng lấy một đôi giày trên kệ đưa tới. Sau khi đưa xong, Hứa Dịch lập tức, vèo, một tiếng lại lẩn tránh thật xa, tận lực hạ thấp cảm giác mình có tồn tại. Oản Oản tiểu thư khi uống rượu và không uống rượu quả thực là hai người khác nhau. Uống rượu xong như Diêm Vương đoạt mạng, sau khi tỉnh rượu xong ngay cả đi cầu thang cũng có thể té, sao lau mồ hôi sao. Tư Dạ Hàn đỡ cô gái, giúp nàng mang giày, thần sắc hơi hòa hoãn lại mấy phần, trong mơ đều là giả. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, lại nhìn chằm chằm mặt của Tư Dạ Hàn, dường như đang nhìn một gã đàn ông phụ bạc, mở miệng tố cáo, nói bậy, có thể là thật. Là thật đấy, em nằm mơ thấy anh cưới vợ, cưới rất nhiều vợ lớn vợ nhỏ, nguyên cả một hậu cung. Em muốn đánh bọn họ, anh còn thương tiếc, anh còn làm hung với em. Con mẹ nó, cỏ xanh trên đầu em như thảo nguyên, ngựa cũng có thể phi. Tức chết em rồi. Tư Dạ Hàn. Trốn ở góc phòng, Hứa Dịch. Cái gì? Hắn nghe được cái gì? Tư Dạ Hàn nhức đầu không thôi, nhéo mi tâm một cái, cả ngày đều cứ suy nghĩ lung tung gì vậy? Diệp Oản Oản dính ở trong ngực Tư Dạ Hàn, thật sự không phải có đúng không? Vậy tại sao lại chân thật như vậy? Em còn nằm mơ thấy em bị bọn họ đuổi theo đánh. Sau khi tỉnh lại phát hiện em thật sự đau nhức toàn thân đấy. Trong góc, Hứa Dịch trợn to hai mắt, bi phẫn khóc ra nước mắt. Oản Oản tiểu thư, ở đâu ra câu chuyện như vậy chứ? Làm sao ngay cả trong mộng cũng có thể đổi trắng thay đen như vậy? Rõ ràng là một mình cô đuổi theo mọi người chúng tôi đánh cho lên bờ xuống ruộng. Đau nhức toàn thân, đó cũng là do cô dùng sức quá mạnh để đánh chúng tôi. Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể vuốt lông dỗ dành, không phải là thật. Thần sắc Diệp Oản Oản mới vừa hòa hoãn, không biết nghĩ đến cái gì, đầu lại tiêu nghỉu xuống, ô ô ô. Thương tâm nhất chính là, em còn nằm mơ thấy, Đường Đường không cần em hoa hoa hoa. Tư Dạ Hàn đỡ cái chán, đã không biết nên nói gì. Đây chính là cái nàng gọi là ác mộng. Đường Đường mới vừa dẫn theo Đại Bạch Theo tiến vào trong sân, vừa tiến đến liền nghe được lời của Diệp Oản Oản. Cậu nhóc ngơ ngác đứng ở nơi đó, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, vội vàng bạch 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 chạy tới, mẹ. Đường Đường không phải không cần mẹ. Diệp Oản Oản, có thật không? Nhưng mà mẹ nằm mơ thấy Đường Đường không cần mẹ nữa. Đường Đường sẽ không cần mẹ, sẽ không quên mẹ chứ. Đường Đường bảo bối tỏ vẻ phi thường quấn quýt, hình như là mẹ uống rượu say rồi quên nhóc cơ mà. Cậu bé dùng sức gật đầu một cái, thật, mẹ vĩnh viễn là mẹ của Đường Đường. Đường Đường chắc chắn sẽ không quên mẹ đâu. Mẹ, thật xin lỗi, Đường Đường ở trong mơ làm cho mẹ thương tâm. Trong góc, Hứa Dịch. Tốt rồi, hắn rốt cuộc biết cái tính tình không nói lý này của Oản Oản tiểu thư, rốt cuộc là được sủng thế nào mà bồi dưỡng thành rồi. Chương 1134, anh đừng qua đây. Sinh tử một đường chính thức quay xong, có nghĩa là chuyện tiếp theo Diệp Oản Oản cần phải làm sẽ càng nhiều. Tiếp đến sẽ là giai đoạn tuyên truyền đầy bận rộn, khoảng thời gian tiếp theo này nàng phải dẫn theo Lạc Thần cùng Cung Húc đi khắp nơi quảng bá, bay đến các thành phố để tuyên truyền cho bộ phim. Cũng còn may Giang Yên Nhiên bên kia có cây đại thụ như đạo diễn bồng chống lưng, cơ bản không cần nàng bận tâm, nếu không chính nàng mọc ra thêm mấy cái tay nữa cũng không đủ dùng. Em đến công ty đây. Diệp Oản Oản ăn thật nhanh bữa sáng, sau đó tạm biệt cùng Đường Đường và Tư Dạ Hàn. Đường Đường nhu thuận tiễn mẹ rời đi,
sau đó dẫn Đại Bạch bí mật di chuyển ra ngoài. Trong thư phòng, ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi trầm xuống nhìn một xấp tài liệu Hứa Dịch vừa đưa tới. Người giật dây Tư Minh Lễ, ẩn giấu còn muốn sâu hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Hứa Dịch sau khi do dự một chút, thử thăm dò mở miệng hỏi, cửu gia, có khả năng là, đại thiếu gia bên kia hay không? Tư Dạ Hàn, không phải là hắn. Nghe giọng nói của Tư Dạ Hàn, đúng là chưa bao giờ hoài nghi tới đám người đại thiếu gia cùng Tư Hạ. Đối với điểm này, Hứa Dịch thật ra vẫn luôn không hiểu được. Theo lý thuyết, Tư Bá Ý vị đại ca cùng cha khác mẹ của Tư Dạ Hàn hẳn nên là đối tượng tình nghi lớn nhất. Bên kia cũng có dị động trong bóng tối rất nhiều. Mặc dù Tư Bá Ý luôn tỏ vẻ hèn yếu vô dụng, nhưng đứa con trai hắn, Tư Hạ cũng không phải như vậy. Nhưng Tư Dạ Hàn lại từ đầu tới cuối đều không hề hoài nghi Tư Hạ, ngược lại vẫn luôn một mực chiếu cố cho hắn ta. Tư Hạ vốn đối chọi rất gay gắt với cửu thúc Tư Dạ Hàn, thường xuyên gây tai vạ, nhưng nửa năm gần đây, lại đúng là yên phận không ít. Thậm chí ngay cả mặt mũi cũng đều rất hiếm khi lộ ra, cũng không biết là do nguyên nhân gì. Đại khái là bởi vì tối hôm qua uống canh giải rượu hiệu quả không tệ, Diệp Oản Oản sau khi rời giường tinh thần tốt vô cùng, không nhức đầu cũng không khó chịu, sau khi thay quần áo xong liền lập tức tới công ty dự một buổi họp quan trọng. Kế hoạch tuyên truyền tiếp đến phải nhanh chóng được thảo luận và thống nhất xong với mọi người. Đường đi có chút kẹt xe, Diệp Oản Oản đến nơi hơi trễ một chút. Trong phòng họp, đám người Diệp Mộ Phàm đã có mặt khá đầy đủ. Diệp Oản Oản vừa nhìn thời gian trên điện thoại di động, vừa đẩy cửa đi vào, xin lỗi, tôi đến muộn. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản đẩy cửa đi vào, ầm, một tiếng vang thật lớn, Cung Húc đang ngồi gần cửa nhất, bỗng từ trên ghế té xuống. Cung Húc hồn phi phách tán nhìn chòng chọc nàng một cái, sau đó y như gặp quỷ, trực tiếp ôm lấy chân ghế, che đi tầm mắt của Diệp Oản Oản. Không chỉ riêng Cung Húc, đám người Phí Dương, Lạc Thần thấy nàng, dường như cũng rối rít lùi lại một chút. Ngay cả Diệp Mộ Phàm đứng ở trên bục cũng đều hoảng sợ thối lui đến bên cạnh cửa sổ. Diệp Oản Oản nhìn đến ngơ ngơ ngác ngác, các người làm gì vậy? Gặp quỷ. Bên trong phòng họp, biểu tình của tất cả mọi người. Bọn họ chẳng thà tình nguyện gặp quỷ. Diệp Oản Oản cất bước đi về phía Cung Húc, đưa tay muốn kéo Cung Húc lên, cao to lực lưỡng, ngồi cái ghế tốt vậy mà còn có thể té hay sao? Anh đừng qua đây. Tay của Diệp Oản Oản còn chưa kịp đụng vào hắn, Cung Húc đã bắt đầu kêu gào thảm thiết. Diệp Oản Oản cạn lời nhìn dáng vẻ Cung Húc y như tiểu tức phụ bị làm nhục, cậu làm gì thế? Cung Húc liền lăn một vòng trốn ở phía sau ghế Lạc Thần, cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra, Diệp ca ca. Anh tỉnh rượu rồi sao? Diệp Oản Oản cau mày, tỉnh rồi, chỉ hơi buồn ngủ một chút, dĩ nhiên là tỉnh rồi. Cung Húc, anh xác định sao? Không chỉ là Cung Húc, tất cả mọi người trong lòng vẫn còn rất sợ hãi nhìn nàng chằm chằm. Diệp Oản Oản mặt đầy mê mang, mấy người các ngươi, rốt cuộc là tình huống gì? Cung Húc không dám nói lời nào, những người khác cũng đều trố mắt nhìn nhau, sắc mặt có vẻ rất phức tạp. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhìn về hướng Lạc Thần, Lạc Thần, cậu qua đây, cậu nói. Chương 1135, còn không đến mức đói bụng ăn tạp. Cung Húc nhất thời vui mừng, đi nhanh nào, Diệp ca gọi cậu đấy. Cung Húc lần đầu tiên bởi vì Diệp Oản Oản gọi Lạc Thần mà không phải là gọi mình, mà vui vẻ tung tăng. Lạc Thần do dự một chút, đứng lên, Diệp ca. Thật ra thì không có gì. Diệp Oản Oản nhíu mày, không có cái gì, vậy sao tất cả các cậu đều nhìn tôi y như gặp quỷ vậy? Cung Húc nhỏ giọng thầm thì, không, Diệp ca ca, anh không phải là quỷ, anh là trung quỷ sao, anh có thể bắt cả quỷ. Sao trung quỷ, là một vị thần cai quản việc phục ma, áp chế yêu quái tác quái trên nhân gian theo thần thoại Trung Hoa. Diệp Oản Oản nghe vậy nghẹn lời. Lạc Thần ấp úng không dám nói, cuối cùng, vẫn là Hàn Thiên Vũ ở đối diện mở miệng nói, Diệp Bạch, chuyện tối ngày hôm qua, cậu không nhớ chút nào sao? Diệp Oản Oản gãi đầu một cái, tối hôm qua thế nào? Không nhớ rõ lắm, tôi sau khi uống rượu xong liền quên sạch. Hàn Thiên Vũ thần sắc bất đắc dĩ mở miệng, ho khan, cậu sau khi uống rượu xong có chút. Có chút cái gì thế? Hàn Thiên Vũ cân nhắc một chút chọn lời, có chút hơi dễ kích động. Cuối cùng, Cung Húc quả thực là nghe không nổi nữa, mẹ nó. Đó là, hơi, dễ kích động sao? Đó nhất định chính là bạo lực máu tanh tàn nhẫn. Diệp ca ca, anh biết tối qua anh đã làm cái gì với tôi không?
Diệp Oản Oản kéo ghế ra ngồi xuống, nghiêng một tay chống cằm, tôi có thể làm gì đối với cậu? Tôi không đến mức đói bụng ăn tạp đến vậy chứ? Cung Húc nhất thời sù lông, Diệp ca ca anh thật là quá đáng, gào. Tôi thì thế nào, tôi đẹp trai như vậy. Anh dựa vào cái gì thà đói cũng không chọn tôi. Dựa vào cái gì, anh tối hôm qua rõ ràng còn nói tôi dễ nhìn, hiện tại liền trở mặt rồi sao? Diệp Oản Oản nhức đầu than thở, có thể để một người bình thường tới nói chuyện với tôi được không? Trong góc truyền tới âm thanh yếu ớt của Phí Dương, Diệp Tổng Thanh Tra, tối hôm qua cậu uống say theo chúng tôi cùng nhau xuống lầu. Cung Húc cũng uống say, đòi nhất định phải so tài với cậu. Diệp Oản Oản, sau đó thì sao? Tôi đánh Cung Húc hả? Phí Dương, cậu thật ra không hề đánh Cung Húc, cậu dùng một quyền đem chiếc Land Rover kia của Cung Húc đập ra một lỗ thủng. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, sau đó không tưởng tượng nổi mở miệng nói, tôi đem một chiếc siêu xe Việt dã đập ra một lỗ thủng. Dùng nắm đấm, Dương ca, anh nói đùa với tôi ư? Phí Dương, là sự thực. Diệp Oản Oản nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, cũng gật đầu một cái, là cậu đập. Không tin chính anh tự xem hình đi. Xe tôi sáng nay người ta kéo đi sửa chữa, nhân viên tiệm hỏi tôi làm sao lại như vậy. Tôi nói bị người ta dùng quả đấm đập, người ta còn hỏi tôi có phải là đang nằm mơ hay không. Cung Húc bạch 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 mở điện thoại di động lên, đưa một tấm hình trong điện thoại cho Diệp Oản Oản xem. Trong hình, nắp động cơ xe Việt dã có một lỗ thủng hình quả đấm. Diệp Oản Oản, tôi cũng cảm thấy hình như là cậu đang nằm mơ. Diệp Mộ Phàm lầm bầm mở miệng nói, chính là cậu đập, tối hôm qua mọi người chúng ta tận mắt chứng kiến. Tôi làm sao lại không biết sau khi cậu uống rượu xong khí lực lại lớn như vậy. Tối hôm qua cái người cậu gọi là Tư Cửu cũng đã tới, còn mang theo mấy người hộ vệ. Cậu uống rượu xong say khướt, đem những người hộ vệ kia tất cả đều đánh cho một trận. Tiếp đó cậu còn đi theo cái tên dã nam nhân kia, tôi đi qua kéo cậu lại còn hỏi ngược lại tôi là ai, dựa vào. Diệp Mộ Phàm ngừng lại, không nói phần phía sau. Diệp Oản Oản nghe xong tất cả mọi người tố cáo, quả quyết kết luận, tôi cảm thấy đây cũng là các người bị bệnh thần kinh tập thể, sinh ra ảo tưởng. Tôi không chỉ tay không đập xe, còn đánh hội đồng. Tôi chưa bao giờ đánh nhau, ok. Cung Húc, Diệp ca ca, tôi cảm thấy anh sống lâu như vậy, khả năng nhận thức về chính bản thân mình, dường như có chút hiểu lầm. Chương 1136, cao thủ chân chính. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm biểu tình khẳng định cùng chắc chắn của tất cả mọi người trong phòng họp, có chút chần chờ, a, thật sự tôi tay không đập xe. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Diệp Oản Oản, tôi còn cùng đánh hội đồng những người hộ vệ mà vị bằng hữu kia mang tới. Cung Húc lắc đầu, không không không, anh không có. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, tôi liền biết ngay là không có khả năng mà. Cung Húc, anh không có đánh hội đồng, là một mình anh đánh bọn họ. Diệp Oản Oản. Cuối cùng, dưới chứng cứ xác thực và muôn miệng một lời, Diệp Oản Oản không thể không tin tưởng, những thứ này đều là thật. Diệp Mộ Phàm sắc mặt nghiêm túc mở miệng, cho nên, buổi họp hôm nay của chúng ta, chuyện thứ nhất chính là, đem việc cấm để cho Diệp Bạch uống rượu ghi vào sổ tay nhân viên và quy chế công ty. Diệp Oản Oản im lặng lầu bầu, có cần thiết phải khoa trương như vậy không? Sau khi Diệp Mộ Phàm nói xong, theo bản năng nhìn vào tay của Diệp Oản Oản một cái. Tay cậu thật sự không sao à? Diệp Oản Oản đem hai tay của mình đều nâng lên nhìn một chút, không có việc gì nha. Thật tốt đấy. Ánh mắt Cung Húc sáng lên, nhìn chằm chằm tay của Diệp Oản Oản, ngón tay kích động sờ soạng đi lên. Diệp ca ca, anh thật lợi hại, có phải là anh biết nội công hay không? Sớm biết tôi đã theo anh học nghệ, đâu cần phải dự đặc huấn gì gì. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, đi sang một bên, cậu theo tôi chỉ có thể học đánh nhau, có ích lợi gì? Cung Húc, hi hi, học đánh nhau cũng được. Diệp Mộ Phàm lập tức đẩy bàn tay xấu xa của Cung Húc ra, xít lại gần tay của Diệp Oản Oản nhìn hồi lâu, xác định thật sự không có việc gì mới yên lòng. Chẳng qua là trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ hồ nghi. Diệp Mộ Phàm nhớ lại sở học lúc trước, mở miệng nói, đánh cận chiến chia làm ngoại công và nội công, dùng kình đạo cũng chia làm ngoại kình và nội kình. Có thể đánh hư chiếc xe thành như vậy, nhưng thân thể của mình lại không phát hiện chút tổn hao nào. Vậy nhất định cậu dùng là nội kình. Nội kình phải trải qua luyện khí, là một quá trình tích lũy lâu dài, không thể tốc thành một sớm một chiều, cậu cái này cũng hơi quá cường điệu hóa rồi đi. Trước vì để cho Oản Oản học một chút bản lĩnh phòng thân, cha nàng mời cho nàng huấn luyện viên cùng sư phụ nổi danh, nhưng nàng học eo uột hai nắng ba mưa, làm sao có thể luyện đến loại trình độ này.
Diệp Oản Oản lầm bầm mở miệng nói, mặc dù đối với người bình thường xem ra rất nghịch thiên, bất quá thiên phú tốt cộng thêm khí lực có chút lớn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên chứ. Hơn nửa năm nay tôi một mực đều rất chăm chỉ rèn luyện đấy. Lại nói, tôi thế này tính là gì đâu, còn kém xa đây, cao thủ chân chính, chẳng quan tâm gì đến ngoại kình, nội kình, người ta gọi đây là hóa kình. Nam nhân đại khái đều tương đối cảm thấy hứng thú đối với những thứ này, Cung Húc nghe vậy lập tức tò mò truy hỏi, Diệp ca ca, hóa kình là cái gì? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, đơn giản mà nói chính là tầng cao nhất của nội kình đi, cao thủ chân chính có thể đem cơ thể và lực đạo vận dụng đến trình độ xuất thần nhập hóa. Những thứ này vẫn là khi trước nàng cùng Mục Tiên Sinh nói chuyện trên trời dưới đất có nhắc tới. Diệp Oản Oản nói xong, lại không khỏi nghĩ đến Độc Lập Châu, địa phương trong truyền thuyết cao thủ đi đầy đất, chỉ tiếc đời này đại khái là không có cơ hội đi rồi. Một đám người tám chuyện một hồi, rất nhanh liền quay trở lại chính sự, đem kế hoạch tuyên truyền gần đây chốt lại các phương án. Sau khi buổi họp kết thúc, Diệp Oản Oản liền ngựa không ngừng vó, dẫn theo Cung Húc, Lạc Thần, còn có Diêu Giai Văn lập tức bắt đầu triển khai kế hoạch tuyên truyền. Hành trình hôm nay đã được sắp xếp rất vẹn toàn, hôm nay tổng cộng có 3 nơi cần quảng cáo. Quảng cáo thứ nhất là thông qua một chương trình đài truyền hình vệ tinh Đế Đô tổ chức, Lạc Thần và Cung Húc đồng thời tham gia dưới tư cách khách mời. Chương 1137, Oan gia ngõ hẹp. Đoàn người rất nhanh đã tới chỗ ekip chương trình. Hậu trường nhộn nhịp tất cả toàn người là người, nhân viên làm việc chạy như bay chạy tới chạy lui, tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn. Đang lúc này, nơi cửa có một đoàn người cuồn cuộn đi tới. Người đến là Lăng Thiếu Chiết, bên cạnh là hai người hộ vệ đi theo, ba người phụ tá, còn có thợ hóa trang cùng thợ trang điểm. Khách mời lần này còn có Lăng Thiếu Chiết của Hoàng Thiên Giải Trí. Lăng Thiếu Chiết gần đây cũng có tác phẩm mới công chiếu, là do thành viên nòng cốt của Hoàng Thiên Giải Trí biên soạn. Nghe nói doanh thu phòng vé buổi ra mắt cũng không tệ, biểu hiện của Lăng Thiếu Chiết ở trong bộ phim Biết Tròn Biết Méo, thực lực bản thân biểu hiện ra cũng tạm được, cộng thêm có cây đại thụ như Hoàng Thiên chống lưng, trước đây việc hắn bêu xấu Cung Húc rất nhanh cũng đã được tẩy trắng không sai biệt lắm. Thậm chí không ít fan cảm thấy loại ung thư không có chút thực lực trong giới giải trí như Cung Húc cũng đáng đời. Oan gia ngõ hẹp, biểu cảm của song phương có thể tưởng tượng được. Lăng Thiếu Chiết coi như là dựa vào bộ phim này xoay người, gần đây đang vô cùng đắc ý, chủ động chào hỏi cùng Cung Húc, cùng thiếu gia, đã lâu không gặp. Hôm nay Diệp Oản Oản tự mình phụng bồi bọn họ đi tới, cho nên tâm tình Cung Húc hôm nay coi như không tệ, không thèm để ý đến Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chế giễu Cung Húc lần này, tiếp tục mở miệng nói, nghe nói tác phẩm mới của ngươi cũng sắp chiếu rồi, còn tham gia ứng tuyển giải thưởng Kim Lan. Thật là mong đợi kết quả Kim Lan à nha. Lăng Thiếu Chiết nói xong, bên cạnh nhất thời truyền tới tiếng phì cười của nghệ sĩ khác, quả thật rất chờ mong, nghe nói Cung Húc đã ra thông báo vô cùng hoành tráng, nếu không lấy được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Lan sẽ livestream ăn phân đấy. Ha ha, hắn làm như giải thưởng Kim Lan là do nhà hắn trao đấy, ảnh đế muốn lấy liền lấy được sao? Giải thưởng Kim Lan chính là giải thưởng điện ảnh quyền uy nhất quốc nội đấy. Cung Húc bị tiếng xì xào bàn tán bên tai làm cho mất kiên nhẫn, nhất thời khẽ xì một tiếng hướng về Lăng Thiếu Chiết nhìn lại, suy, ra mắt chỉ lấy được có 30 triệu doanh thu tiền vé, cũng dám ở trước mặt tiểu gia diễu võ dương oai. Thời điểm tiểu gia đạt doanh thu vượt 100 triệu, không biết ngươi còn đang lăn giường của kim chủ nào. Cái miệng này của Cung Húc, không thể bảo là không độc rồi. Lăng Thiếu Chiết biến sắc, Cung Húc, ngươi ngừng ngậm máu phun người. Cung Húc nhíu mày, ta làm sao? Có chữ nào nói sai sao? Đắc ý cái gì, kỹ thuật diễn xuất như cứt chó, hoàn toàn là lừa gạt tiền của khán giả, diễn xong người ta thiếu chút muốn đập cả rạp chiếu phim, lại còn có thể mặt dày khoe khoang. Một trong những trợ lý của Lăng Thiếu Chiết thấp giọng thầm thì. Cung Húc nghe xong liền muốn nổi điên, ánh mắt Diệp Oản Oản liếc qua nhìn thấy đạo diễn tới, đè bả vai của Cung Húc lại một cái, ra hiệu hắn không cần phải so đo. Cung Húc lúc này mới bĩu môi nuốt giận. Ngài khỏe chứ? Đạo diễn Hầu. Diệp Oản Oản dẫn theo Lạc Thần cùng Cung Húc đi theo tổng đạo diễn ekip chương trình lên tiếng chào hỏi. Một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập cười ha hả đón chào, ai nha, Diệp Tổng thanh tra đến rồi. Lập tức bắt đầu, nhanh đi trang điểm đi. Được, phòng hóa trang ở chỗ nào? Diệp Oản Oản hỏi. Đôi mắt tì hí của Hầu Sùng Lượng thoáng qua một tia sáng nhạt, ngay sau đó giả vờ xin lỗi mở miệng nói, ai nha, Diệp Tổng thanh tra, thật là xin lỗi.
hôm nay quá nhiều người, phòng hóa trang riêng tất cả đều đầy rồi, chỉ có thể ủy khuất các người dùng phòng công cộng ở bên ngoài một chút. Vô cùng xin lỗi, xin lỗi. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời lạnh thêm vài phần, phòng ở bên ngoài. Với thân phận địa vị của Hầu Sùng Lượng, không có khả năng nói ra những lời không chuyên nghiệp như vậy. Lạc Thần cùng Cung Húc dầu gì cũng là sao hạng nhất, tiết mục của sao hạng nhất nhất định sẽ có phòng trang điểm và thay đồ riêng, làm sao có thể để cho bọn họ đi ra bên ngoài phòng công cộng cùng hóa trang với những vai quần chúng. Trừ phi. Chương 1138, đã quá đẹp trai. Tiếp đó, Hầu Sùng Lượng lại hướng về phía Lăng Thiếu Chiết nhìn lại. Thời điểm đối mặt với Lăng Thiếu Chiết, thái độ nhất thời quay ngoắt 180 độ, vô cùng ân cần, ai nha, Thiếu Chiết, cậu làm sao lại đến nơi này? Bên này nhiều người, quá hỗn loạn, tôi dẫn cậu đến phòng hóa trang. Y tiểu thư có tự mình dặn dò qua, nói cậu gần đây chạy khắp nơi tuyên truyền quá mệt mỏi, để cho tôi chiếu cố cậu thật tốt nha. Mau mau mời qua bên này, không khí nơi này quá kém. Hai con người Diệp Oản Oản híp lại, không cần nghĩ cũng biết, thái độ đối đãi bọn họ của Hầu Sùng Lượng, cũng là Diệp Y Y cố ý, chiếu cố, rồi. Coi như Lạc Thần cùng Cung Húc là sao hạng nhất, nhưng sau lưng không có công ty lớn làm chỗ dựa, cộng thêm Hoàng Thiên cùng Hoàn Cầu tất cả đều đang chèn ép bọn họ. Thêm vào đó, khoảng thời gian này bọn họ đều đang tập trung quay phim, hơn mấy tháng không hề xuất hiện trước công chúng, có lẽ giờ cũng đã ở trong trạng thái hơi nguội một chút, không được hot như xưa. Cũng khó trách Hầu Sùng Lượng không hề sợ hãi, dám chèn ép bọn họ trắng trợn như vậy. Lăng Thiếu Chiết thấy vậy lộ ra vẻ đắc ý, khiêu khích hướng về phía Cung Húc cùng Lạc Thần nhìn một cái, sau đó kéo đám lâu la rầm rộ đi về phía phòng hóa trang riêng dành cho bọn họ. Đám người Lăng Thiếu Chiết vừa mới đi, Cung Húc liền hoàn toàn nổi điên rồi. Mịa, lại dám xỉ vả chèn ép tiểu gia, tôi đi tìm họ Hầu hỏi cho rõ. Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh lùng. Bắt lấy cánh tay của Cung Húc ngăn hắn lại, được rồi, cậu yên tĩnh một chút. Một bên, Diêu Giai Văn cũng khuyên, dù sao bây giờ là chúng ta cũng phải cầu cạnh người ta, vẫn nên nhịn một chút đi. Cơ hội tuyên truyền lần này phải thật vất vả mới tranh thủ được. Cung Húc nghe vậy càng tức giận hơn, nhẫn. Trong từ điển của tiểu gia căn bản không hề có chữ này. Chẳng lẽ còn thật để cho tôi đi ra bên ngoài cùng chen chúc trong phòng hóa trang chật chội cùng với đám người đó? Diệp Oản Oản dĩ nhiên không thể làm như thế, nếu như là hôm nay Cung Húc và Lạc Thần thật phải dùng phòng hóa trang chung, bên ngoài còn không biết sẽ bàn tán thành cái dạng gì nữa. Diệp Oản Oản không chút do dự mở miệng, dĩ nhiên không được. Vậy Diệp ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Thần lo âu hỏi. Cung Húc khẽ nguyền rủa, đáng chết. Vào lúc này Cung Húc đã giận đến không nén được, một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thật sự cho rằng cha hắn không quan tâm hắn. Hắn liền sa sút vậy sao? Mẹ của hắn trước khi chết để lại cho hắn 20% cổ phần, chẳng qua là nhất định phải chờ hắn kết hôn rồi mới có thể sử dụng mà thôi. Người mẹ kế đó dù muốn xỉ vả hắn, cha hắn cũng không có khả năng thực sự có can đảm không nhận hắn. Con miệng nó đấy, ép tiểu gia, ngày mai liền đi kết hôn, Cung Húc cả giận nói. Diệp Oản Oản nhíu mày, kết hôn, cậu làm cái gì mà xù lông lên như vậy chứ? Hừ. Trong tay tôi có 20% cổ phần công ty Cung gia đấy. Chẳng qua là tôi nhất định phải kết hôn rồi mới có thể điều động. Mẹ tôi rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy trời? Lại có thể bắt tôi kết hôn rồi mới có thể sử dụng. Cung Húc vừa nói, vừa lộ ra biểu cảm đau đến không muốn sống. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co rúm, làm sao nghe cứ như thể kết hôn lại như đòi mạng cậu vậy. Cung Húc nhất thời nói, kết hôn cũng không phải là y như chui vào trong phần mộ sao. Trừ phi là kết hôn cùng với mứt hoa nhỏ của tôi. Dù có là địa ngục thì tôi cũng tình nguyện. Diệp Oản Oản, nhà ngươi liền dẹp cái ý niệm này ngay cho ta. Tóm lại đánh chết tôi cũng sẽ không đi ra bên ngoài hóa trang. Không được, tôi còn cực kỳ tức giận. Tôi phải đi đem họ Hầu lôi ra. Rơi ạ, trước đây toàn là đi năn nỉ tôi tham dự tiết mục của bọn họ, hiện tại lại dám cho bắt tôi nhìn sắc mặt. Cung Húc đang nổ banh trời đất, Diêu Giai Văn khuyên nửa ngày cũng vô dụng. Ngược lại càng nói càng hăng. Diệp Oản Oản trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó mở miệng nói, được rồi, sẽ không để cho cậu đi ra bên ngoài hóa trang, cậu cùng Lạc Thần cũng không cần đi. Không cần hóa trang đâu, cứ như vậy đi, các cậu như bây giờ cũng đã rất tuấn tú rồi, cũng đã đủ để tham dự tiết mục. Cung Húc nghe vậy, lửa giận vốn đang bừng bừng, trong nháy mắt liền tắt ngúm, hóa thành pháo hoa chiếu 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 từ đỉnh đầu bắn ra, có thật không, có thật không?
Tôi hiện tại đã rất tuấn tú rồi sao? Cung Húc trực tiếp đem Lạc Thần ngó lơ. Chương 1139, cái kỹ thuật diễn xuất này không khoa học. Diệp Oản Oản dụ dỗ, dạ dạ dạ, đủ đẹp trai, chúng ta trực tiếp đi phòng chờ nghỉ ngơi đi. Tiểu gia, nào đó mới vừa rồi còn xù lông, nổ banh xác đòi đi tìm người ta đánh nhau, giờ lại vui vẻ không thôi, ngoan ngoãn đi theo Diệp Oản Oản đi đến phòng nghỉ ngơi rồi. Siêu Giai Văn ở bên cạnh nhìn mà mặt đầy kinh ngạc. Cung Húc này, rốt cuộc coi như là dễ dụ, hay là khó dỗ. Khuyên nửa ngày cũng vô dụng, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại chỉ vì một câu nói của Diệp Bạch liền thỏa hiệp. Những cảnh đầu tiên là phần quay của Lăng Thiếu Chiết, Cung Húc và Lạc Thần đợi chừng khoảng 2 giờ, mới đến phiên bọn họ lên sân khấu. Kết quả, sau khi đến phiên bọn họ, quay chưa tới 10 phút liền đã kết thúc. Siêu Giai Văn đè nén tức giận, cùng bắt chuyện với Hầu Sùng Minh, đạo diễn Hầu, đã xong rồi sao? Có phải là có chỗ nào không đúng hay không? Hầu Sùng Minh đang muốn lấy lòng Lăng Thiếu Chiết, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Diêu Giai Văn, không đúng. Có cái gì không đúng? Nội dung kịch bản đã bị cắt đi nhiều lắm rồi, không giống như ban đầu chúng ta trao đổi. Hơn nữa thứ tự cũng không đúng, thời điểm Cung Húc cùng Lạc Thần ra sân, vị trí cũng đã gần chót rồi. Kịch bản chương trình thay đổi ngoài dự kiến, đây là chuyện rất bình thường. Về phần thứ tự ra sân, dĩ nhiên là dựa theo giá trị và nhân khí. Tôi sắp xếp Thiếu Chiết, điểm này chắc hẳn mọi người đều không có ý kiến chứ. Cho nên, còn có vấn đề gì không? Siêu Giai Văn còn muốn giải thích, đã bị Diệp Oản Oản kéo trở lại, đi thôi, đi đến địa điểm quảng cáo tiếp theo. Ở chỗ này lãng phí thời gian cũng không có ý nghĩa, cố gắng hoàn thành tiết mục, chẳng qua là vì giữ nguyên tắc, hoàn thành công tác cùng với tôn trọng hợp đồng mà thôi. Siêu Giai Văn vẫn còn có chút sa sút, chỉ có 10 phút quay, cắt cắt giảm giảm, chỉnh sửa một hồi còn lại chừng 5 phút là cùng. Cũng quá ít. Diệp Oản Oản nghe vậy nhếch miệng lên, trong mắt mang theo lạnh ý. 5 phút, có phần đánh giá cao thiện tâm của Diệp Y Y rồi. Những trở ngại bọn họ sắp gặp phải, Diệp Oản Oản cũng sớm đã tính tới, bây giờ thời gian của bọn họ vô cùng quý báu, không rảnh mà dây dưa vì loại chuyện nhỏ này. Có thể tranh thủ được phút nào hay phút đó, thông báo được cho càng nhiều người càng tốt. Phòng bán vé cũng rất quan trọng, nhưng, không phải trọng điểm. Mục tiêu lần này của nàng cho tới bây giờ cũng không phải là doanh thu phòng vé, nếu không chỉ cần làm y như Hoàng Thiên Kiếp trước, trực tiếp đổi kịch bản là được rồi. Mục tiêu của nàng là giải thưởng Kim Lan. Thời gian thoáng cái đã qua, rất nhanh đã tới thời gian công chiếu của Sinh Tử Một Đường. Giống như Diệp Oản Oản dự liệu, doanh thu phòng vé cũng tạm được. Bất quá, điều đáng mừng chính là, mặc dù bởi vì Hoàng Thiên và Hoàn Cầu đồng thời chèn ép, phòng vé ít đến thấy thương. Nhưng trên mạng sau khi xem qua bộ phim này, tất cả đều vô cùng khen ngợi. Thỉnh thoảng mấy gã thủy quân của đối phương bình luận, cũng đều bị những fan lý trí nghiền nát, thất trận trở về. Biểu hiện của Cung Húc ở trong phim, không thể nghi ngờ, khiến cho fan khiếp sợ. Ta thiên, ta thấy được cái gì, đây là Húc Bảo Bảo nhà ta sao? Quả thật là đẹp trai, fan ruột như ta cũng không nhận ra. Vốn là chỉ định xem Lạc Thần cùng Cung Húc bán hủ. Không nghĩ tới lại xem đến khóc rồi. Quá cảm động lòng người rồi. Kỹ thuật diễn xuất lần này của Cung Húc thật sự bùng nổ nha. Anh ấy có phải là uống lộn thuốc hay không? Lạc Thần quá tuyệt vời. Tiến bộ thật là lớn. Cung Húc, à, Cung Húc, tôi cũng hoài nghi anh ấy có phải là bị cái gì kích thích hay không? Cái kỹ thuật diễn xuất này, không khoa học nha. Cung Húc nhìn thấy những bình luận trên mạng kia, than thở, xí, lúc trước tôi không thèm để ý, chỉ nhắm mắt diễn đại. Bọn họ tất cả cũng đều chạy đi tiêu tiền, hiện tại tôi nghiêm túc cẩn thận liều mạng đi diễn, lại không có mấy người xem. Ai, đây chính là giới giải trí đó. Mặc dù bởi vì nhân khí trước kia của hắn cùng Lạc Thần, độ chú ý cũng tạm được, nhưng so với lượt xem bùng nổ như trước đây, hoàn toàn không thể sánh bằng. Số liệu này cùng với doanh thu phòng vé, nhìn kiểu nào, cũng đều không đủ để lấy lại vốn. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Cung Húc một cái. Hiếm khi thấy cái tên này còn có thể có chiều sâu như thế. Kết quả, mới vừa nghĩ xong, liền thấy Cung Húc đem điện thoại di động gõ một lèo, uống nhầm thuốc là cái quỷ gì? Không khoa học vậy là cái quỷ gì? Ai quy định ta lại không thể có kỹ thuật diễn xuất tốt hả? Không thể chụp mũ ta như vậy được, không phải là mong đợi ta ăn C, ứ, tê đúng không? Có phải là fan ruột không vậy trời? Chương 1140, ổn định, đừng quậy. Gần đây các ông lớn đua nhau chiếu phim,
chỉ riêng phim của Hoàn Cầu cùng Hoàng Thiên Giải Trí đã chiếm hết 70-80% thị trường, đủ loại hoạt động tuyên truyền điên cuồng oanh tạc, chứ đừng nhắc tới dưới tình huống bọn chúng cố tình chèn ép chư thần thời đại. Mặc dù đa phần mọi người đều đánh giá rất tốt, nhưng doanh thu phòng vé ngày đầu vừa ra tới, tâm mọi người đều nguội lạnh. Phòng vé chỉ có mấy trăm ngàn, vẫn chưa bằng số lẻ bộ phim kia của Lăng Thiếu Chiết. Mấy trăm ngàn này, tất cả đều là do fan trung thành của Cung Húc cùng Lạc Thần đóng góp. Nếu như cứ tiếp tục để tình thế này tiếp diễn, bộ phim này của bọn họ nhất định sẽ mất hết vốn liếng. Phòng vé không tốt, bầu không khí công ty là một mảnh đê mê. Lạc Thần mở miệng nói, đại lão hữu ước vừa vặn hôm nay lên sóng, nói không chừng có thể kéo được một chút doanh số phòng vé. Đối với nghệ sĩ giới giải trí mà nói, fan là quý giá nhất, nhưng cũng dễ dàng mất đi nhất. Lạc Thần cùng Cung Húc vì quay Sinh Tử Một Đường, hơn mấy tháng nay không xuất hiện trước công chúng, mà tiểu thịt tươi mới ra lò cứ như cỏ mọc sau mưa, từng gốc một khiến cho fan của bọn họ chạy đi với tốc độ nhanh như chó đuổi. Bây giờ thời điểm tuyên truyền cho bộ phim liên tục gặp trở ngại, doanh số phòng vé quả thật đáng lo. Lúc này, Diêu Dài Văn vội vã đẩy cửa đi vào, cầm điện thoại di động trong tay, mặt đầy tức giận mở miệng, thật là quá đáng. Sao thế? Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Diêu Dài Văn cầm điện thoại di động, mở miệng nói, tôi mới vừa xem Đại Lão Hữu Ước, kết quả phát hiện toàn bộ cảnh của Lạc Thần và Cung Húc bên trong Đại Lão Hữu Ước đều bị cắt sạch. Ngay cả một giây đồng hồ cũng không có. Đợi hơn 2 giờ, quay 10 phút, vốn cho là có thể lưu lại 5 phút, kết quả cuối cùng lại bị cắt toàn bộ. Nghe được lời này của Diêu Dài Văn, sắc mặt của Lạc Thần trầm xuống. Nguyên bản còn trông cậy vào cái tiết mục chữa cháy này có thể chống đỡ một chút. Hiện tại, không còn hy vọng. Tình huống giống nhau, trong khoảng thời gian này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Rất khó nhận được cơ hội hội quảng bá tốt, thật vất vả mới có một cơ hội, sau khi quay xong lại một lần nữa bị chèn ép. Sau lưng rõ ràng cho thấy người cố ý chơi khăm bọn họ. Men rượu còn sợ ngõ hẹp, chất lượng bộ phim coi như có tốt hơn nữa, nhưng không ai xem, cũng không có chỗ dùng. Huống chi đề tài bộ phim này của bọn họ lại là thanh xuân thần tượng cùng tình yêu đô thị, vốn là không chiếm ưu thế. Diêu Dài Văn mở miệng đề nghị, hay là, để cho Cung Húc cùng Lạc Thần đăng Weibo mở ám cho nhau nhiều một chút, kéo lại nhân khí. Diệp Oản Oản lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Diêu Dài Văn. Loại chuyện thế này cứ để tự nhiên và hợp lý một chút là được rồi. Làm quá thường xuyên và cố ý sẽ gây nên hiềm nghi cố tình bán hủ, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nhân duyên, cũng sẽ làm hỏng hình tượng của bọn họ. Sẽ bất lợi cho tạo hình nhân vật của những bộ phim sau này. Huống chi, điều này cũng không thể giải quyết được những vấn đề cơ bản. Tình huống bây giờ, buổi họp sáng nay tôi đã nói với các cậu rồi, cho nên các cậu hẳn là cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Kế hoạch trước mắt của tôi là, phần tuyên truyền phía sau có thể tạm ngừng. Hoàn Cầu cùng Hoàng Thiên rõ ràng muốn chơi xấu chúng ta. Nếu tiếp tục lao vào, tất cả đều sẽ đổ xuống sông xuống biển, không bằng dùng để làm chút chuyện khác. Chuyện khác, Diêu Dài Văn ngơ ngác. Diệp Oản Oản đem một chồng tài liệu giao cho nàng, đúng, tiếp theo chúng ta không làm tuyên truyền. Kinh phí còn lại, tất cả đều lấy đi làm từ thiện. Một bên, Hàn Thiên Vũ gật đầu mở miệng, đây là ý kiến hay. Diệp Oản Oản mở miệng nói, chuyện này Dương ca tương đối có kinh nghiệm, còn phải làm phiền Dương ca giúp tôi kiểm định một chút. Phí Dương sảng khoái nói, không thành vấn đề. Ánh mắt của Diệp Oản Oản quét qua tất cả mọi người, đợt giông bão này, chuyện mọi người cần làm, chỉ có một thứ, đó chính là, ổn định. Diệp Oản Oản nói xong, cố ý hướng về Cung Húc nhìn một cái, nhất là cậu Cung Húc, đừng quậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1141, Bổng Đả Uyên Ương, Bổng Truy. Khoảng thời gian này, đối với các cậu mà nói, không phải là chuyện xấu. Tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt, làm nhiều chuyện công ích, xem nhiều sách, học ít thứ, thoải mái là chính mình. Có nghe rõ hay chưa? Diệp Oản Oản không yên tâm dặn dò. Cung Húc buồn bã ỉu xìu vỗ lên bàn, thoi thóp mở miệng, quậy cái gì? Không quậy, không được xem Diệp ca ca mặc đồ con gái. Cuộc sống này còn có ý nghĩa gì? Diệp Oản Oản, nhân sinh của hắn, có cần phải nhàm chán như vậy hay không? Không thể làm chút chuyện có ý nghĩa sao? Hàn Thiên Vũ nghe nói như vậy lắc đầu một cái, bật cười, nhưng nhìn vẻ mặt lại tựa hồ như là thở phào nhẹ nhõm. Còn có mứt hoa nhỏ của ta, tại sao tình yêu của chúng ta lại gian nan như vậy? Cung Húc ai oán không thôi mà dòm Diệp Oản Oản,
Diệp ca ca, tôi không thích anh nữa. Anh biết anh bây giờ như cái gì không? Diệp Oản Oản, như cái gì? Cung Húc, bổng chùy. Bổng đạo uyên ương sao, bổng chùy. Sao gậy đánh uyên ương, ý chỉ kẻ ngăn cách tình yêu của hai người. Diệp Oản Oản. Cung Húc, nếu như anh mặc váy cho tôi xem, tôi liền miễn cưỡng tha thứ cho anh. Diệp Oản Oản, không cần miễn cưỡng như vậy, cảm ơn. Diêu Giai Văn suy nghĩ một chút, dường như cũng chỉ có thể làm như vậy. Công ty nhỏ không có bối cảnh, bị công ty lớn cố ý chèn ép, cơ hồ là nửa bước khó đi. Diêu Giai Văn mở miệng nói, hiện tại, chỉ có thể hy vọng sinh tử một đường có thể được đề xuất giải thưởng Kim Lan. Chúng ta có hai nam chính, Lạc Thần và Cung Húc. Nếu không, tiền không kiếm được, danh tiếng cũng không có. Nhưng trong lòng bọn họ cũng biết, mặc dù đề tài của sinh tử một đường có cơ hội đoạt giải, nhưng coi như vào vòng trong rồi, lại không lấy được giải thưởng mà nói, thật ra thì cũng không đem lại tác dụng gì. Diêu Giai Văn thật ra cũng không mấy lý giải được cách làm của Diệp Bạch. Với danh tiếng của Cung Húc và Lạc Thần, ban đầu nếu như đem bộ phim đổi thành đề tài học đường, hoàn toàn đi theo hướng thần tượng, cho dù có bị công ty lớn chèn ép, doanh thu phòng vé sẽ không đến nỗi kém như vậy, ít nhất sẽ không lỗ vốn. Mặc dù Diệp Bạch quả thật có năng lực, nhưng thời gian vào nghề quá ngắn, một số thời khắc, vẫn còn có chút quá lý tưởng hóa rồi. Diệp Bạch có thể là vì thực tâm muốn giúp Lạc Thần và Cung Húc, là vì muốn giúp Lạc Thần và Cung Húc thay đổi hình tượng, không muốn lợi dụng sự nổi tiếng nhất thời của bọn họ, mau chóng kiếm tiền. Nhưng mà, Diệp Bạch lại đánh giá thấp sự tàn khốc của thị trường, cũng đánh giá thấp năng lực của công ty lớn. Ban đầu mặc dù đã lấy được kịch bản của Từ Lâm, nhưng lại đắc tội với Hoàng Thiên, thật sự là có chút mất nhiều hơn được. Bây giờ vốn của công ty đã eo hẹp như vậy, toàn dựa vào bộ phim này để chống đỡ. Một khi bộ phim này thất bại, công ty có thể tiếp tục kinh doanh hay không, sợ cũng là cả một vấn đề. Diệp Oản Oản, Giai Văn, cô an bài lịch trình kế tiếp một chút đi. Diêu Giai Văn phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật đầu, được rồi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, trong khi các bộ phim của các ông lớn dồn dập tuyên truyền như bắn pháo bông, Diệp Oản Oản lại dẫn theo Lạc Thần và Cung Húc lặng yên không một tiếng động đi làm từ thiện. Đi vùng núi tặng sách vở quần áo cho thiếu nhi, đi quân khu biên giới an ủi lính già, đem hành trình tuyên truyền ban đầu tất cả đều đổi thành làm từ thiện cùng công ích. Thời điểm khi Diệp Oản Oản biết được Lạc Thần và Cung Húc đồng thời được đề cử vị trí nam chính xuất sắc nhất giải Kim Lan, nàng còn đang cùng bọn họ ngồi tán dóc cùng mấy người lính già trong khe núi. Cung Húc nhìn chằm chằm điện thoại di động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải bao lâu nay không hề dao động, bỗng phát ra hào quang lóa mắt, a ha 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 ha. Diệp ca ca, tôi được đề cử giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Lan rồi. Diệp Oản Oản nhìn danh sách đề cử do Diệp Mộ Phàm gửi tới, tỉnh táo, chẳng qua chỉ là đề cử mà thôi. Hứ, tùy tiện ai vào được danh sách đề cử, cũng ít nhiều có danh tiếng đó nha. Chương 1142, đề cử 5 bỏ 4 lấy 1. Mặc dù có giành được giải thưởng Kim Lan hay không rất khó nói, nhưng nếu là đề cử, Diệp Oản Oản thật ra thì vẫn khá là nắm chắc. Bộ phim này, toàn bộ quá trình quay diễn đều được kiểm soát, về chất lượng của nó nàng có lòng tin tuyệt đối. Giám khảo quan tâm là nội dung kịch bản, là chất lượng quay diễn, mà không phải là doanh thu phòng vé. Kết quả doanh số phòng vé sẽ không làm ảnh hưởng đến phán đoán của giám khảo. Lạc Thần nghe vậy cũng vô cùng mừng rỡ, đây coi như là đại tin tức tốt nhất trong khoảng thời gian này. Mặc dù chỉ là đề cử, nhưng cũng đã mang ý nghĩa khẳng định kỹ năng diễn xuất và giá trị của bọn họ. Cung Húc đắc ý chống nạnh, ha ha ha, đề cử thì thế nào, đề cử 5 bỏ 4 lấy 1 người, đây chẳng phải là nói anh đây sắp đạt được ảnh đế hay sao? Cho nên, Diệp ca ca, anh xem, vẫn nên là mua 5 váy, bỏ 4, lấy 1 cái để mặc đi là vừa, a ha ha ha. Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, 5 bỏ 4 vậy thì chính hắn đã cầm chắc ảnh đế trong tay hay sao? Nghĩ hay nhỉ? Mặc dù được đề danh, nhưng giữa đạt giải và thất bại khoảng cách chênh lệch thực sự quá lớn, có được hay không? Không giành được, bất quá chỉ là một lượt đi dạo trên thảm đỏ. Lại nói nếu rớt, tất nhiên việc có hai diễn viên được đề cử ảnh đế sẽ chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ mà thôi. Nhất là Cung Húc, lần này được đề cử, nếu như cuối cùng không giành được giải thưởng, tuyệt đối sẽ phải nhận sự chế giễu của toàn bộ người trong giới. Sau khi mừng rỡ một hồi, Lạc Thần nhớ lại một chuyện, sau đó mở miệng nói, tôi điều tra tài liệu, giải thưởng Kim Lan trong lịch sử tổng cộng có 5 lần trong một bộ phim có 2 nam chính cùng được đề danh.
nhưng cả năm lần này, không một lần nào cả hai người đồng thời đoạt được ảnh đế, có 4 lần toàn bộ đều tạch, một lần có một người trong đó lấy được ảnh đế. Tình huống giải ảnh hậu bên kia cũng tương tự. Nói cách khác, trong lịch sử giải thưởng Kim Lan còn chưa bao giờ có tình huống đôi ảnh đế hoặc là đôi ảnh hậu phát sinh. Dù sao giải thưởng Kim Lan có tính chọn lọc cao như vậy, làm sao có thể tùy tiện một lần đi ra hai cái ảnh đế hay ảnh hậu cho được. Mặc dù số lần được đề danh không ít, nhưng tình huống đại đa số đều là trượt. Huống chi lần này mấy bộ phim cùng được đề cử với bọn họ tất cả đều không thể khinh thường. Đạo diễn, đơn vị đầu tư cùng đội hình nghệ sĩ, tất cả đều vô cùng hùng hậu. Chỉ có Cung Húc và Lạc Thần trở nên lạc lõng so với đám người bọn họ. Danh sách được đề cử giải thưởng Kim Lan lúc này đã được phát tán trên mạng rồi. Diệp Oản Oản tiện tay lướt qua một mục bình luận. Quả nhiên, Lạc Thần cùng Cung Húc đồng thời được đề cử, đưa tới một lượng bình luận không nhỏ, lại còn trở nên hot nữa cơ. Nhưng phần lớn đều là hoài nghi, nhất là Cung Húc, bị chửi thảm. Ta phi, ta thấy được cái gì? Lạc Thần được đề cử thì coi như xong đi, Cung Húc lại có thể cũng được đề cử nhân vật nam chính xuất sắc nhất. Cung Húc được đề cử ảnh đế, giải thưởng Kim Lan lần này sợ là uống nhầm thuốc. Đệt, cái danh sách này hẳn là có nội tình gì đi? Ban giám khảo giải thưởng Kim Lan lần này đều đang làm cái gì vậy? Trên mạng tiếng chửi mắng che dập bầu trời, mọi người tất cả đều đang hô hào ban giám khảo lần nữa xét duyệt lại danh sách đề cử. Thỉnh thoảng có một vài fan đã từng đi xem qua bộ phim kia nói đỡ cho Cung Húc và Lạc Thần, tất cả đều bị đám anti-fan chém cho tơi bời. Một đám căn bản chưa bao giờ xem qua bộ phim, chỉ vì cái danh tự Cung Húc này, liền làm ầm làm ý lên, hăng thiết vịt, điên cuồng nhào tới cắn xé. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rúm lại, năng lực hứng gạch của Cung Húc, vẫn trước sau như một luôn cường hãn như vậy. Diệp Oản Oản lau mồ hôi chán, cậu làm sao lại có thể là một cái bia hứng gạch tốt như vậy? Cung Húc mặt đầy đắc ý, đó là chuyện đương nhiên, bàn về hứng gạch, trong giới giải trí này, người có thể sánh được với tiểu gia đây vẫn còn chưa ra đời đâu. Diệp Oản Oản, ta không phải là đang khen ngươi. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản reo lên, là Diệp Mộ Phàm gọi tới. Diệp Oản Oản đi xa một chút, sau đó nhận điện thoại, alo, ca. Diệp Mộ Phàm, danh sách đề cử đã có rồi, đã thấy chưa? Diệp Oản Oản, thấy rồi. Chương 1143, tâm tình không tệ. Diệp Mộ Phàm ở đầu kia của điện thoại di động than thở, lúc này mới một giờ trôi qua, website công ty đều đã sắp bị mắng đến tê liệt. Đã thử phát một cái Weibo, bảo bọn họ xem phim xong lại nói chuyện, hoàn toàn vô dụng. Diệp Oản Oản mở miệng nói, thành kiến của bọn họ với Cung Húc đã ăn sâu vào tiềm thức rồi, chúng ta lại là công ty của Cung Húc, chúng ta mà ra nói chuyện, nói cái gì cũng đều vô dụng. Giọng nói của Diệp Mộ Phàm có chút ngưng trọng, Oản Oản, tình huống bây giờ rất không xong, chúng ta cũng giống như ở trong trạng thái bị phong sát. Mấy ngày nay anh đã liên lạc với rất nhiều đối tác, nhưng không có ai nguyện ý hợp tác với chúng ta. Diệp Thiệu An tên khốn kia tuyệt đối là đã trong bóng tối động tay động chân. Bởi vì lão gia tử đã đáp ứng Diệp Mộ Phàm, nếu như hắn làm ra thành tích, sẽ khôi phục quyền thừa kế của hắn, cho nên Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An bên kia lần này bao vây chặn đánh ở trên mọi mặt trận. Cộng thêm Hoàn Cầu thỉnh thoảng cũng bày ra một ít chướng ngại, tình cảnh của bọn họ vô cùng chật vật. Nếu như bị ải này gây khó dễ, công ty sợ là sẽ phải đối mặt với nguy cơ sập tiệm. Diệp Oản Oản, đừng nóng, Lạc Thần và Cung Húc không phải là đã được vào vòng trong rồi hay sao? Sự tình biến thành như vậy, Diệp Mộ Phàm khó tránh khỏi có chút nôn nóng, lập tức mở miệng nói, vào vòng trong thì có ích lợi gì? Không lấy được giải thưởng, hết thảy đều là công cốc. Trước đó tất cả vốn liếng của chúng ta đều dồn vào bộ phim này, nếu cứ tiếp tục như thế, lại không thu được thành quả, công ty thực sự xong rồi. Hắn mấy ngày nay đã gọi điện thoại khắp nơi, vận dụng đủ loại quan hệ, nhưng ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Hắn liên lạc với đạo diễn đại lão hữu ước Hầu Sùng Lượng, hy vọng đem 10 phút bị cắt kia phát sóng vào số kế tiếp, kết quả được báo là đã xóa sạch rồi, không hề lưu lại. Diệp Oản Oản, ca, anh tin em không? Diệp Mộ Phàm, anh, dĩ nhiên tin. Diệp Oản Oản, còn chưa tới một khắc cuối cùng, đừng buông xuôi, được không? Giọng cô gái giống như nước suối ở trong nguồn chảy xuôi êm ả, Diệp Mộ Phàm không hiểu sao bỗng bình tĩnh lại, Oản Oản, thật xin lỗi, là anh quá nóng nảy rồi, chúng ta còn trẻ, coi như có thất bại cũng không sao, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Diệp Oản Oản cười khẽ, nghĩ như vậy là được rồi.
Cùng Diệp Oản Oản trò chuyện một hồi, tâm tình của Diệp Mộ Phàm đã bình tĩnh trở lại. Đúng rồi, ông nội bảo chúng ta tối mai trở về nhà ăn cơm. Diệp Oản Oản, được, em biết rồi, sáng mai tụi em trở về, vẫn còn kịp. Ngày hôm sau, Diệp gia Cố gia. Lương Mỹ Huyên vừa nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, nhất thời mở miệng cười, yo, Diệp đại thiếu gia nhà chúng ta trở về rồi. Thoạt nhìn tâm tình không tệ nha, nghe nói phim được đề cử giải thưởng Kim Lan rồi, thật đáng chúc mừng nha. Lương Mỹ Huyên nói lời chúc mừng, trong giọng nói lại đều là sự giễu cợt. Mặc dù đã vào vòng trong rồi, nhưng người nào không biết chẳng qua chỉ là đề danh cho có mà thôi, còn bị đông đảo khán giả tẩy chay chửi mắng, doanh số phòng vé bị đập vô cùng thê thảm. Từ tình huống trước mắt mà xem, bộ phim đầu tiên này của Diệp Mộ Phàm, có thể nói là thất bại thảm hại, không thẹn với danh hiệu phế vật, túi rơm của hắn. Sau khi được Diệp Oản Oản khuyên bảo, thời khắc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn không hề nóng nảy như trước, cười híp mắt mở miệng nói, nhị thẩm khách khí, chuyện này so với dự tính trong lòng ta cũng không sai lắm. Trong lịch sử giải Kim Lan còn chưa có ai đạt được giải đôi ảnh đế đâu. Hoàng Thiên cùng Hoàn Cầu thành lập nhiều năm như vậy, cũng không người làm được, nếu là nghệ sĩ nhà ta đạt được đôi ảnh đế, sợ là sẽ oanh động toàn bộ giới giải trí, lưu danh trong lịch sử điện ảnh. So với cái này, chút tiền nhỏ từ phòng vé kia được tính là gì? Lương Mỹ Huyên nghe vậy, ha ha cười ra tiếng, cái gì? Đôi ảnh đế, giám khảo đánh giá kịch bản nhà ngươi lừa gạt của Hoàng Thiên chúng ta không tệ, cho một chút giải an ủi, để cho các ngươi đề danh đã là hết tình hết nghĩa. Lại còn muốn lấy được giải thưởng, còn cầm đôi ảnh đế, ta thấy ngươi là điên rồi sao? Thật là không biết trời cao đất rộng. Chương 1144, vận khí tốt một chút. Trên bàn cơm, tất nhiên đề cập tới chuyện những bộ phim. Lương Mỹ Huyên từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt đầy kiêu ngạo dụ dỗ nhị lão. Năm nay những bộ phim Hoàng Thiên quay đều rất hot, các phần thưởng lớn của giới giải trí đều bị Hoàng Thiên đoạt được hơn phân nửa. Cha, mẹ cứ yên tâm, Hoàng Thiên ở trong tay Y Y và Thiệu An, khẳng định là sẽ càng ngày càng phát triển. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan nghe vậy, có vẻ cũng rất là cao hứng. Mẹ, mẹ đừng khen con nữa, con còn rất nhiều chỗ cần học tập ông nội. Diệp Y Y khiêm nhường mấy câu, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, thân thiết mở miệng nói. Mộ Phàm, nghe nói bộ phim kia của ngươi doanh thu phòng vé không được tốt lắm. Đều là người một nhà, nếu như cần giúp gì, cứ việc mở miệng. Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng, Y Y, con cũng đừng quá quan tâm, phòng vé tính là gì. Hai nam chính của người ta đều được đề danh giải thưởng Kim Lan đấy. Chỉ cần có một người đoạt giải, thu về đâu chỉ gấp mấy lần. Diệp Hồng Duy nghe vậy, trầm ngâm nói, ta đã xem qua danh sách đề cử giải Kim Lan lần này. Những bộ phim vào vòng trong đều là của những đạo diễn nổi tiếng, sự cạnh tranh phi thường kịch liệt, khả năng đoạt giải e là không lớn, bất quá, đã có thể vào đến đây đã là không tệ, tiếp tục cố gắng đi. Diệp Hồng Duy mặc dù không nói gì nhiều, chẳng qua chỉ qua loa mấy câu, nhưng đương nhiên khó tránh khỏi thất vọng. Trong lòng của hắn hiểu rất rõ, bộ phim này có lẽ sẽ không có cách nào thu về được thành quả gì. Công ty nhỏ đó của Diệp Mộ Phàm, sợ là không chống đỡ được bao lâu. So với Y Y, hai đứa cháu còn lại, vẫn là kém quá xa. Diệp Mộ Phàm gật đầu, vâng, ông nội, con sẽ cố gắng. Cơm nước xong, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm cùng rời khỏi Cố gia. Điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên. Là Giang Yên Nhiên gọi tới. Diệp Oản Oản kết nối điện thoại di động, ngay sau đó mở miệng cười chúc mừng, alo, Yên Nhiên, chúc mừng nha. Oản Oản. Điện thoại di động của cậu sao mãi không liên lạc được vậy? Giang Yên Nhiên lầu bầu than phiền. Xin lỗi, hai ngày nay mình đang ở vùng rừng núi, tín hiệu không mấy ổn định, hôm nay mới vừa bay trở về, bận đến bây giờ mới vừa xong. Giang Yên Nhiên cũng không mấy để ý, kích động mở miệng nói, Oản Oản, cậu có nhìn thấy không? Mình vào vòng trong rồi, mình đã được đề cử giải ảnh hậu Kim Lan rồi. Diệp Oản Oản khẽ mở miệng cười, mình thấy rồi. Rất lợi hại nha, mình còn đang định gọi điện thoại cho cậu chúc mừng đấy. Thật may trước đây đã có chuẩn bị, nên đối phương không biết được Giang Yên Nhiên là người của nàng, cho nên quá trình quay phim của Giang Yên Nhiên bên kia cho đến tuyên truyền tất cả đều vô cùng thuận lợi. Doanh thu phòng vé cùng danh tiếng của bộ phim cũng đều không tệ, là một trong những phim hot được đề cử. Cũng còn may không làm cậu thất vọng, chẳng qua là cạnh tranh quá kịch liệt, không biết có thể đạt được giải thưởng hay không. Đây là bộ phim đầu tay của cậu. Có thể vào được vòng trong đã rất lợi hại,
đây là một khởi điểm vô cùng tốt. Diệp Oản Oản khích lệ nói. Giang Yên Nhiên có chút khẩn trương hỏi, Oản Oản, buổi lễ trao giải cậu sẽ đến chứ? Đúng rồi, Cung Húc và Lạc Thần cũng vào vòng trong rồi, cậu nhất định phải có mặt đấy. Diệp Oản Oản mở miệng, biết rồi, mình sẽ đi. Giang Yên Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, có cậu ở đó mình sẽ không mất bình tĩnh nữa, đây vẫn là lần đầu tiên tớ tham dự một sự kiện như thế này. Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên trò chuyện một hồi, dặn dò nàng một số điểm cần lưu ý, sau đó mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản nhìn về phía Diệp Mộ Phàm đang lo lắng, được rồi, đừng sụ mặt nữa, Yên Nhiên cũng vào vòng trong rồi, chúng ta bên này có 3 người được đề danh. Dựa theo xác suất để tính, độ khả thi có thể đoạt giải vẫn khá lớn. Nếu vận khí tốt một chút, nói không chừng còn có thể ôm hết giải ảnh hậu ảnh đế, sau đó anh có thể trước mặt đám người Lương Mỹ Huyên bọn họ nở mày nở mặt. Chương 1145, vận mệnh như thế nào? Ôm hết ảnh đế ảnh hậu. Diệp Mộ Phàm trực tiếp bị chọc đến phì cười, anh rất cảm ơn em đã an ủi anh như vậy. Thế này nào chỉ là vận khí tốt, đây là muốn nghịch thiên rồi đi. Ai? Cuối tuần chính là buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan, vận mệnh chư thần thời đại như thế nào, hết thảy đều nhìn kết quả ngày hôm đó. Mấy ngày sau, hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản đem công tác còn lại giao cho Diêu Giai Văn, sau đó theo Tư Dạ Hàn đến chỗ Tôn Thần Y kiểm tra. Sau khi khám tổng quát hơn 2 giờ, rốt cuộc mới kết thúc. Thấy hai người từ bên trong đi ra, Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên, kết quả thế nào? Tư Dạ Hàn đón lấy gương mặt ân cần đầy lo âu của thiếu nữ, ánh mắt nhất thời ấm áp, đưa tay nhẹ ôm lấy nàng, không có việc gì. Diệp Oản Oản không yên tâm hướng về Tôn Bách Thảo nhìn lại, Tôn lão, thật sự không thành vấn đề sao? Anh ấy khoảng thời gian này lại bắt đầu bận rộn, còn trốn tôi len lén thức đêm nhiều lần. Nghe Diệp Oản Oản ở đó tố cáo, sắc mặt Tư Dạ Hàn có chút bất đắc dĩ. Tôn Bách Thảo mặt đầy nụ cười nhìn hai vợ chồng son, mở miệng nói. Diệp tiểu thư yên tâm, Tư tiên sinh khôi phục vô cùng tốt. Hôm nay châm cứu, là đợt trị liệu cuối cùng. Sau này chú ý điều dưỡng cho thật tốt, liền sẽ không có vấn đề gì lớn. Tư Dạ Hàn, anh đã nói là không có chuyện gì rồi, anh tự có chừng mực. Diệp Oản Oản lúc này rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm, Tôn lão, cảm ơn ngài. Rất cảm tạ, có điểm nào khác cần chú ý không? Diệp Oản Oản đang nói chuyện, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên. Tư Dạ Hàn liếc nhìn màn hình điện thoại di động, che giấu vẻ kinh dị nơi đáy mắt, thần sắc như thường mở miệng, anh đi nhận điện thoại. Ồ, vâng. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó liền tiếp tục nói chuyện với thầy thuốc Tôn. Thầy thuốc Tôn đem một vài điểm cần chú ý trao đổi cặn kẽ với nàng một chút, Diệp Oản Oản đều nghiêm túc ghi chép lại. Sau khi nói xong, Tư Dạ Hàn vẫn còn chưa trở lại. Gọi điện thoại lâu như vậy. Đúng lúc này, loảng xoảng, một tiếng. Trong sân đột nhiên truyền tới tiếng thứ gì đó tan vỡ. Trong con người của Diệp Oản Oản thoáng qua vẻ hồ nghi, vội vàng đi ra sân sau tìm người. Trong sân dưới mái hiên, Diệp Oản Oản xa xa nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang đứng ở nơi đó gọi điện thoại. Đang muốn đi tới, khi nhìn rõ Tư Dạ Hàn, trong nháy mắt đột nhiên ngẩn ra. Giờ phút này, biểu tình và khí tức của Tư Dạ Hàn quá đáng sợ. Cho dù là thời điểm nàng sợ Tư Dạ Hàn nhất, cũng chưa từng thấy qua bộ dáng của hắn dọa người đến vậy. Giờ phút này, bên chân Tư Dạ Hàn là vô số mảnh dĩa vỡ, mà cả người hắn giống như một kiện hàng bị sự đáng sợ che lấp. Không có lấy một tia sáng, cả người đều hung ác âm trầm dị thường. Ta đương nhiên có nhớ, ta cũng nhớ, ngươi từng nói qua, ngươi và ta không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Oản Oản mơ hồ nghe được đoạn đối thoại kia, có chút kỳ quái. Tư Dạ Hàn đang cùng ai gọi điện thoại? Không giống như là đang nói chuyện công tác. Diệp Oản Oản đang hoài nghi, Tư Dạ Hàn đã cúp điện thoại. Diệp Oản Oản lúc này mới tiếp tục hướng về phía Tư Dạ Hàn đi tới, "A Cửu, xảy ra chuyện gì à? Sắc mặt anh không tốt lắm." Lời Diệp Oản Oản còn chưa dứt, nam nhân đột nhiên một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Thân thể của Tư Dạ Hàn lạnh như băng, trên người là tràn đầy khí lạnh lởn vởn, giống như có một cái động không đáy đang hấp thụ tất cả sinh cơ cùng ánh sáng của anh ta. Hắn dùng toàn bộ sức lực ôm lấy nàng, siết chặt đến nỗi xương cốt của nàng cũng thấy đau. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nhịn đau đớn, đưa tay ra, vỗ sau lưng Tư Dạ Hàn một cái trấn an, sao vậy? Một hồi lâu sau, tâm tình của Tư Dạ Hàn dường như mới ổn định lại một chút,
lực dùng để ôm nàng cũng nới lỏng đi mấy phần, âm thanh khàn khàn mở miệng, không có việc gì, một chút chuyện trong tộc. Chương 1146, Thịnh Thế Mỹ Nhan Thiên Đoàn. Mặc dù Tư Dạ Hàn nói như vậy, nhưng Diệp Oản Oản lại cảm thấy không hề đơn giản như thế. Chuyện trong tộc không đến nỗi khiến cho Tư Dạ Hàn phản ứng lớn đến vậy chứ. Ngay cả nàng cũng không có bản lĩnh chọc cho Tư Dạ Hàn tức đến mức này. Người nào trâu bò như vậy? Tối mai em phải dự buổi lễ trao giải giải thưởng Kim Lan. Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đúng vậy, sau khi buổi lễ kết thúc còn có dạ tiệc, phỏng chừng sẽ về muộn, anh và Đường Đường nhớ đi ngủ sớm một chút. Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản tựa đầu vào bả vai của Tư Dạ Hàn than thở, hít, ngày mai là tới ngày trao giải rồi, thật nôn nao. Anh không có câu khích lệ nào muốn nói với em sao? Tư Dạ Hàn, đừng uống rượu. Diệp Oản Oản, thật là không hề gợi cảm chút nào. Ngày hôm sau, Diệp Mộ Phàm đã sớm đem tất cả mọi người kêu qua, bắt đầu lần lượt hóa trang cho bọn họ. Diệp Mộ Phàm lăm lăm sát khí, ngày hôm nay coi như không lấy được giải thưởng, cũng phải chọc mù mắt chó của bọn họ. Cung Húc tóc kẹp đầy kẹp nhỏ, gật đầu phụ họa liên tục, không sai, chúng ta tuyệt đối có giá trị nhan sắc cao nhất trong tất cả các công ty. Thịnh Thế Mỹ Nhan Thiên Đoàn sao vô địch. Sao đoàn quân có nhan sắc đẹp nhất trên thiên giới? Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rúm lại. Thịnh Thế Mỹ Nhan Thiên Đoàn là cái quỷ gì? Bất quá, nhìn qua giá trị nhan sắc của công ty bọn họ, ngược lại đúng là không có chỗ nào chê nha. Nhất là sau khi trải qua Diệp Mộ Phàm quỷ phủ thần công tạo hình thiết kế tỉ mỉ như vậy, giá trị nhan sắc của bọn họ đã được phát huy đến mức tột cùng. Diệp Oản Oản hướng về Hàn Thiên Vũ ngồi ở trên ghế salon, đã trang điểm xong nhìn một cái. Quả nhiên là đẹp trai sáng sủa hơn nhiều. Chú ý tới tầm mắt của Diệp Oản Oản, Hàn Thiên Vũ mở miệng hỏi thế nào. Diệp Oản Oản khoát khoát tay, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là thiếu chút nữa bị vẻ đẹp trai của cậu làm cho đôi mắt. Hàn Thiên Vũ nhất thời bật cười một trận, hôm nay cậu cũng rất tuấn tú. Diệp Oản Oản, khách khí, khách khí. Lúc này, đang hóa trang cho Cung Húc, Diệp Mộ Phàm không biết thấy được cái gì. Đột nhiên quát to một tiếng. Mẹ nó, Cung Húc, tiểu tử ngươi là biến thái sao? Ngươi không có việc gì lại đem y phục nữ qua đây để làm gì? Cung Húc thoáng cái nhảy cẫng lên, khẩn trương không dứt đem cái túi xanh xanh đỏ đỏ trong tay Diệp Mộ Phàm đoạt lại, đưa cho tôi, đưa cho tôi. Đừng đụng, đụng hư rồi tôi liều mạng với anh. Diệp Oản Oản hướng về phía Cung Húc nhìn lại, y phục nữ. Cái con yêu tinh này lại bày trò gì vậy? Cung Húc ủy ủy khuất khuất ôm lấy túi hướng về Diệp Oản Oản nhìn sang, than thở mở miệng, ai, Diệp ca ca, lời trước đây anh dặn tôi không sai. Sớm biết có ngày hôm nay, tôi lúc đầu tại sao không cố gắng thêm một chút. Chỉ cần cố gắng hơn một chút, hiện tại sẽ yên tâm hơn nhìn anh tránh không thoát kiếp mặc đồ nữ. Quả thật là hối hận không kịp. Diệp Oản Oản không còn gì để nói, nàng lúc nào đã nói qua lời như vậy hả? Đúng là không nên tùy tiện đem bản thân ra cá cược mà. Hơn nữa, trọng điểm của hắn không phải là muốn được gặp mứt hoa nhỏ sao? Tại sao hiện tại chỉ nhớ kỹ việc để nàng mặc đồ con gái như vậy hả? Khẩu vị thằng này cuối cùng nặng đến cỡ nào? Cung Húc nháy mắt, chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên mặt đầy nụ cười, răng nanh hồ ly như ẩn như hiện, Diệp ca ca, anh thật sự không xem xét mặc thử một chút sao? Rất đẹp mắt đấy, thật sự, thật sự. Diệp Oản Oản tiện tay lấy quần áo Cung Húc mua ra nhìn một cái, kết quả khuôn mặt trong nháy mắt tối sầm, cái này là cái quỷ gì? Rơi à! Lại là váy công chúa! Hơn nữa phía trên ít nhất có mấy trăm con bướm nhỏ lấp lánh. Đây là cái thẩm mỹ thần kỳ gì vậy? Bắt nàng mặc đồ chơi này, không bằng để cho nàng đi chết đi còn hơn. Không hiểu sao lại nhớ tới thời điểm năm đó não tàn phối đồ y như quái vật. Diệp Oản Oản sậm mặt. Đem quần áo ném trở về, cậu tự mình giữ lấy mà mặc. Chương 1147, dĩ nhiên là bạn trai quan trọng hơn. Diệp Oản Oản đang phụng bồi Hàn Thiên Vũ ngồi chung ở trên ghế salon chờ Cung Húc và Lạc Thần, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến là Hứa Dịch. Vào lúc này Hứa Dịch gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Diệp Oản Oản hoài nghi cầm điện thoại di động lên, đi ra hành lang không người bên ngoài nghe điện thoại. Alo, Hứa quản gia. Diệp Oản Oản mới vừa nối máy, đầu kia điện thoại di động lập tức truyền tới âm thanh nôn nóng vạn phần của Hứa Dịch,
Oản Oản tiểu thư, cô cùng Cửu gia gây gổ. Diệp Oản Oản bị hỏi mà mặt đầy mê mang, hả? Cãi nhau, không có mà, chúng tôi rất êm đẹp. Hứa Dịch vội la lên, không có khả năng. Vậy Cửu gia làm sao lại đột nhiên nóng nảy như vậy? Diệp Oản Oản nghe vậy không còn gì để nói, này. Anh ấy nóng nảy cũng không nhất định là bởi vì tôi chứ. Sao cái mũ nào cũng chụp hết lên đầu tôi vậy hả? Giọng nói của Hứa Dịch đã sắp muốn khóc, đầu kia điện thoại di động dường như còn kèm theo âm thanh đổ vỡ huyên náo vang lên, Oản Oản tiểu thư. Tóm lại cô mau chóng qua công ty xem một chút đi, làm ơn. Tâm tình Cửu gia hôm nay thật sự có cái gì đó rất không đúng. Diệp Oản Oản nghe vậy, thần sắc có chút ngưng trọng. Hứa Dịch sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho nàng, trừ phi là tình huống thật sự rất khẩn cấp rồi. Được, tôi biết rồi, lập tức đến ngay. Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng trang điểm, che ở bên tai Diệp Mộ Phàm thấp giọng nói, em rời đi một lát, rất nhanh liền sẽ trở lại. Đi đâu vậy? Diệp Mộ Phàm thuận miệng hỏi. Diệp Oản Oản, thân thể bạn trai em không quá thoải mái, em đi xem một chút. Diệp Mộ Phàm nghe vậy nhất thời xù lông, đệt. Hôm nay là dịp trọng yếu như vậy, là bạn trai em quan trọng hay là buổi lễ trao giải quan trọng hơn? Diệp Oản Oản, dĩ nhiên là bạn trai. Diệp Mộ Phàm. Diệp Oản Oản trấn an, ca, em đi một chút sẽ trở lại, vào lúc này thời gian vẫn còn sớm mà. Diệp Mộ Phàm mất hứng lầu bầu, đi thôi đi thôi. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, tập đoàn Tư Thị. Hứa Dịch đã sớm chờ ở trước sảnh, vừa thấy được Diệp Oản Oản lập tức tự mình dẫn nàng theo thang máy riêng lên phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản vội vã hỏi. Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám trả lời, Oản Oản tiểu thư, tâm tư của Cửu gia, làm sao tôi có thể đoán được? Chuyện này hẳn là phải hỏi cô chứ. Diệp Oản Oản. Vấn đề là, lần này thật sự không phải là do nàng mà. Hôm nay trước khi nàng đi còn rất tốt đấy. Diệp Oản Oản vào lúc này mặc dù vẫn còn chưa thấy người, nhưng chỉ cảm thụ một chút áp suất thấp khi đi ngang qua khu văn phòng, cùng với biểu tình đầy hoảng sợ, mặt cắt không còn chút máu của các nhân viên, liền biết Hứa Dịch nói cũng không hề khoa trương. Hai người rốt cuộc cũng đi tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí gõ vài cái lên cửa, sau đó đẩy cửa đi vào trong. Diệp Oản Oản cất bước đi vào. Chợt lập tức nhìn thấy bên trong phòng làm việc như mới có một trận cuồng phong bão táp quét qua, là một mảnh hỗn độn. Phía trước chiếc bàn làm việc lớn, Tư Dạ Hàn mặc áo sơ mi đen, thân thể tùy ý dựa vào trên ghế đệm, một tay đỡ trán. Trên dưới quanh người hắn đều tràn ngập một khí tức cáu kỉnh chán trường, dường như lúc nào cũng có thể hủy diệt tất cả. Đừng nói là Hứa Dịch, ngay cả nàng cũng đều bị dọa cho sợ, theo bản năng kiêng kỵ đối với nguy hiểm, nàng bỗng nhiên muốn quay đầu chạy trốn khỏi đây. Hứa Dịch không dám thở mạnh, đứng ở bên cạnh cửa. Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ hơi chần chờ, liền lập tức cất bước vào trong A Cửu. Sau khi đến gần, Diệp Oản Oản phát hiện sắc mặt của Tư Dạ Hàn thật sự không tốt, trắng bệch đến cơ hồ không còn một chút huyết sắc. Nàng chẳng qua chỉ vừa rời đi mấy giờ không gặp hắn mà thôi, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Chương 1148, cho anh ôm một cái. Sau khi Tư Dạ Hàn nghe được âm thanh của nàng, sống lưng dường như đột nhiên cứng lại một cái. Sau đó, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại. Qua đây, ánh mắt của Tư Dạ Hàn giống như một cái hàn đàm sâu không thấy đáy, không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm. Diệp Oản Oản ngoan ngoãn đi tới trước bàn làm việc, chân mày nhíu chặt, đưa tay ra sờ trán của Tư Dạ Hàn một cái. Nhiệt độ thật giống như rất bình thường. Ngay khi Diệp Oản Oản xuất hiện ở bên trong phạm vi tầm mắt của anh, Tư Dạ Hàn giống như là dã thú cáu kỉnh gặp được chủ nhân, trong nháy mắt thu liếm tất cả sự hung ác cùng cuồng bạo. A Cửu, có phải là thân thể của anh có chỗ nào khó chịu hay không? Diệp Oản Oản hỏi. Tư Dạ Hàn mặc cho tay nhỏ của nàng chạm vào trán mình, không nói một lời đưa hai tay lên, vòng lấy hông của thiếu nữ, sau khi yên lặng một lát, chậm rãi mở miệng, vốn là có. Diệp Oản Oản nghe vậy sững sờ. Vốn là có. Ý kia là, nàng tới rồi, liền không còn. Sổ tay bí kíp tán gái của Tư Dạ Hàn lại bắt đầu lên sóng rồi. Hứa Dịch núp ở cạnh cửa, thấy vậy không còn gì để nói, nghẹn ngào nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết ngay mà, bất kể là chuyện gì xảy ra, chỉ cần Oản Oản tiểu thư qua tới, nhất định có thể giải quyết. Diệp Oản Oản mặc cho Tư Dạ Hàn ôm lấy mình, âm thanh ôn nhu khẽ mở miệng,
có phải là hai ngày nay quá nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi? Anh có muốn ngủ một chút hay không? Em ngủ cùng anh. Tư Dạ Hàn nhìn có vẻ thật sự rất mệt mỏi, không nhúc nhích đem nàng ôm vào trong ngực, không phải là phải tham gia buổi lễ trao giải sao? Diệp Oản Oản bật thốt lên nói, buổi lễ đâu có quan trọng bằng anh. Tư Dạ Hàn rõ ràng là được những lời này dỗ dành, sắc mặt chán nản đều hòa hoãn lại không ít, đi đi, anh không sao, chỉ là hơi mệt chút. Là Hứa Dịch báo lại với em sao? Tư Dạ Hàn nói xong, lập tức cho Hứa Dịch một ánh mắt cảnh cáo. Diệp Oản Oản thấy vậy lập tức nói, anh đừng chừng Hứa Dịch nữa. Là em bảo Hứa Dịch có chuyện gì nhất định phải báo cáo với em. Cho nên không cho anh trách anh ấy, càng không cho phép phạt anh ấy. Tư Dạ Hàn, Một bên, Hứa Dịch bị trừng xong sợ đến hồn phi phách tán, sau khi nghe được lời của Diệp Oản Oản nói quả thật là lệ rơi đầy mặt. Cảm giác có bà chủ làm chỗ dựa thực sự là quá tốt rồi. Thật có cảm giác an toàn. Thấy nguy cơ tạm thời được giải trừ, Hứa Dịch vội vàng yên lặng lui ra ngoài. Diệp Oản Oản nhìn nam nhân trước mặt, lo lắng. Tâm tình của Tư Dạ Hàn làm sao lại không ổn định như vậy chứ? Nam nhân đâu có, tới tháng, đâu nhỉ? Bất quá, giữ một vị trí quan trọng thế này, gia tộc và công ty lớn như vậy, tất cả đều phải dựa vào một mình anh chống giữ. Tất cả tâm tình đều chỉ có thể tự mình gánh lấy, áp lực lớn cũng là khó tránh khỏi. Anh thật sự không có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản lo âu hỏi. Tư Dạ Hàn, có thể làm cho anh có chuyện, chỉ có mình em thôi. Diệp Oản Oản, vậy thật là vinh hạnh. Diệp Oản Oản cả cạ, ngồi vào trong ngực của Tư Dạ Hàn, hai tay vòng lấy hông của anh, cho anh ôm một cái nè, sạc đầy pin nè. Tư Dạ Hàn cười nhẹ một tiếng, hai tay chậm rãi ôm chặt lấy nàng, một hồi lâu sau mới mở miệng, trở về đi, anh không sao. Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ Tư Dạ Hàn rất lâu. Nhìn thấy thần sắc của anh dường như quả thật đã khôi phục lại như thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Vậy, trước khi đi, em muốn được khích lệ yêu thương. Là khích lệ yêu thương thật sự. Diệp Oản Oản lầu bầu yêu cầu. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm xoa xoa đầu của cô bé, chợt ấn xuống một nụ hôn trên môi nàng, khải hoàn trở về. Trái tim Diệp Oản Oản thịch 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 nhảy thật nhanh, thấp giọng than phiền, là muốn anh khích lệ em, không phải là bảo anh câu dẫn em, được chứ? Chương 1149, có phải là đang khẩn trương hay không? Sau khi rời khỏi cao ốc tập đoàn Tư Thị, Diệp Oản Oản trực tiếp lái xe đi đến hội trường của buổi lễ trao giải Kim Lan, cùng hội họp với đám người Diệp Mộ Phàm. Là sự kiện trọng đại mỗi năm một lần của giới giải trí, tối nay đã được định trước sẽ có sức hút rất lớn. Từ lúc danh sách vào vòng trong bắt đầu được công bố, trên mạng lập tức bàn tán sôi nổi, suy đoán người đoạt được giải ảnh đế và ảnh hậu năm nay. Thậm chí không ít người âm thầm mở bàn đánh cược. Bùi Hằng của Hoàng Thiên Giải Trí được đánh giá cao nhất. Bùi Hằng đã hai lần đoạt ảnh đế, vẫn luôn là phái thực lực. Lần này Hoàng Thiên mời hắn xuất sơn, có thể nói là tình thế bắt buộc. Tiếp đó là Kinh Vạn Thanh của Hoàn Cầu. Bộ phim của hắn là át chủ bài của công ty, do Kim Bài biên kịch viết nên, hao tổn cả 200 triệu tiền đầu tư, danh tiếng trên mạng phân hóa rõ rệt, doanh thu phòng vé lại vô cùng cứng. Sau đó là Hàn Giật của Chí Thượng Truyền Thông, là hắc mã lần này, cũng rất được xem trọng. Cuối cùng chỉ còn lại Lạc Thần và Cung Húc trong Sinh Tử Một Đường, từ đạo diễn đến biên kịch tất cả đều vô danh tiểu tốt, diễn viên coi được chỉ có mỗi vai phụ của Hàn Thiên Vũ. Hai người được cộng đồng mạng, trao tặng, danh hiệu, làm nền xuất sắc nhất. Trên xe, Cung Húc lướt qua Weibo một vòng, nhìn thấy những bình luận trên mạng kia, khuôn mặt điển trai không ai bì nổi sáng lấp lánh, xí, làm nền. Địa phương tiểu gia xuất hiện, chỉ có những người khác phải làm nền. Lạc Thần hướng về Cung Húc ở bên mình nhìn một cái, lặng yên không nói. Cái tên này cũng không biết là thần kinh quá mạnh mẽ, hay là không tim không phổi. Dường như cả cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ có thời điểm bị khuất phục. Thấy Lạc Thần một mực trầm mặc không nói lời nào, Cung Húc hướng về cậu ta nhìn một cái, này. Lạc Thần đang thất thần, nhìn về phía Cung Húc, lấy ánh mắt để hỏi hắn muốn gì. Cung Húc ôm vai hắn, sâu kín hỏi thăm, cậu có phải là đang khẩn trương hay không? Thần sắc Lạc Thần nhất thời ngẩn ra, biểu tình hơi có chút cứng đơ, không có. Cung Húc bĩu môi một cái, tỏ vẻ không tin, xí, chớ gạt tôi, dầu gì cũng cùng cậu yêu nhau giết nhau lâu như vậy, chỉ nhìn ánh mắt cậu thôi là tôi liền biết ngay cậu đang nghĩ gì. Tôi nói này, cậu cần gì phải khẩn trương chứ? Cậu thấy tôi không, bị người ta chửi như vậy cũng đều không khẩn trương nữa là...
Diệp Mộ Phàm đang lái xe ở phía trước, nhìn vào trong kính chiếu hậu lườm hắn một cái, cậu không cho đó là nhục, còn lấy đó làm vinh hạnh sao? Tôi nói thật nha, muốn lăn lộn trong cái giới này, thì cũng phải giống như tôi vậy, đem hết thảy nhìn thành mây trôi. Nếu cái rác rưởi gì cũng đều hấp thu, bất kỳ ngôn luận gì cũng đều để trong lòng, đây chẳng phải là sẽ mệt muốn chết sao? Cái tên ngốc này chính là nghĩ quá nhiều rồi, tôi cũng thấy mệt dùm cho cậu ta. Cung Húc lầu bầu. Lạc Thần nghe vậy, trên mặt thoáng qua một vệt màu ấm. Hắn biết là Cung Húc đang cố ý nói những thứ này để an ủi hắn. Bây giờ công ty đang tràn ngập nguy cơ, giải thưởng lần này quá trọng yếu. Khoảng thời gian này, áp lực của hắn quá lớn. Cung Húc nói không sai, hắn đang khẩn trương, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ khẩn trương đến thế. Hắn đã liên tục mất ngủ mấy đêm liền, vừa nghĩ tới chính mình có khả năng cô phụ kỳ vọng của Diệp ca, vừa nghĩ tới công ty phải đối mặt với nguy cơ sập tiệm, hắn liền có cảm giác không thở nổi. Tính cách của hắn hoàn toàn ngược lại với Cung Húc. Cung Húc tự xem mình làm trung tâm, sẽ không để ý đến cách nhìn của người khác, mà hắn thì ngược lại, xảy ra chuyện gì, ngay lập tức sẽ suy nghĩ chính hắn có chỗ nào làm không tốt. Mỗi một bình luận tiêu cực trên mạng, đều có thể khiến hắn khó chịu rất lâu. Khiến cho hắn khó mà chịu đựng, là sự sợ hãi. Sợ hãi bởi vì sự vô năng của mình, mà làm liên lụy người khác. Lạc Thần dùng điện thoại di động mở Weibo ra, nhìn thấy ngay cả bên dưới Weibo của mình, cũng toàn bộ đều là tiếng chửi mắng đối với Cung Húc. Thậm chí không ít lời còn nói là Cung Húc làm liên lụy hắn, nếu không với kỹ xảo của hắn, cũng có khả năng rất lớn sẽ đoạt giải. Những người đó cố ý bỏ dài lấy ngắn, chỉ xoáy vào đoạn phim Cung Húc ở tại trường học đánh nhau gây chuyện, bất cần đời tán gái, dùng cái này để không ngừng bôi đen kỹ thuật diễn xuất của Cung Húc. Lạc Thần nhìn chằm chằm những thứ bình luận kia rất lâu, mở trang cá nhân của mình lên, chậm rãi đánh một hàng chữ, sau đó công bố ra ngoài. Chương 1150, quả thật chính là chân ái. Đang lúc này, điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm ở trước mặt vang lên một thanh âm nhắc nhở. Diệp Mộ Phàm thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, Cung Húc, cậu con mẹ nó lại đăng cái gì? Không phải là đã bảo cậu trước khi buổi lễ trao giải kết thúc không cho đăng bài lên Weibo sao? Cung Húc mặt đầy vẻ vô tội, đệt, tôi không có đăng mà. Cậu không có đăng, vậy điện thoại di động của tôi làm sao lại? Diệp Mộ Phàm mở điện thoại di động ra nhìn một cái, vẻ mặt có chút kinh ngạc, quả thật không phải là Cung Húc đăng. Diệp Mộ Phàm theo bản năng hướng về vị trí Lạc Thần ngồi ở phía sau nhìn một cái, rõ ràng thật bất ngờ. Xin lỗi, là tôi đăng. Lạc Thần mở miệng. Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, ừ, thấy rồi, đăng thì đăng. Cung Húc nghe thế liền xù lông, mẹ nó. Phân biệt đối xử, bằng cái gì mà hắn đăng Weibo thì được, tôi đăng lại không được. Tôi muốn kháng nghị. Diệp Mộ Phàm, cậu kháng nghị cái rắm, biết cậu ấy đăng cái gì hay không mà kháng nghị. Cung Húc vừa nói vừa đem Weibo mở ra, tôi ngược lại muốn xem một chút, tiểu tử này đăng cái gì. Cung Húc thở phì phò, nhấn vào Weibo Lạc Thần đăng gần đây nhất. Sau khi thấy rõ Lạc Thần đăng cái gì, Cung Húc nhất thời ngây ngẩn, biểu tình dường như có chút khó tin. Weibo của Lạc Thần phi thường ngắn gọn, chỉ có 7 chữ. Cung Húc là bạn diễn tốt nhất, Weibo này của Lạc Thần mới vừa đăng không bao lâu, bình luận phía dưới liền vỡ tổ. Mẹ nó! Lạc Thần có phải là bị trộm tài khoản rồi hay không? Cái này chẳng lẽ là Cung Húc ăn trộm điện thoại di động của Lạc Thần đăng? Loại thời điểm này còn bảo vệ Cung Húc, quả thật chính là chân ái nha. Mẹ nó, Cung Húc ngơ ngác nhìn chằm chằm cái Weibo kia, thật lâu sau mới phản ứng được. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Thần một mực không hợp nhau với hắn, nhìn hắn không thuận mắt, lúc này sẽ ra mặt vì hắn. Cung Húc nhìn chằm chằm cái Weibo kia, nhìn rất lâu. Vẻ mặt phức tạp dị thường, sau một hồi lâu, Cung Húc nghiêm túc nhìn chằm chằm Lạc Thần mở miệng, Lạc Thần, nhà ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, nhà ngươi có phải là đã yêu ta rồi hay không? Có phải là đã bị nhân cách mị lực của ta chinh phục rồi hay không? Ta khuyên ngươi thừa dịp còn sớm hãy chia tay đi, chia tay sớm, bớt đau khổ, nếu như muốn làm chuyện gay mà nói, ta chỉ nhận chơi gay cùng Diệp ca ca nhà ta thôi. Tâm tình mới hơi có chút cảm động của Lạc Thần nhất thời bị thằng cha này làm cho tan thành mây khói. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Mộ Phàm, tiểu tử thúi, người nói bậy nói bạ nữa có tin ta quất chết ngươi hay không? Felix, có phải là anh muốn đánh nhau hay không? Tại sao phải quất chết tôi? Tôi cùng Diệp ca ca làm gay, cũng không có nói cùng anh làm. Anh làm sao lại đối nghịch với tôi như vậy?
Giờ phút này Cung Húc đang cùng Diệp Mộ Phạm đấu khẩu, mà không hề biết, vị trước mắt này mới thật sự là anh vợ. Mấy người đang mồm năm miệng mười mà xuống xe, Diệp Oản Oản vừa vặn đâm đầu đi tới, các cậu lại làm gì thế? Cung Húc lập tức chạy như bay đến trước mặt Diệp Oản Oản tố cáo, Diệp ca ca, tôi nói tôi muốn cùng anh chơi gay mà thôi, kết quả Felix muốn quất chết tôi. Mắc mớ gì tới anh ta chứ? Diệp Oản Oản, lúc này sắp sửa công bố kết quả, người ta đều đang dự đoán danh sách đoạt giải, kết quả cái tên này lại đang nói chuyện chơi gay. Được rồi, tư chất tâm lý tốt, cũng coi là một điểm mạnh đi. Diệp Oản Oản liếc Cung Húc một cái, sau đó hướng về phía Lạc Thần nhìn lại, Lạc Thần, qua đây. Lạc Thần lập tức đi về phía Diệp Oản Oản, Diệp ca. Diệp Oản Oản chân mày nhíu chặt nhìn Lạc Thần một cái. Sắc mặt hắn tiểu tụy đến mức ngay cả trang điểm cũng sắp không giấu được, may mắn tạo hình tăng thêm không ít, lại dưới vô số ánh đèn, cũng không dễ nhìn ra. Đứa nhỏ này, chính là tâm tư quá nặng. Diệp Oản Oản, làm hết sức mình, nghe theo ý trời. Chỉ cần cậu tận lực, cũng không cần tự trách, những thứ bình luận trên mạng kia, không cần đi quản, thực lực là phương thức tốt nhất làm cho người khác im miệng. Tôi tin tưởng cậu. Con người của Lạc Thần rụt lại một hồi, hốc mắt hơi có chút phiếm hồng, vâng, tôi biết rồi, Diệp ca. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1151, thời gian không đủ. Phía trước cách đó không xa, các đại minh tinh đang đi lên thảm đỏ, ở nơi đây các đại thần tụ tập, toàn sao là sao, lấp la lấp lánh. Hoàn cầu giải trí năm nay thu hoạch cũng rất phong phú, phim và nghệ sĩ dưới cờ lần lượt đều được đề cử vào vòng trong giải thưởng Kim Lan ở các hạng mục phim điện ảnh xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, v.v. gần như đầy đủ các hạng mục. Một trong những nghệ sĩ thủ hạ của Thái Dũng Thắng còn được đề cử người mới xuất sắc nhất. Giải thưởng Kim Lan năm ngoái có chút đặc thù, đất diễn dành cho người mới không nhiều, còn có mấy bộ bởi vì đề tài nhạy cảm nên bị cấm chiếu ở trong nước, vì thế cho nên giải người mới xuất sắc nhất cơ hồ không có tính cạnh tranh, những người phù hợp với yêu cầu đều được vào vòng trong. Nhưng năm nay thì lại khác, tất cả các hạng mục giải thưởng lớn đều cạnh tranh kịch liệt, cho nên vào vòng trong cũng không hề dễ dàng. Diệp Oản Oản trước đã có tìm hiểu sơ qua. Thủ hạ mới này của Thái Dũng Thắng là do Trử Hồng Quang lựa trong một nhóm người mới trường phái thực lực, được hoàn cầu bồi dưỡng, điều tới cho hắn. Lại trang bị thêm đỉnh cấp tài nguyên, bỏ một lượng vốn rất lớn. Thái Dũng Thắng dẫn theo nghệ sĩ nhà mình, có thể nói là hăm hở, thời điểm nhìn thấy đám người Diệp Oản Oản, nhất thời mặt đầy vẻ giễu cợt, ai nha, đây không phải là người đại diện Diệp, Diệp Bạch sao? Nghe nói nghệ sĩ công ty các ngươi cũng vào vòng trong rồi, thật là đáng chúc mừng. Trên mặt mấy tên nghệ sĩ hoàn cầu bên cạnh đều là nụ cười quỷ dị, được đề danh làm nền xuất sắc nhất đó nha. Xì, nếu không phải là do nghệ sĩ của Hồng Liên chơi ma túy dẫn đến bộ phim này bị cấm, nơi nào đến phiên bọn họ. Thật là ăn may. Hồng Liên trong miệng bọn họ nói cũng là một trong những phim hot, là ứng cử viên cho giải nam chính xuất sắc nhất. Nhưng trước đó bởi vì một người nghệ sĩ trong phim chơi ma túy bị bắt, làm liên lụy toàn bộ phim đều bị cấm chiếu. Khiến cho tất cả mọi người trong giới đều cảm thấy sinh tử một đường là gặp vận may, bất ngờ được đi vào vòng trong. Thái Dũng Thắng cười như không cười hướng về Cung Húc và Lạc Thần nhìn lại, cố ý mở miệng nói với một nữ nghệ sĩ bên cạnh, hai, người tuổi trẻ, vẫn là quá ngây thơ rồi. Hiện tại bị thua thiệt, sợ là đã thấy hối hận rồi. Bất quá sao, đã quá muộn, tôi đã cho bọn họ cơ hội, chỉ tiếc bọn họ không biết quý trọng. Hiện tại sao, muốn quay trở về. Liền ngoan ngoãn rửa đít cho thật sạch rồi xếp hàng chờ lên giường đi thôi. Nói xong Dương Dương đắc ý đi về phía thảm đỏ. Thanh âm của Thái Dũng Thắng không lớn, nhưng đủ để đám người Diệp Oản Oản nghe được. Cung Húc sắn tay áo lên tức giận mắng, điên cuồng oanh tạc, đập nhiều tài nguyên như vậy mới đào ra được một đề danh cho người mới xuất sắc nhất, hắn đắc ý cái giám à. Nếu Diệp ca ca của tôi có loại tài nguyên này, cũng đã đủ để nhận thầu toàn bộ giải thưởng Kim Lan rồi. Diệp Oản Oản kéo tay áo xuống. Cung Húc, sau khi người hoàn cầu bên này đi xong, theo sát chính là Hoàng Thiên Giải Trí. Lần này hơn phân nửa các giải thưởng lớn được vào vòng trong đều có tên của Hoàng Thiên Giải Trí, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất, mấy giải thưởng lớn nhất, có sức nặng nhất, tất cả đều có nghệ sĩ của công ty được đề danh. Có thể nói Hoàng Thiên là người thắng lớn nhất lần này. Mỗi khi có những minh tinh sáng giá đi qua thảm đỏ, ở hội trường đều là tiếng hú hét hoan hô kịch liệt vang lên.
áp trục cuối cùng là tiểu sinh nổi tiếng nhất dưới cờ Diệp Y Y, Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết mặc dù bản thân không được đề danh, nhưng bộ phim hắn diễn cũng được đề cử cho 7, 8 giải thưởng lớn, doanh thu phòng vé hàng năm chiếm vị thứ nhất, danh tiếng cực thịnh. Giới giải trí chính là như vậy, có thể thực lực của chính bạn không phải là mạnh nhất, nhưng có đại thụ chống lưng, lại mượn gió đông, sẽ có thể bay thẳng lên tận mây xanh. Y Y tiểu thư, mọi người đều biết, lần này đề danh của Hoàng Thiên giải trí mọc lên như nấm, được vào vòng trong của vô số giải thưởng, không hổ là long đầu lão đại của giới giải trí chúng ta. Trên đài, người MC thao thao bất tuyệt đủ loại ủng hộ đối với Hoàng Thiên giải trí, chiếm dụng thời gian dài. Lúc này, một tên nhân viên đột nhiên vội vã đi tới trước mặt Diệp Mộ Phàm, mở miệng nói, thời gian không đủ, chờ lát nữa người của các cậu cùng nhau tiến lên đi thôi. Chương 1152, quả thật là yêu nghiệt. Diệp Mộ Phàm nhất thời nhíu chặt chân mày, cái gì? Loại vấn đề này tại sao không cân đối tốt ngay từ đầu? Người ta đại đa số đều là một người hoặc là hai người cùng đi lên thảm đỏ, sẽ có được nhiều thời gian xuất hiện trước công chúng hơn. Hiện tại lại có thể bởi vì không đủ thời gian, liền để cho nguyên đám bọn họ đồng loạt đi lên. Diệp Mộ Phàm đè nén tức giận, cùng trao đổi với người kia, chuyện này cũng không phù hợp quy định. Tên nhân viên không nhịn được mở miệng nói, kế hoạch có thay đổi bất ngờ, và lại người đi sau cũng không có mấy ai chú ý, cũng không có gì quá quan trọng. Hiện tại trừ lại cho các cậu thời gian 2 phút, nhiều nhất chia làm 2 lượt phải đi hết. Nếu các cậu không muốn đi, vậy cũng có thể không đi, phía sau còn rất nhiều người chờ đấy. Cảm phiền xin đừng làm trễ nãi tiến độ. Tên nhân viên nọ nói xong liền quay người bỏ đi. Diệp Mộ Phàm tức muốn chết. Rõ ràng là vì nghệ sĩ của Hoàng Thiên giải trí chiếm dụng quá nhiều thời gian, mới khiến cho thời gian của bọn họ không đủ, nhưng bây giờ lại nói là bọn họ làm trễ nãi tiến độ. Thấy Diệp Mộ Phàm mặt đầy lửa giận quay trở lại, Diệp Oản Oản nhìn hắn một cái, thời gian không đủ. Diệp Mộ Phàm thần sắc hơi nhướng lên, sao cậu biết? Diệp Oản Oản đưa mắt đảo qua hai MC đang tự sướng và trò chuyện trên khán đài cùng Diệp Y Y và Lăng Thiếu Chiết. Hoàng Thiên giải trí chiếm dụng nhiều thời gian như vậy. Nhất định là muốn chèn ép những người phía sau, khiến họ không có đủ thời gian. Đơn vị tổ chức không dám đắc tội với công ty lớn, cũng sẽ không cắt xén thời gian của những đơn vị có cơ hội lớn đoạt giải thưởng, vậy thì bị chèn ép cũng chỉ có thể là các công ty nhỏ như bọn họ. Cá lớn nuốt cá bé, giới giải trí vốn chính là như thế. Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng, chia làm đôi mà đi, để cho Lưu Thanh và Tử San đi trước, còn lại mấy người chúng ta cùng đi. Cung Húc, Lạc Thần và Hàn Thiên Vũ đều gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Sau khi nghệ sĩ của Hoàng Thiên giải trí đi qua, phía sau đều là một vài công ty nhỏ cùng nghệ sĩ không có danh tiếng. Các nhiếp ảnh gia và phóng viên đông nghịt hai bên, ngay cả nhấn nút chụp ảnh cũng lười nhấn. Rất nhanh, Lưu Thanh và Lâm Tử San nhanh chóng thông qua thảm đỏ, ký tên xong liền trực tiếp vào sân, các MC nhanh chóng chốt hạ thật vắn tắt phân đoạn này. Phía sau đều là những minh tinh không mấy trọng yếu. Hai người MC một nam một nữ vừa tán gẫu, vừa cảm thấy chán đến chết mà chờ người phía sau đi hết. Đúng lúc này, người ở hai bên thảm đỏ đột nhiên bật thốt lên một trận hò reo. Hai người MC theo bản năng ngẩng đầu lên, chợt liền ngơ ngẩn đứng đó há hốc mồm. Đó là Hàn Thiên Vũ, còn có Cung Húc, Lạc Thần, và hai người khác tương đối lạ mắt, nhưng hình tượng lại hoàn toàn không thua gì ba người này. Chỉ thấy ống kính thảm đỏ đều chĩa về 5 người nam nhân với 5 khí chất khác nhau, ung dung tự tại, bình thản bước trên thảm đỏ. 5 người tùy tiện rút ra bất kỳ người nào đều có giá trị nhan sắc siêu hot, chứ đừng nói là 5 người đồng thời xuất hiện. Vẻ đẹp này đánh vào thị giác, khiến cho người ta không cách nào rời mắt khỏi. Đôi mắt toàn bộ khán giả ở đây nhất thời đều sáng lấp la lấp lánh. Các nhiếp ảnh gia ở một bên đã không nhịn được mở miệng bàn tán, miệng nó. Nếu như là bàn về giá trị nhan sắc, tối nay thật đúng là không có nghệ sĩ của công ty nào có thể cùng với nhóm này so sánh. Hàn Thiên Vũ và Cung Húc cũng không cần nói, Lạc Thần một năm này thay đổi cũng thật là lớn. Trước còn có chút ngây ngô đấy, nhưng khí chàng lúc này làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Tôi cảm thấy khí chàng mạnh nhất là hẳn là cái người đi chính giữa. Quả thật là yêu nghiệt nha, người đó thật giống như người đại diện của Lạc Thần và Cung Húc. Miệng nó! Một người đại diện cũng có giá trị nhan sắc cao đến vậy sao? Đâu chỉ vậy, một người khác là ông chủ của công ty bọn họ, giá trị nhan sắc cũng quá bùng cháy rồi. Bất quá, tối nay lại là buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan, dáng dấp đẹp trai thì có ích lợi gì sao?
giới giải trí nhiều tiểu thịt tươi lắm, có được mấy người có thực lực. Biết là vậy, nhưng bất quá, giá trị nhan sắc của công ty này thật sự quá cao rồi. Chương 1153, cần thuốc tốt để trừ bệnh. Các nhiếp ảnh ra theo bản năng mà rối rít nhấn đèn flash, âm thầm than thở. Với trực giác nhạy bén của bọn họ mà nói, ảnh chụp nhóm người này nếu như thả ra, nhất định sẽ rất hot. Chỉ tiếc bọn họ sẽ không lãng phí cuộn phim và trang bìa cho những người không mấy quan trọng. Trong giới đều là kẻ tinh danh, ai cũng biết, sau giải thưởng Kim Lan, công ty nhỏ này của Diệp Mộ Phàm có thể tiếp tục mở hay không, còn chưa biết được. Mấy người MC hiển nhiên cũng đều được Diệp Thiệu An đút lót qua, sẽ không cho bọn họ cơ hội nổi tiếng. Nữ MC cố nén dục vọng muốn trò chuyện, trơ mắt nhìn lấy năm vị cực phẩm soái ca từng bước một đi vào hậu trường, mỗi một người đi qua đều như muốn đánh cắp trái tim và linh hồn của nàng mang đi. Chờ sau khi toàn bộ năm người đều đi vào, nữ MC đã hoàn toàn là bộ dáng thất hồn lạc phách, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như muốn bị mấy soái ca này bắt cóc mang đi. Ngay cả nam MC cũng rướn cổ nhìn vào bên trong, hạ thấp giọng mở miệng, ta phi. Mắt chó của ta đều thiếu chút nữa bị trọt cho mù rồi. Đám người Diệp Oản Oản rất nhanh liền thông qua thảm đỏ. Thời điểm đi vào, điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm đột nhiên vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Mộ Phàm khẽ biến sắc mặt, các cậu đi vào trước, tôi đi nhận điện thoại. Sau khi nhận điện thoại xong, Diệp Mộ Phàm đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt là nét âm trầm xưa nay chưa từng có. Trước đó hắn thật vất vả mới thương thảo thành công. Đem về một cơ hội quảng bá, là một game show ngoài trời được đài truyền hình vệ tinh Đế Đô mới tổ chức gần đây. Bởi vì là tiết mục mới thử nghiệm, nên xin lên sóng hẳn là tương đối dễ dàng. Trước đây hắn dày mặt năn nỉ nhà sản xuất, lại chấp nhận bị đè ép thù lao và một số điều kiện khác, cuối cùng mới được thông qua. Nhưng bây giờ, ngày mới vừa rồi, người phụ trách tổ ekip chương trình gọi điện thoại tới, đột nhiên dở quẻ, nói cái gì mà Lạc Thần và Cung Húc không phù hợp với phong cách chương trình bọn họ. Tạm thời muốn đổi người chơi khác. Diệp Mộ Phàm khẽ nguyền rủa một tiếng, cầm điện thoại đưa cho Diêu Giai Văn, "Giai Văn, giúp tôi tra một chút, Nhiệt Huyết Đại Mạo Hiểm cuối cùng ký hợp đồng với người nào?" Rất nhanh, Diêu Giai Văn trả điện thoại lại cho hắn, "Diệp tổng, trước mắt bọn họ ký với Triệu Thừa Trạch, Mạnh Lị Lị, Thôi Minh Khiêm, Hình Hoa, còn có Lăng Thiếu Chiết." "Lăng Thiếu Chiết? Quả nhiên lại là Hoàng Thiên Giải Trí. Xem ra Diệp Thiệu An là muốn đập chết hắn." Chặt đứt hết thảy đường lui. Trừ Lăng Thiếu Chiết ra, còn có một người sau đó đi thay thế vị trí của bọn họ, là nghệ sĩ mới, thủ hạ của Thái Dũng Thắng ở Quang Diệu Truyền Thông. Hắn ta là người được đề danh cho vị trí nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Thôi Minh Khiêm. Tình cảnh bọn họ bây giờ, là hai mặt thụ địch, hai mặt giáp công. Diệp Mộ Phàm điều chỉnh xong tâm tình, về lại chỗ ngồi. Hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm, chính là chờ kết quả. Đoàn người ngồi ở đây, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng dị thường. Ngay cả Cung Húc cũng ủ ra ủ rũ như gặp phải rét tháng 3, Lạc Thần, thần thần. Tiểu thần thần, tôi cảm thấy thật khó chịu. Lạc Thần ngồi bên cạnh Cung Húc, vốn là không có tâm tư phản ứng lại với hắn, nhưng thấy sắc mặt của hắn thực sự có vẻ không được tốt lắm, vẫn chọn mở miệng hỏi một câu, sao vậy? Thân thể không thoải mái. Cung Húc tựa vào trên vai hắn, thoi thóp gật đầu, ừ. Lạc Thần, tôi giúp cậu nói với Diệp ca. Cung Húc, cậu giúp tôi nói với Diệp ca ca một chút, bảo anh ấy mặc váy cho tôi xem nha, người ta cần có thuốc tốt để trừ bệnh. Lạc Thần. Lạc Thần không chút lưu tình, đem Cung Húc đẩy ra. Cái tên này, không có lấy nổi một phút đàng hoàng. Bất quá, bị Cung Húc làm trò hề như vậy, tâm tình khẩn trương của hắn thoáng hòa hoãn lại mấy phần. Vào lúc này buổi lễ trao giải còn chưa bắt đầu. Mọi người đều còn đang bàn chuyện phiếm hoặc lướt điện thoại di động. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị cùng Cung Húc và Lạc Thần giao phó một số điểm cần chú ý, điện thoại di động đột nhiên rung lên. Chương 1154, làm sao lại ôn nhu như thế? Là Giang Yên Nhiên gọi tới. Nhìn thấy tên người gọi đến, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi ấm lại, nhìn về phía Giang Yên Nhiên đang ngồi phía trước cười một cái, ngay sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi, alo. Một bên Cung Húc vừa nghe đến tiếng, alo, này, nhất thời lỗ tai đều dựng lên, có mở ám. Kỳ quái, tiếng alo này của Diệp ca ca làm sao lại ôn nhu như thế? Lạc Thần. Lạc Thần tỏ vẻ không muốn cùng hắn nói chuyện. Một tiếng, alo, thông thường mà thôi, nơi nào kỳ quái? Giờ phút này,
Giang Yên Nhiên đang cẩn thận nghiêng đầu nhìn về phía sau, vừa nghe được âm thanh thuộc về Diệp Bạch ở đầu kia điện thoại di động, nhất thời ngữ khí cũng đều kích động lên mấy phần. Oản Oản. Oản Oản, cậu đã tới chưa vậy? Làm sao mình lại không thấy cậu? Diệp Oản Oản, đến rồi, ở phía sau lưng cậu mấy hàng, mình nhìn thấy cậu rồi. Có thật không? Quá tốt rồi. Giang Yên Nhiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Diệp Oản Oản, ừ, mình ở đây, chớ khẩn trương. Giang Yên Nhiên, ưm. Diệp Oản Oản nói với Giang Yên Nhiên một hồi, ngay sau đó cúp điện thoại. Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, trong nháy mắt đối mặt với cái mặt chành bành của Cung Húc cơ hồ muốn áp sát vào trên điện thoại di động của nàng. Diệp Oản Oản sắc mặt tối sầm lại. Cung Húc nhất thời dương mắt nhìn nàng chằm chằm, Diệp ca ca, anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? Sao lại ôn nhu như thế? Diệp Oản Oản, không ai cả, một người bạn. Cung Húc, bạn. Kỳ quái, giác quan thứ 6 của hắn xảy ra vấn đề rồi sao? Hắn làm sao luôn cảm thấy Diệp ca ca đang lén lút bên ngoài nuôi thêm một em chó khác ngoài hắn? Kính thưa quý vị quan khách, hoan nghênh mọi người đã đến với buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan tối hôm nay. Trên đài, nương theo tiếng nhạc hoành tráng vang lên, người MC tuyên bố, buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan năm nay, chính thức bắt đầu. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía khán đài. Sau khi diễn văn khai mạc và tiết mục biểu diễn mở màn kết thúc, bữa tiệc lớn của giới giải trí mọi người chờ đợi đã lâu, rốt cuộc đã bắt đầu vén lên bức màn che đầy bí mật. Trước tiên là những giải nhỏ như hiệu ứng đặc biệt tốt nhất, thiết kế tạo hình tốt nhất, chỉ đạo võ thuật tốt nhất, v.v. Sau mười mấy phút, đã tới giải thưởng hấp dẫn đầu tiên, giải người mới xuất sắc nhất của giải Kim Lan. Trên đài, các vị khách quý được mời lên công bố giải thưởng tương đối hoạt bát, sau khi vòng vo nửa ngày trời, rốt cuộc mới công bố người đạt được giải thưởng người mới xuất sắc nhất của giải Kim Lan, người đoạt được chính là ngôi sao sáng chói mới nổi năm nay của Quang Diệu Truyền Thông. Thôi Minh Khiêm, xin chúc mừng. Theo tiếng nói của vị khách mời công bố người đoạt giải, toàn trường nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, rối rít gửi đến lời chúc mừng. Thôi Minh Khiêm nước mắt rơi vãi tại chỗ, ôm ấp đại diện Thái Dũng Thắng và các thành viên đoàn làm phim bên cạnh, vẻ mặt kích động không thôi. Ở vị trí khách quý hàng đầu tiên, Trừ Hồng Quang gật đầu một cái, lộ rõ ra vẻ mặt hài lòng. Những tư nguyên này tất cả đều là hắn đập vào, gần như là làm chuyện lỗ vốn giúp Thái Dũng Thắng đập ra một tên Thôi Minh Khiêm. Sau khi Diệp Bạch rời đi, đủ loại lời đồn nổi lên bốn phía, nói hắn dung túng cho thân thích nhà mình chèn ép Diệp Bạch rời đi, làm cho tình hình của Quang Diệu trở nên trùng xuống. Hắn làm sao có thể để cho mặt mũi của mình bị người ta để dưới đất dẫm đạp. Cho nên, cho dù biết Thái Dũng Thắng là một bao cỏ, hắn cũng nhất định phải đem hắn ta bơm lên. Sự thật cũng chứng minh là hắn đúng, lăn lộn trong cái ngành này, chỉ có năng lực tài hoa thôi thì chưa đủ. Diệp Bạch rời khỏi Hoàn Cầu thì thôi đi, lại còn lừa gạt Lạc Thần và Cung Húc lấy đi mất, coi như là lời cảnh cáo tốt nhất đối với các cao tầng của Hoàn Cầu. Thái Dũng Thắng nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình lĩnh giải xuống, mặt đầy vẻ hăm hở, như có như không hướng về phương hướng của đám người Diệp Oản Oản nhìn lấy. Chương 1155, trong lòng có dự tính. Mà tổ ekip chương trình rõ ràng cũng là sợ thiên hạ không loạn, cố ý để cho nhiếp ảnh ra đem ống kính nhắm ngay vào Diệp Oản Oản, tựa hồ như muốn xem biểu hiện thất thố của Diệp Bạch. Chỉ tiếc, vẻ phong khinh vân đạm lười biếng trên mặt của Diệp Oản Oản từ đầu tới cuối đều chưa từng thay đổi, thậm chí thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía ống kính phía trước đang một mực khóa chặt nàng không buông, nhàn nhạt cười một tiếng. Một nụ cười kia hiện ra ở trên màn hình lớn của hội trường, cơ hồ có thể nghe được âm thanh của mọi người hít lấy một hơi khí lạnh. Thật, thật là đẹp trai mà, có nữ nghệ sĩ hạ thấp giọng mở miệng. Đó chính là Diệp Bạch, gương mặt này, lại đi làm kinh tế, thật là đáng tiếc. Thái Dũng Thắng nhìn bộ dáng, ra vẻ, bình tĩnh của Diệp Bạch trên màn ảnh, âm thầm cười lạnh không thôi. Đã chết đến nơi rồi còn làm bộ làm tịch. Tiểu tử thúi, chờ đến khi mày rơi vào tuyệt lộ. Còn không phải sẽ ngoan ngoãn quay trở lại quỳ xuống cầu xin tao ban cho miếng cơm hay sao? Buổi lễ trao giải lại được tiếp tục. Tiếp đến giải thưởng trọng yếu chính là nam phụ, nữ phụ xuất sắc nhất. Liên tiếp hai giải thưởng lớn hấp dẫn này, tất cả đều rơi vào tay của Hoàn Cầu Giải Trí. Tiếp đó, Hoàn Cầu Giải Trí vừa vặn giành được quay phim xuất sắc nhất và nhạc phim xuất sắc nhất hai cái giải thưởng lớn. Tình thế khởi đầu vô cùng thuận lợi, toàn bộ quá trình, Trừ Hồng Quang đều là vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên là vô cùng hài lòng. Mà Hoàng Thiên Giải Trí bên kia, Diệp Y Y ngược lại vẫn bình chân như vậy,
tỏ vẻ trong lòng đã có dự tính. Dù sao giải thưởng lớn chân chính vẫn còn chưa bắt đầu. Đúng lúc này, trên khán đài, người MC công bố biên kịch xuất sắc nhất. Giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất, người đoạt giải là Vinh Quân Vĩ. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm, rối rít hướng về phía Vinh Quân Vĩ và đoàn làm phim chúc mừng. Trên màn ảnh lớn, ống kính cũng hoán đổi đến vị trí trên người của Diệp Y Y và Lăng Thiếu Chiết. Vinh Quân Vĩ là kim bài biên kịch, tác phẩm thành danh năm đó mùa hè năm ấy nổi tiếng khắp toàn quốc. Lần này Diệp Y Y lại còn thông qua quan hệ của Cố Việt Trạch mới có thể mời được ông ta xuất sơn. Có nhà biên kịch lão làng như vậy chống lưng, Lăng Thiếu Chiết chính là muốn không đỏ cũng không được. Trước đây không lâu, Hoàng Thiên mới vừa bởi vì vấn đề kịch bản và biên kịch mà nảy sinh tranh chấp, bị người châm chọc, lại có thể thu được giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất. Rất hiển nhiên Hoàng Thiên là muốn thông qua giải thưởng Kim Lan để tẩy trắng, mà bọn họ cũng quả thật rất thành công. Nhìn thấy mùa hè năm ấy đoạt giải, tâm tình đám người Lưu Thanh bọn họ bên này đều có chút nặng nề. Cung Húc không nhịn được khinh bỉ, giải thưởng kịch bản mà thôi, có cái gì hay ho đâu. Lăng Thiếu Chiết ngay cả đề danh vậy mà cũng không đạt được. Nhưng Diệp Oản Oản lại hiểu rất rõ, Lăng Thiếu Chiết chính mình không cần bất kỳ giải thưởng nào, chỉ cần ăn theo mùa hè năm ấy để phất lên cũng đã đủ. Giải thưởng Kim Lan lần này, người đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, chính là Lạc Thần Truyện, đạo diễn Đảm Tử An. Đạo diễn Đảm, chúc mừng. Kế đó, một bộ phim khác của Hoàng Thiên, Lạc Thần Truyện lại thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất. Lạc Thần Truyện chính là phim lớn Hoàng Thiên dùng để chạy nước rút lần này, đồng thời được đề danh phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nhiều hạng mục giải thưởng khác. Diễn viên nam chính Bùi Hằng cũng được đề cử nam chính xuất sắc nhất. Trên khán đài là tiết mục văn nghệ biểu diễn, nghỉ giải lao trong chốc lát, quá trình công bố kết quả lại tiếp tục. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm đã khó coi đến cực điểm, tiếp theo là giải thưởng phim hay nhất. Trên khán đài, khách quý được mời công bố giải, đạt được giải phim điện ảnh xuất sắc nhất là bộ phim Lạc Thần. Lại là Lạc Thần. Nghe được tên phim, trái tim Diệp Mộ Phàm nhất thời chìm đến đáy cốc. Người mới xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất là năm giải thưởng quan trọng nhất. Hiện tại, Hoàn Cầu Giải Trí đã lấy được một giải, người mới xuất sắc nhất, Hoàng Thiên Giải Trí đã lấy được hai cái, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất. Chương 1156, người ta cũng thiếu thốn nha. Thông qua hai bộ phim mùa hè năm ấy và Lạc Thần Truyện, danh tiếng Hoàng Thiên và doanh số phòng vé cũng được kéo lên đến đỉnh phong, có thể nói là thu được toàn thắng. Chỉ còn lại nam chính và nữ chính xuất sắc nhất thôi. Ngữ khí Diệp Mộ Phàm ngưng trọng lẩm bẩm. Mắt thấy kế tiếp liền sắp sửa công bố giải thưởng nam chính xuất sắc nhất, ngay cả Cung Húc cũng đều hiếm thấy thu liễm lại thần sắc không đếm xỉa, nhìn về phía màn ảnh lớn. Dưới đài nhất thời trở nên kích động xôn xao, nguyên bản mọi người vốn đang buồn ngủ vì quy trình buổi lễ dài dòng, nhất thời đều trở nên thanh tỉnh lại, xì xào bàn tán nhìn hướng về phía khán đài. Tiếp theo chúng tôi sẽ công bố, giải thưởng nam chính xuất sắc nhất được nhiều người mong đợi bấy lâu. Ảnh đế lần này rốt cuộc sẽ rơi vào tay nhà nào đây? Mọi người, mời nhìn lên màn ảnh lớn. Lần này những phim được vào vòng trong có Lạc Thần Truyện. Trên khán đài đài, người MC đã bắt đầu giới thiệu 5 bộ phim được vào vòng trong. Thời điểm giới thiệu đến bộ phim cuối cùng, Sinh Tử Một Đường, tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn về phía hai người Lạc Thần và Cung Húc, sắc mặt tràn đầy vẻ bát quái. Chậc chậc, xem ra có trò hay để nhìn. Cũng không phải sao, Cung Húc trước đây đã tuyên bố công khai, nếu như không lấy được giải ảnh đế, liền livestream trực tiếp ăn cứt. Còn kéo theo cả Lạc Thần cùng ăn, hắn thật là mạnh miệng nha. Ngươi cũng không nhìn một chút xem là ai, có cái gì mà Cung Húc không dám nói. Bất quá, Cung Húc lại có thể vào được vòng trong, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Đơn vị tổ chức cũng muốn có lượng xem đông đảo, muốn có nhân khí cao. Chỉ là đề danh một đôi nam chính hài hước để câu view mà thôi, đâu phải là lần thứ nhất chơi chiêu này. Thêm nữa, Hồng Liên lại vừa vặn bị cấm, nếu không bọn họ làm gì có cửa. Những bộ phim khác, tùy tiện một bộ nào cũng đều có thể nghiền nát bọn họ, hai người này thuần túy là đến để làm nền mà thôi. Phân cảnh bộ phim được lấy ra chính là cảnh lúc Tiết Thiếu Dương sắp chết, Lạc Thần ôm lấy hắn đầy buồn đau. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nước mắt từ trên khuôn mặt tràn đầy vết máu của thanh niên khẽ rơi, trong nháy mắt đem người ta dẫn vào một loại tâm tình đau đớn nặng nề đến không nói nên lời. Lạc Thần không nhúc nhích,
nhìn chằm chằm vào những hình ảnh được chiếu trên màn ảnh lớn, trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Cung Húc lầu bầu than phiền, quá đáng lắm luôn á. Lại đưa lên hình ảnh người ta ngỏm củ tỏi, thật không hên. Cung Húc nói xong, dương mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản bên cạnh, Diệp ca ca. Diệp Oản Oản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp mở miệng, muốn bảo tôi mặc, cũng có thể, lấy ảnh đế đã. Cung Húc, quả thật là tuyệt tình. Cạnh tranh giải ảnh đế lần này vô cùng kịch liệt, có hắc mã vô cùng bất ngờ Hàn Dật, có nam chính Kinh Vạn Thanh của Thích Khách được đầu tư lên đến 200 triệu, có diễn viên Quý Văn Tĩnh phái thực lực liên tục 3 lần được đề danh, còn có Bùi Hằng trước đây đã từng thu được 2 lần giải thưởng nam chính xuất sắc nhất, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Thiên Vương phái thực lực, cuối cùng là Lạc Thần và Cung Húc trong Sinh Tử Một Đường đồng thời được đề danh. Người MC đầy nhiệt tình, không khí náo nhiệt và khẩn trương bao phủ khắp toàn bộ hội trường. Diệp Oản Oản không yên tâm hướng về Lạc Thần nhìn một cái. Lạc Thần tỏ vẻ chính mình không có việc gì, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Cung Húc thấy Diệp Oản Oản giao lưu ánh mắt cùng Lạc Thần, làm bộ đáng thương ngồi ở đó lẩm bẩm, Diệp ca ca, người ta cũng thiếu thốn nha. Diệp Oản Oản lườm hắn một cái, vốn định không để ý hắn. Nhưng khi ánh mắt đảo qua, không biết phát hiện cái gì, bỗng sửng sốt một chút. Cung Húc cái tên này lúc trước lúc nào mà chẳng lắc qua lắc lại, mông không mọc nổi ra non, vào lúc này lại ngồi yên cứng ngắc ở chỗ đó. Diệp Oản Oản đưa tay ra, ung dung thản nhiên đặt lên bả vai của Cung Húc, vỗ nhẹ nhẹ một cái. Chương 1157, đặc biệt có cảm giác an toàn. Trong lúc vô tình đụng phải gáy Cung Húc, Diệp Oản Oản ngoài ý muốn phát hiện, những chỗ tay nàng chạm được, đều đã ướt đẫm mồ hôi. Cái tên này lại có thể thật sự khẩn trương. Cung Húc chỉ cảm thấy một bàn tay mềm mại đặt lên bả vai của mình, cực kỳ êm ái vỗ một cái. Hắn bỗng cảm thấy mình như một con chó nhỏ bị lạc đường, được chủ nhân tìm lại, cột cho một sợi dây dắt đi. Đặc biệt, có cảm giác an toàn. Mà cảm xúc khi ngón tay mềm mại kia xẹt qua cái gáy đã ướt đẫm mồ hôi của hắn, chẳng biết tại sao, lại làm cho nhịp tim của hắn chợt đánh rơi mấy nhịp, ngay cả khẩn trương cũng đều quên. Danh sách người đạt giải ảnh đế sắp được công bố, máy thu hình nhảy chuyển, lướt qua khuôn mặt của các ứng cử viên, đồng thời cho các cao tầng của công ty chủ quản một vài phân cảnh. Ống kính tập trung nhiều nhất vào Bùi Hằng cùng Diệp Y Y, tựa như đang ám chỉ cái gì. Tốt rồi, không nói nhiều nữa, tiếp theo, xin mời vị khách danh dự của chúng ta, Tôn Đông Vũ đạo diễn Tôn lên thay chúng tôi công bố người đạt được giải ảnh đế của năm nay. Xin mời. Rốt cuộc, đã đến thời khắc công bố giải thưởng. Khách quý được mời lên trao giải Tôn Đông Vũ nhận lấy phong thư kết quả trong tay MC, chậm rãi mở miệng, chào buổi tối, rất vinh hạnh được mời tới tuyên bố giải thưởng này. Tại hội trường, lòng của mọi người đều đã thót lên tới cổ họng. Trên màn ảnh lớn, khuôn mặt các ứng cử viên mặc dù nhìn như đang cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng biểu cảm rõ ràng đều đang mang theo vẻ nôn nao. Tôi cảm thấy là Quý Văn Tĩnh, hoàn cầu Quý Văn Tĩnh là phái thực lực tuyệt đối, được đề cử 3 lần rồi. Lần này thế nào cũng nhất định sẽ đến phiên cậu ta đăng quang chứ. Hắc mã Hàn Dật đó cũng có khả năng đem lại bất ngờ. Này, các cậu đừng đoán nữa, không nghi ngờ chút nào, nhất định là Bùi Hằng đấy. Cậu ấy vốn là đã thoái ẩn rồi, Hoàng Thiên Giải Trí tốn hơn 100 triệu đem Bùi Hằng mời xuống núi, không phải là vì giải thưởng này sao? Đây chính là kết quả chắc như đinh đóng cột. Độ khả thi của Bùi Hằng quả thật là lớn nhất. Lạc Thần chuyện trước vừa giành được đạo diễn xuất sắc nhất và phim điện ảnh xuất sắc nhất. Hai giải thưởng lớn này chính là kim chỉ nam cho giải ảnh đế và ảnh hậu đấy. Bùi Hằng lấy ảnh đế có lẽ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Dưới đài, nhà sản xuất phim bên cạnh Diệp Y Y trong lòng có dự tính mà mở miệng nói, Y Y tiểu thư, cô yên tâm đi, Lạc Thần chuyện đồng thời đã lấy được đạo diễn xuất sắc nhất và giải phim hay nhất, đoạt lấy ảnh đế đã là chuyện tất yếu. Tôi đã chuẩn bị xong tiệc ăn mừng. Diệp Y Y dưới ánh mắt hâm mộ và sùng kính ở tại hội trường, duy trì thần sắc lãnh đạm bình tĩnh như thường, khẽ vuốt cằm, khổ cực cho ngài rồi, chế tác phim tiết. Trên khán đài, Tôn Đông Vũ và MC kẻ tung người hứng cả nửa ngày trời, rốt cuộc từ từ mở phong thư ra. Tiếng bàn luận xôn xao tại hội trường trong nháy mắt biến mất, cây kim rơi cũng nghe được. Tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào trên người của Tôn Đông Vũ. Tôn Đông Vũ, giải thưởng Kim Lan lần này. Diệp Y Y vẫn duy trì thần sắc lãnh đạm, trong khi đó hai tay Diệp Mộ Phàm lại nắm chặt thành quyền, hai mắt không dám nháy một cái. Lạc Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Tôn Đông Vũ, người đoạt giải nhân vật nam chính xuất sắc nhất chính là Lạc. Trong nháy mắt khi Tôn Đông Vũ phun ra một chữ, Lạc, tất cả mọi người đều nhìn về phía của Bùi Hằng như đúng rồi. Nha, quả nhiên là Lạc thần chuyện mà. Thần sắc của Diệp Y Y cũng thả lỏng đi rất nhiều. Bên cạnh, nhà sản xuất phim Tiết vẻ mặt tươi cười chuẩn bị ôm ấp lấy Bùi Hằng. Nhưng mà, trong nháy mắt này, âm thanh Tôn Đông Vũ lại nổ vang bên tai tất cả mọi người, Lạc thần. Trong nháy mắt khi nghe được cái tên này, hội trường yên lặng quỷ dị một giây. Cái gì? Mới vừa rồi Tôn Đông Vũ nói cái gì? Chương 1158, không để cho anh thất vọng. Không phải là, Lạc thần chuyện, sao? Làm sao lại thành Lạc thần? Sắc mặt chế tác phim Tiết bỗng nhiên cứng đơ, đôi tay đưa ra định ôm Bùi Hằng cũng lúng túng khựng lại giữa không trung, Diệp Y Y càng là thiếu chút nữa trực tiếp đứng lên. Toàn trường một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bọn họ nghe lầm? Không chỉ là những người khác, Lạc thần phía bên mình cũng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra. Tựa hồ là phát hiện cái tên này dễ gây hiểu lầm, nữ MC một lần nữa thân thiết hỗ trợ khách mời, mở miệng nói, người đoạt được giải thưởng lớn ảnh đế của năm nay chính là người đóng vai Thẩm Nhạc trong Sinh Tử Một Đường, diễn viên Lạc thần. Chúc mừng cậu, Lạc thần. Lời nói của người nữ MC này quả thật là như một giọt nước lạnh bắn vào trong chảo dầu. Diệp Mộ Phàm, soạt, một cái kích động đứng lên, một tay đem Lạc thần ôm chầm lấy, dùng sức ôm một cái, chớ ngẩn ra đó. Lạc thần, là cậu, người đoạt giải chính là cậu. Người duy nhất bình tĩnh ở đây, đại khái chỉ có Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đứng lên, giang hai tay, nhìn về phía Lạc thần đã hoàn toàn đờ đẫn, Lạc thần, chúc mừng. Lạc thần ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thân thể khẽ run, hốc mắt trong nháy mắt đỏ ửng. Kích động không thôi ôm lấy nàng, Diệp ca. Tôi thành công, tôi thành công, tôi không để cho anh thất vọng. Tảng đá lớn treo trong lòng mình lâu như vậy rốt cục cũng đã buông xuống, Lạc thần cảm giác quả thật như mình vừa được hồi sinh. Một bên, Cung Húc cũng sững sờ thật lâu mới phản ứng lại được, biểu tình của hắn nhìn Lạc thần cứ như nhìn một tên gian phu vừa đi cắm sừng mình, giơ móng mèo lên, đệt. Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, nào ngờ lại chính là tiểu tử nhà ngươi đoạt lấy danh hiệu này. Rõ ràng là lời nói oán trách, nhưng bất quá trong giọng nói lại tràn đầy sự mừng rỡ. Lạc thần nhìn về phía Cung Húc, đáy mắt xẹt qua vẻ bất an. Rõ ràng là hai người được đề cử, rõ ràng là hai người cùng cố gắng, rõ ràng Cung Húc lần này thật sự hao phí tinh lực cũng không hề ít hơn hắn chút nào. Vậy mà, cũng chỉ có một mình hắn đoạt giải. Người khác có lẽ không biết, chỉ có thể thấy được một màn không tim không phổi của Cung Húc. Nhưng chỉ có hắn rõ ràng nhất, tại thời điểm đặc huấn. Cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu nỗ lực, lại còn bảo hắn hỗ trợ lừa gạt Diệp ca là cậu ta không sao. Phía trước không xa, đám người Diệp Y Y, Bùi Hằng cùng nhà sản xuất phim nhìn thấy tình huống bất ngờ này, sắc mặt cơ hồ đều đã không chịu được. Chỉ có Bùi Hằng kinh nghiệm tương đối lão luyện, trên mặt lúc này còn có thể duy trì được biểu cảm phóng khoáng chúc phúc cho đồng nghiệp. Đáng chết, chuyện này làm sao có thể? Lạc thần, làm sao lại sẽ là tên tiểu tử chưa ráo máu đầu đó? Nào chỉ là đám người Diệp Y Y, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, ảnh đế lần này lại có thể là người ít được chú ý đến như vậy. Đầu óc của Diệp Y Y chuyển động thật nhanh, giữ cho mình tỉnh táo lại. Chẳng qua chỉ là đoạt được một cái ảnh đế mà thôi. Với năng lực của Hoàng Thiên, hoàn toàn có thể tiếp tục ngăn chặn bọn họ, chỉ bất quá sẽ phải tiêu hao thêm một chút tinh lực. MC, xin mời Lạc thần đi lên lãnh thưởng. Ngay vào lúc này, khách quý Tôn Đông Vũ trên đài ban thưởng. Đột nhiên cắt đứt lời nói của người MC, xin lỗi đã chen ngang một chút, tôi còn chưa nói hết, đạt được giải nam chính xuất sắc nhất, còn có một người. Cái gì? Còn có một người. Mọi người mới vừa khiếp sợ vẫn còn chưa dứt, đột nhiên lại bởi vì những lời này lần nữa làm kinh sợ. Tôn Đông Vũ mỉm cười tiếp tục mở miệng, không sai, một vị khác cũng đoạt giải là Cung Húc. Nếu như nói mới vừa rồi khi Tôn Đông Vũ tuyên bố là Lạc thần. Hiệu quả như nước bắn vào chảo dầu, như vậy, hiện tại đại khái như bắn một quả ngư lôi vào trong nước. Cung Húc mới vừa đứng lên chuẩn bị ôm ấp Lạc thần, kết quả đột nhiên nghe được tên của mình, nhất thời ngẩn ngơ. Ít nhất 3 giây sau, mới chớp mắt một cái, mặt đầy ảo mộng, ặc. Diệp ca ca, tôi thật giống như muốn nhìn anh mặc váy, muốn đến mức điên rồi, đều sinh ra ảo giác. Ngu si, nước mắt nhẫn nại đã lâu của Lạc thần rốt cuộc không nhìn được nữa lăn xuống. Một tay đem Cung Húc ôm chặt lấy, không phải là ảo giác,
Là thực sự đấy, chúng ta đều thành công. Chương 1159, xưa nay chưa từng có. Hai nam chính. Đây chẳng phải là muốn nói đến đôi ảnh đế hay sao? Đây chính là đôi ảnh đế lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử giải thưởng Kim Lan, xưa nay chưa từng có. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều xô trào. Không ai có thể nghĩ đến, giải thưởng Kim Lan lần này, giải ảnh đế lại có thể bùng nổ ở những người ít được chú ý đến vậy. Hơn nữa Lạc Thần và Cung Húc còn song song đạt được nam chính xuất sắc nhất, sáng lập ra kỷ lục lần đầu tiên giải thưởng Kim Lan xuất hiện đôi ảnh đế. Diệp Y Y nguyên bản còn đang suy nghĩ một mình Lạc Thần nàng còn có thể đối phó, thậm chí có thể lợi dụng một điểm này để đánh gục Cung Húc. Nhưng, vạn vạn không ngờ tới lại là đôi ảnh đế, lại sẽ là đôi ảnh đế. Trong con người của Diệp Y Y lần đầu tiên xuất hiện sự hốt hoảng. Lăng Thiếu Chiết nhìn chằm chằm Cung Húc, biểu tình y như gặp quỷ. Hắn một mực khinh bỉ xem thường kỹ thuật diễn xuất cặn bã chứ danh của Cung Húc. Vậy mà lại có thể thành ảnh đế rồi hả? Bên cạnh, chế tác phim Tiết Mặt đã vàng như đất, vẻ mặt nóng nảy hạ thấp giọng nói với Diệp Y Y, tên Diệp Bạch này. Rốt cuộc là lai lịch gì? Trong lịch sử giải thưởng Kim Lan còn chưa từng có tiền lệ này. Y Y tiểu thư, chuyện này, hai người này, sợ là không thể chèn ép được. Chỉ một cái ảnh đế đã muốn sặc, bây giờ là đôi ảnh đế, sức ảnh hưởng chuyện này tạo thành không chỉ là gấp bội, mà là gấp không biết bao nhiêu lần, tăng trưởng theo cấp số nhân. Có thể đoán được. Sau giải thưởng Kim Lan, danh tiếng của Lạc Thần cùng Cung Húc chắc chắn sẽ vang xa. Nhất là Cung Húc, vốn lượng theo dõi và sức hiệu triệu của hắn đã vô cùng đáng sợ. Lần này hắn là điểm đen duy nhất bị người ném đá. Vậy mà tình huống nghịch thiên thế này, hoàn toàn có thể đem lại hiệu quả bùng nổ. Trước đó càng ném đá hắn bao nhiêu, bây giờ nhân khí hắn càng lên cao bấy nhiêu. Dưới tình huống như vậy, cho dù là hai công ty lớn như Hoàn Cầu và Hoàng Thiên liên thủ, sợ là cũng không đè ép được bọn họ. Đôi ảnh đế đầu tiên trong lịch sử giải thưởng Kim Lan, sẽ tạo thành tiếng vang lớn đối với bên ngoài như thế nào? Lại có ban giám khảo ủng hộ coi trọng, bọn họ muốn cậy thế chèn ép chư thần thời đại, nằm mơ. Ép không được không nói, ngược lại có thể sẽ tạo thành kết cục thảm bại trước búa rìu dư luận. Diệp Y Y đương nhiên biết điểm này. Nàng vốn cho là đã không có tí sơ hở nào, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ là loại kết quả này. Nhìn chằm chằm về phía Diệp Mộ Phàm, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nhưng mà, ở đây còn có người sắc mặt còn khó coi hơn cả Diệp Y Y, đó chính là Trừ Hồng Quang. Suy nghĩ kỹ một chút mà xem, hắn tốn nhiều tiền như vậy, dồn nhiều tài nguyên như vậy, mới giúp Thái Dũng Thắng thổi ra một cái siêu sao Thôi Minh Khiêm, lấy được giải người mới xuất sắc nhất mà thôi. Vốn là muốn chứng minh ánh mắt nhìn người của chính mình không sai, quyết định cũng không có sai. Kết quả thì sao? Diệp Bạch lại có thể quay đầu liền giúp cho Lạc Thần cùng Cung Húc đồng thời thu được nam chính xuất sắc nhất. Ngay cả Cung Húc, cái gã có kỹ thuật diễn xuất cặn bã được cả giới giải trí công nhận, cũng bị hắn đào tạo thành ảnh đế. So sánh này, quả thật là vạn tiễn xuyên tâm. Nếu như nói nguyên bản Trừ Hồng Quang còn ra vẻ tự phụ, kiên định lựa chọn của mình không sai, cho rằng là Diệp Bạch không biết điều, nhưng vào lúc này, hắn thật sự đã hối hận tím cả ruột. Phải biết, nếu như là ban đầu Diệp Bạch không đi, vậy những thứ này đều là của hắn. Đều là của Hoàn Cầu bọn họ a. Vốn tuyệt đối có thể làm cho Hoàng Thiên giận đến gần chết, thậm chí dao động địa vị long đầu lão đại của Hoàng Thiên, thật hãnh diện. Nhưng bây giờ, nói cái gì cũng đều là uổng công. Vào lúc này gò má Trừ Hồng Quang co rút lại, quả thật là muốn bóp chết tên phế vật Thái Dũng Thắng kia. Diệp ca ca, tôi lại có thể thành ảnh đế rồi. Anh nhanh nhéo tôi một cái. Không cần làm phiền cậu ấy. Tôi nhéo giúp cậu, Diệp Mộ Phàm cười trêu chọc. Cái tên này, vẫn là lần đầu tiên Mộ Phàm nhìn hắn thuận mắt đến vậy. Khoảng thời gian này, công ty đụng phải vách tường khắp nơi. Tới gần buổi lễ trao giải còn bị tổ ekip chương trình game show đá ra, hắn đều đã ôm lấy quyết tâm liều chết rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, lại sẽ là sau cơn bí cực đến hồi tái lai. Chương 1160, bị ngược rất vui vẻ. Bên trên màn hình lớn. Âm thanh giới thiệu vang lên, vang vọng khắp hội trường của buổi lễ trao giải. Lạc Thần, lấy Kinh Long xuất đạo mà nhất thời gây được chú ý, sau 3 năm yên lặng, lấy Kinh Long 2 phục xuất, lần nữa chứng minh được kỹ thuật diễn xuất, ở trong Sinh Tử Một Đường, anh lấy kỹ thuật diễn xuất tinh xảo đóng vai bộ đội đặc chủng Hoa Quốc Thẩm Nhạc, thể hiện ra phong thái của quân nhân Hoa Quốc. Cung Húc, tại trong Sinh Tử Một Đường,
anh hoàn mỹ đóng vai Tiết Thiếu Dương, nhân vật con nhà giàu không chính không tà, kỹ thuật diễn xuất có tiến bộ bay vọt, chứng minh được cho người xem. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, người MC kích động không thôi mở miệng, thật là quá kích động. Không nghĩ tới tối nay người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất lại có thể có đến hai vị. Tiếp theo mời hai chàng trai đoạt giải của chúng ta lên trên sân khấu. Diệp Mộ Phàm vội vàng thúc giục hai người nhanh lên đài, đi nhanh lên đi. Khoan, chờ một chút, Diệp ca ca, anh còn chưa ôm tôi đâu. Trước khi đi, Cung Húc còn giang hai cánh tay ra yêu cầu. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới, ôm một con chó lớn, nào đó. Cung Húc lúc này mới vui vẻ, nhất thời dùng sức ôm nam nhân trước mặt mình. Thật giống như từ khi gặp được người này, số mạng của hắn đã rẽ sang một hướng khác. Ngay từ đầu chỉ là vì mứt hoa nhỏ, nhưng trong lúc bất chi bất giác, người này đã càng ngày càng trở nên trọng yếu đối với hắn. Mặc dù ngày ngày bị quản, bị chửi, thậm chí bị đánh, nhưng mỗi ngày đều bị ngược rất vui vẻ. Người này, tại sao thân thể của Diệp ca ca lại mềm mại như vậy? Hơn nữa, thật là thơm. Quả thật là giống như một cô gái. Đừng nũng nịu nữa, mau đi đi. Diệp Oản Oản thúc giục. Ồ, gò má của Cung Húc không hiểu sao bỗng nóng lên, trái tim nhảy đã muốn từ cổ họng bay ra bên ngoài mất rồi. Cung Húc theo bản năng ôm lấy trái tim nhỏ. Miệng nó, ôm ấp một chút mà thôi. Còn ở đó nhảy nhót cái gì? Giả vờ ngây thơ à? Cung Húc đỏ mặt, kinh ngạc hướng về Diệp Oản Oản nhìn chòng chọc mấy giây, sau đó vội vã theo Lạc Thần đi lên trên sân khấu. Trên đài, hai người, một chững chạc nội liếm, một tự nhiên không kiềm chế được, sóng vai đi tới nơi ánh đèn sân khấu chiếu rọi. Hai người tỏa sáng lung linh, dường như bất kỳ hắc ám nào cũng đều không còn cách nào ngăn trở được hào quang của bọn họ. Cùng lúc đó, trước TV, vô số người xem thông qua truyền hình trực tiếp, chứng kiến một màn này, chứng kiến hai ngôi sao mới từ từ dâng lên. Đài truyền hình vệ tinh Đế Đô, tổ ekip đại lão Hữu Hước đang bận rộn. Đạo diễn Hầu, anh nhanh xem TV. Đột nhiên, tiểu trợ lý như gió hướng về đạo diễn chương trình Hầu Sùng Minh chạy đến. Hầu Sùng Minh dùng sức vỗ tay lên kịch bản, giống giận lên tiếng, xem cái gì mà xem. Không thấy tôi đều đã bận rộn đến điên rồi sao? Cái này đều đã đến lúc nào rồi mà còn xem TV? Thôi Minh Chiết của Quang Diệu truyền thông đều đã bị, nhiệt huyết đại mạo hiểm, đoạt đi. Tôi bảo cậu đi mời Bùi Hằng. Bùi Hằng cậu đã lên được lịch hẹn chưa? Không phải, đạo diễn Hầu, anh hãy trước tiên xem cái này một chút, thật sự là chuyện rất trọng yếu. Lạc Thần còn có Cung Húc đạt được giải nam chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Lan rồi. Tiểu trợ lý thở hồng hộc mở miệng. Hầu Sùng Lượng sững sờ, cậu mới vừa nói cái đồ chơi gì? Tiểu trợ lý kích động nói, tôi nói, nam chính xuất sắc nhất. Ảnh đế, đôi ảnh đế, Lạc Thần và Cung Húc. Hầu Sùng Lượng nhìn y như bị ngu. Nhìn chằm chằm tiểu trợ lý, cậu con mẹ nó trêu chọc tôi à? Cung Húc, ảnh đế. Vô luận là ai, sợ rằng đều không cách nào đem hai chữ Cung Húc và ảnh đế cho liên hệ với nhau. Là sự thật, đạo diễn anh không tin thì tự mình xem đi. Tiểu trợ lý nói xong, vội vàng đem điện thoại di động đang phát trực tiếp lễ trao giải Kim Lan đưa tới trước mặt Hầu Sùng Lượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1160.